Ace Cook. Hảo Hảo mì xào hương vị hải sản, muốn ăn ngay là trộn liền tay. Đặc trưng nước sốt đậm đà. Hít hà mê ly, càng ăn càng cuốn. Mỗi lần thưởng thức là rộn ràng như ngoài hàng quán. Hảo Hảo mì xào hương vị hải sản, tuyệt hảo mì xào, bao vui như quán. Chơi game cùng bản thân cần năng lượng. Với nguồn sữa tươi sạch từ trang trại TH, cùng trái cây tự nhiên, nước uống sữa trái cây TH True Juice Milk cung cấp nguồn năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên. Dù tỏa sức đam mê với skateboard, hay party với nhóm bạn, vẫn luôn tràn đầy năng lượng, chạy hết mình với mọi cuộc vui. TH True Juice Milk, năng lượng tự nhiên, khiến game tuyệt chất. Ace Cook. Vâng, xin chào các khán giả đã cùng quay trở lại với Đấu Trường Danh Vọng mùa xuân 2024. Chúng ta cùng nhau trải qua trận đấu đầu tiên trong ngày hôm nay và đội tuyển BDS đã có một chiến thắng khá dễ dàng trước IENG Media với tỷ số 3-0. Và bây giờ sẽ là trận đấu thứ hai, một cuộc đối đầu cũng rất đáng xem giữa hai tuyển Heavy và OneStar Esports. Lần đầu tiên thì tôi muốn được cảm ơn nhà tài trợ Mi Anh Hào Hảo và Mi Li Anh Hào Hảo đã tiếp tục đồng hành lần thứ 5 liên tiếp cùng Đấu Trường Danh Vọng League Mobile. Hào Hảo, Bung Hào Vị, Chiến Hào Game. Bên cạnh đó thì tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng nước uống sữa trái cây TH True Juice Milk, thương hiệu đồ uống tốt cho sức khỏe đến từ tập đoàn TH, đã đồng hành cùng Đấu Trường Danh Vọng mùa xuân 2024. TH True Juice Milk, năng lượng tự nhiên, chiến game cực chất. Ở trong những năm trước đây thì cuộc chiến giữa Heavy và OneStar đã từng là một trong những cuộc chiến rất hấp dẫn. Ở đó thì Heavy đã từng tạo ra rất nhiều những điều bất ngờ. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại mọi thứ đã khác đi rất nhiều. Heavy bây giờ đã yếu đi khá nhiều khi đã chia tay với những Judas, chia tay với những Tarik T. Và Heavy lúc này đang phải cố gắng để cạnh tranh cho một vị trí thứ 6 của bảng xếp hạng. Còn với OneStar, họ đang độc tôn ở trên vị trí thứ nhất của bảng xếp hạng. Và nếu như ngày hôm nay có thêm một chiến thắng nữa thì họ lại tiếp tục có được cho mình một vị trí rất vững chắc ở vị trí số 1 của bảng xếp hạng, khi mà lúc này thì họ còn đang thi đấu chậm hơn các đội tuyển khác một vòng. Đây mới sẽ là giai đoạn để họ có thể bắt nhịp được với các đội tuyển khác mà họ đã có thể đứng đầu bảng xếp hạng rồi. Thế nên rõ ràng là OneStar đang có rất nhiều lợi thế để có thể kết thúc giai đoạn 1 với vị trí là số 1 của bảng xếp hạng. Hiện tại thì chúng tôi sẽ gửi đến các bạn khán giả đó là trận đấu giữa đội tuyển Heavy và OneStar, sau đó sẽ là cuộc đại chiến giữa ZG Live và FT Flash.
đều là những trận đấu rất đáng xem trong ngày chủ nhật hôm nay. Đúng là trên bảng xếp hạng hiện tại thì đội tuyển OneStar Esports đang đứng ở vị trí dẫn đầu, trong khi đó với đội tuyển Heavy thì họ cũng đang phải cạnh tranh một vị trí gắt gao với cả Black Stars Sport, khi ở thời điểm này thì Black Stars họ cũng chỉ còn kém đội tuyển Heavy với một điểm hiệu số mà thôi. Và nếu như ngày hôm nay Heavy tiếp tục mà để thua trắng 0-3 trước đội tuyển OneStar như là trận đấu lượt đi thì đó sẽ là một cái kết quả rất khó khăn dành cho đoàn quân của huấn luyện viên trưởng Dev. Và một lần nữa chúng ta sẽ nhìn lại những gương mặt trong phòng chiến thuật của bên phía đội tuyển Heavy. Ngày hôm nay thì có thêm những sự xuất hiện mới tới từ Heavy, và liệu rằng những cái tên mới có được ra quân hay không. Trong khi đó với OneStar thì vẫn sẽ là những cái tên rất quen thuộc thôi. Chúng ta vẫn nhìn thấy Finn, nhưng chắc hẳn là khi đội hình của bên phía OneStar đã ổn định rồi thì khả năng cao Finn ra quân trong ngày hôm nay sẽ là khá khó khăn. OneStar nhìn như kiểu là không chỉ có đồng phục áo, họ còn có cả đồng phục giày ấy nhỉ. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với đội hình của đội tuyển OneStar. Lúc này thì OneStar đang có được cho mình một cái line up thi đấu phải nói là ổn định thôi. Finn vẫn chưa thể ra quân thi đấu ở trong màu áo của đội tuyển OneStar khi mà Quang Hải vẫn đang thi đấu tương đối ổn định ở vị trí đường rừng. Chúng ta cùng nhau đến với những cái tên đến từ bên phía của đội tuyển Heavy. Bé Chóc ngày hôm nay sẽ ra quân thay thế cho Kunai. Trong khi đó thì ở vị trí đi rừng vẫn sẽ là TSS, ở vị trí đường giữa là Nana, đường rồng sẽ là cặp bộ đôi Chiết và Sanji. Mới đây thì đội tuyển Heavy cũng đã có được những chiến thắng rất quan trọng, để bây giờ họ đang có được 3 điểm số ở trên bảng xếp hạng. Để cạnh tranh một vị trí với cả TT thì sẽ là hơi khó, nhưng để đảm bảo được rằng là họ có được vị trí thứ 6 sau khi giai đoạn 1 kết thúc thì hoàn toàn Heavy có thể làm được. Và đặc biệt là trong trận đấu này, các fan hâm mộ của Heavy cũng sẽ hy vọng rằng là đội tuyển của mình có thể là chiến thắng được trước OneStar Esports. Trong ngày thi đấu trước thì OneStar Esports cũng đã có những sự thử nghiệm với cả Black Stars Esports rồi. Và ngày hôm nay họ hoàn toàn có thể làm được điều đó. Lineup ra quân của bên phía OneStar sẽ bao gồm những cái tên Bird LB, Quang Hải, Maris, Si và Hàn, vẫn là những cái tên rất quen thuộc tới từ OneStar Esports. Kể từ khi mà Hoàng TD không còn có mặt ở trong đội hình thi đấu chính thức của đội tuyển OneStar nữa thì lúc này đội tuyển OneStar vẫn đang duy trì một cái lineup đội hình tương đối ổn định. Họ vẫn có những cái tên không hề có một sự thay đổi nào cả. Bơm đến với OneStar và chưa được ra sân bất kỳ một trận đấu nào thì đã rời đi. Và Finn cũng là tương tự. Hiện tại thì Finn cũng vẫn đang có mặt ở trong đội hình dự bị của OneStar, nhưng Finn cũng chưa được ra sân thi đấu bất kỳ một trận đấu nào, khi mà Quang Hải vẫn là người đi rừng chính của đội tuyển này. Key player to watch đến từ cả hai đội tuyển, đó sẽ là Chiết đến từ bên phía của đội tuyển Heavy. Lúc này thì Chiết đang là người chơi có được cho mình số danh hiệu MVP đứng thứ 2 giải đấu, trong khi đội tuyển của anh ta mới chỉ có đúng 3 chiến thắng thôi. Tức là tổng cộng thì đâu đó đội tuyển của Chiết chắc cũng chỉ có tầm khoảng hơn chục ván thắng thôi. Thì trong số đó Chiết đã có đến 6 cái MVP rồi. Đúng là như vậy, rõ ràng Chiết vẫn đang có một quãng thời gian gánh team rất ác. Trong khi đó với player to watch của bên phía đội tuyển OneStar Esports thì đó sẽ là Si. Tính tới thời điểm này thì Si đang là người nắm giữ nhiều điểm MVP nhất ở khu vực đường rồng. Đồng ý. Si đang có một giai đoạn thi đấu khá ổn định kể từ khi mà anh tới với cả đội tuyển OneStar Esports. Nhìn với những thông số còn lại của Si như là lượng sát thương gây ra hay là tỷ lệ tham gia những điểm hạ gục của Si thì đang chưa thực sự quá cao. Có lẽ cái vai trò của Si ở trong đội hình của OneStar không hẳn là người gánh team chính, bởi vì là Maris sẽ là người gánh team rất là ác trong đội hình của bên phía OneStar rồi, nên Si cũng sẽ được san sẻ phần nào gánh nặng của mình. Đây là huấn luyện viên của đội tuyển Heavy, Dev, người cũng đã gắn bó với lại cả Heavy từ rất lâu rồi, và tương tự đó là trường hợp của NoFear. NoFear cũng đã gắn bó cùng với lại cả VGaming và bây giờ là OneStar rất lâu rồi. Chúng ta có thể thấy được rằng là như vậy là đây sẽ là cuộc chiến của hai xạ thủ đang là top 1 và top 2 về số lượng danh hiệu MVP ở trong mùa giải này. Si, cái tên mà chúng ta cũng thấy rằng là ở trong mùa giải năm nay đang thi đấu rất ổn định, và điều quan trọng hơn nữa đó là Si cũng đang có được cho mình những cái khoảng thời điểm để có thể thử nghiệm những vị tướng mới. Ngày hôm trước thì Si cũng đã có thời gian để thử nghiệm cho mình vị tướng đang được thay đổi sức mạnh, đó là Phoenix. Và đây là ba trận đấu trước đó mà Heavy đã chơi. Họ để thua trước GG Live với tỷ số 0-3, để thua trước FPT Flap với tỷ số 0-3 với tỷ số 1-3. Và mới đây thì họ cũng đã có chiến thắng trước TNT với tỷ số 3-0. Rất bất ngờ. Qua đó thì đội tuyển Heavy cũng đã có thêm phần động lực để cạnh tranh một vị trí trong top 6 tại mùa giải năm nay. Trong khi đó với các thành viên của OneStar Esports, trong 3 trận đấu vừa qua thì họ cũng chỉ thua có đúng một mình Sài Gòn Phantom thôi. Tính từ đầu mùa giải đến giờ thì OneStar cũng chỉ có thua mình Sài Gòn Phantom với tỷ số 2-3, còn đâu những trận đấu còn lại họ thường xuyên thắng với tỷ số 3-0 hoặc là 3-1. Sài Gòn Phantom có thể thua bất kỳ đội tuyển nào trừ FPT Flat và OneStar, đặc biệt là OneStar. OneStar thì có thể thắng bất kỳ đội tuyển nào nhưng mà chỉ thua mỗi Sài Gòn Phantom. GG Live thì lại chỉ có thể thắng mỗi Sài Gòn Phantom và cũng có thể thua bất kỳ đội tuyển nào. FPT Flash có thể thua cả trước OneStar và Sài Gòn Phantom, còn hoàn toàn có thể chiến thắng trước bất kỳ đối thủ nào. Vâng, một mùa giải nó rất là nhiều những cái sự lằng ngoằng giữa các đội tuyển. Họ đều có những đối thủ kỵ dơ của mình và cũng có cho mình những cái có thể nói rằng là điểm mạnh riêng.
mỗi đội tuyển mà chúng ta vừa mới kể trên ở trong top 4 đều có những điểm mạnh riêng. Và tỷ lệ bình chọn dành cho One Star ở trong cuộc đối đầu với Heavy là 83% so với 17% của Heavy. Vẫn có 17% khán giả tin vào một điều bất ngờ mà Heavy có thể mang lại được ở trong ngày thi đấu hôm nay. Trong quá khứ, Heavy đã từng nhiều lần mang lại bất ngờ, đặc biệt là trong những trận thi đấu đầu mùa, những trận thi đấu khai mạc. Heavy toàn phải đụng độ với lại cả V Gaming ở thời điểm đó và mang lại rất nhiều những chiến thắng 3-2 cảm xúc. Và liệu ngày hôm nay Heavy có thể bổ sung thêm một điểm số cho mình hay không? Bởi vì nếu như Heavy bổ sung được điểm số cho mình thì họ sẽ gần như chắc suất top 6, nhưng họ sẽ phải làm điều đó một cách rất khó khăn bởi đây là One Star. Trong giai đoạn đi thì đội tuyển One Star Esports đã thắng dễ trước Heavy tỷ số 3-0. Và liệu rằng lịch sử có lặp lại khi mà đội tuyển Heavy cũng đã có những sự bổ sung về mặt nhân sự khá đáng kể, đó là Bé Trọc ở khu vực đường Tà Thần Seja. Kể từ thời điểm Bé Trọc tới với cả Heavy thì Heavy cũng đã bắt đầu có những sự khởi sắc hơn, nơi mà họ đã có chiến thắng trước TNT với tỷ số 3-0 bất ngờ ở trong vòng thi đấu trước đó. Đây sẽ là ván đấu đầu tiên, ván đấu mà One Star được chơi ở phần sân màu xanh. Họ cấm ngay cho mình đó là con bài Suat. Có vẻ như là ở trong những lượt cấm đầu tiên tới từ cả hai đội tuyển cũng sẽ không có quá nhiều sự thay đổi so với những vòng đấu trước đó. Vẫn sẽ là Suat, là Kane, là Rui, là Aya tới từ cả hai bên mà thôi. Đúng là như vậy, One Star sẽ cấm tiếp cho mình đó là con bài Kane, một vị tướng cũng đang có tỷ lệ cấm rất cao trong mùa giải năm nay. Tuy nhiên Aya có bị cấm đi bởi Heavy hay không, chúng ta sẽ cùng chờ xem Heavy liệu có cấm đi con bài này hay không. Đó sẽ là một lượt cấm rất an toàn, nhưng ngược lại sẽ thả ra Van Hên, một sự lựa chọn mà One Star hoàn toàn có thể lấy nó làm first pick. Và Heavy chấp nhận là mất Van Hên chứ không chịu thả ra Aya. Sự lựa chọn cuối cùng của Heavy có vẻ như sẽ là Aya. Và nếu như vậy thì tôi nghĩ rằng nếu như không có một bất ngờ nào đó thì One Star sẽ lấy Van Hên thôi. Họ vẫn đang rất thành công với bàn đánh Van Hên. Liệu rằng One Star Esports lấy cho mình đó là Van Hên trong first pick hay không, hay họ sẽ chuyển hướng sang một vị tướng nào đó khác cũng là mạnh ở trong meta hiện tại như là Iggy hay là Elsu dành cho Si cũng như là Maris ở khu vực đường giữa. Bể tướng của Maris là rất rộng, thế nên là có thể là Maris sẽ được anh ta sẽ nhường lại những vị trí khác để cho Si được lựa chọn trước hay chăng. Van Hên vẫn sẽ là một con bài mà các thành viên của bên phía One Star Esports cần phải ưu tiên. Đúng là như vậy rồi, Van Hên dành cho Si ở trong ván đấu này. Trong khi đó với Heavy, để có thể đối đầu với cả Van Hên của đối phương thì Heavy sẽ cần phải chuẩn bị một bể tướng đánh cho đoạn đầu game không thu quá nhiều, hoặc là họ chơi là phải chơi lết hẳn luôn với những con bài như kiểu là Terry ở khu vực đường dưới dành cho Chiết chẳng hạn. Chiết đã từng sử dụng Terry và thành công. Trong khi đó thì họ cần phải có chất thép ở khu vực đường giữa, và đó là đầu tiên đó phải là đến Ignis đã, một con bài đủ mạnh để có thể cản bước Van Hên. Sau đó là Aoi. Heavy lựa chọn những con bài mạnh ở trong đoạn đầu trận, nhưng khác với nhiều đội tuyển sẽ lựa chọn Kira thì Heavy lại lựa chọn Aoi. Đây có phải là một sự mạo hiểm lớn đến từ Heavy hay không đây? Với con bài Kira thì đội tuyển Heavy khả năng kiểm soát đầu trận của họ cũng là tốt, nhưng có thể để phối hợp cùng với Ignis trong một nhịp lao thẳng vào đối phương thì có lẽ con bài Aoi sẽ là hợp lý hơn dành cho TSS. Hai sự chọn tiếp theo từ One Star cũng không có gì bất ngờ cả, đó sẽ là Kira cùng với cả Helen dành cho Han. One Star đang sở hữu 3 con bài top tier ở thời điểm hiện tại, có thể đánh sớm trong quãng thời gian đầu game. Trong khi đó với Heavy, không ngoài dự đoán của chúng ta, sẽ là Terry dành cho Chiết. Bên phía Heavy cũng đã có đủ những công cụ để đánh sớm ở đầu game, đó là Aoi và Ignis rồi, và họ sẽ cần bổ sung thêm một vị tướng đánh mạnh cuối game, và Terry là cực kỳ hợp lý với Chiết. Và rõ ràng là Heavy với một chiến thuật như thế này thì họ sẽ phải đánh phòng ngự phản công thôi. Họ không thể tấn công một cách quá gắt được với Terry, với Ignis và với Aoi như thế này. Thì có lẽ việc mà cản bước đối phương, không cho đối phương lấy trụ là một điều tiên quyết. Tránh xa lầy vào những cái giao tranh mà nó kéo quá dài để cho Helen hồi phục được thì nó sẽ vô cùng mạo hiểm. Sau Rask là Ignis được khóa đi. Bên phía của Heavy ở trong phase 2 tập trung toàn bộ vào vị trí của Maris. Và có thể coi rằng là cả 4 vị tướng của Heavy đều nhắm vào một người duy nhất, Maris. Maris vẫn đang là tuyển thủ có số điểm MVP nhiều nhất tại mùa giải năm nay với 14 điểm MVP. Và chắc chắn là Maris cũng sẽ muốn chơi những con bài có thể gánh team, tiếp tục gia tăng điểm MVP của mình ở trên bảng xếp hạng. Chính vì vậy là Heavy họ cũng hạn chế đi rất nhiều những vị tướng mạnh ở khu vực đường giữa của One Star. Trong khi đó với One Star thì họ cấm đi cho mình đó là Ibanez cùng với cả Frentino, những con bài có thể được coi là ra vào giao tranh cực kỳ dễ dàng trước Helen cũng như là Van Hên của One Star. Đây là những lượt cấm rất ổn tới từ bên phía One Star. Và để xem là sự chọn thứ tư của Heavy sẽ là vị tướng nào đây. Họ đã có đường giữa, đã có đường rồng và đã có một con bài đi rừng. Bây giờ thì họ sẽ khả năng cao là lựa chọn một con bài ở vai trò trợ thủ để giấu đi đường trên cho Bé Trọc. Bé Trọc cần một cuộc đối đầu dễ dàng với Bird Elby để anh ta không bị thua đường, để người ta có thể đóng góp nhiều hơn vào lối chơi chung. Và Heavy quyết định lấy cho mình đó là Toro, một sự lựa chọn khá bất ngờ. Toro sẽ là một sự lựa chọn hơi mạo hiểm một chút dành cho Heavy, nhưng khi không còn Ibanez nữa thì họ chấp nhận là mạo hiểm lấy Toro. Như vậy là lối đánh của Heavy rõ ràng về việc là phòng ngự phản công rồi. One Star họ có lấy đường trên
thật mạnh cho BLB hay không đây. Vẫn còn Skirt, vẫn còn Richter và Ryoma, những vị tướng rất ổn để có thể thi đấu ở trong trận đấu này. Và Skirt rất quen thuộc, đội hình của OneStar là đội hình, có thể nói đội hình mẫu đấy, đội hình cơ bản đấy. Hiện tại thì OneStar đã có cho mình đủ lượng sát thương tới từ Kira cũng như là Van Hên rồi, nên là họ cũng sẽ cần bổ sung thêm chất thép ở tuyến trên. Và Skirt có thể làm được điều đó trong bối cảnh trong đội hình của bên phía Heavy không có những vị tướng gây ra sát thương chuẩn, thì Skirt sẽ khá dễ chơi trong ván thi đấu này. Và sau đó sẽ là Liliana ở khu vực đường giữa dành cho Maris, một con bài mà Maris có thể thoải mái gánh team được với lượng sát thương mạnh ở xuyên suốt quãng thời gian giữa game và cuối game. Trong khi đó với Heavy, họ còn lại một sự chọn cuối cùng dành cho Bé Trọng ở khu vực đường tà thần. Khó và à. Bây giờ không còn Retino nữa rồi, thì có thể là Bé Trọng sẽ cần phải chuyển hướng sang chơi những vị tướng khác cũng mạnh như là Richter hay là Yena ở khu vực đường trên. Nếu như đối đầu trực diện với cả Skirt thì cả Richter cả Yena thì sẽ hơi thua thiệt một tí, nhưng về khả năng giao tranh tổng thì có lẽ Richter cũng sẽ đóng góp rất nhiều vào cái chiến thuật đội hình của bên phía Heavy. Hơi khó cho Trọng, hơi khó cho Trọng, lấy Richter ở trong trận đấu này sẽ là hơi phí. Liệu đó có phải là Omen? Rõ ràng là tôi nghĩ rằng đây sẽ là một lựa chọn khó cho Trọng. Vẫn là một con bài cơ bản của Trọng thôi, Yena. Thật ra thì Yena sẽ là một con bài an toàn mà Trọng có thể sử dụng được, nhưng Yena trận đấu này cũng khó đánh. Đây sẽ là bể tướng đến từ Heavy, và với bể tướng như thế này, họ không có một con bài đánh ra thực sự bất ngờ. Họ sẽ phải dồn tất cả niềm hy vọng của mình vào chiết ở trong đoạn sau của trận đấu. Và để làm được điều đó thì họ cần phải câu kéo được trận đấu đến giai đoạn về sau. Chỉ nếu như mà trận đấu trôi quá nhanh thì cũng hỏng dành cho Heavy. Với Yena thì họ cũng không ngại lắm việc mà OneStar sẽ đổi đường để cho Skirt đi cùng với Terry và Van Hên đi cùng với Yena. Tuy nhiên thì nói gì thì nói, vẫn cần phải đề phòng đôi chút, bởi vì nếu như đổi đường được như vậy thì OneStar vẫn sẽ đánh hơn. OneStar vẫn sẽ có một bộ đội đánh sớm trong quãng thời gian đầu game, đó là Van Hên và Helen. Chính vì vậy là nếu như đổi đường như những gì mà anh Tùng đã nói thì Van Hên và Helen có thể khiến cho Bé Trọc gần như là không được chơi game ở quãng thời gian đầu. Thêm vào những pha ganh nữa của Quang Hải, của Maris, thì đây thật sự một trận đấu mà con bài Yena mặc dù là có khỏe, có thể trụ đường tốt thì cũng rất khó chống đỡ trước sức sát thương mà các thành viên bên phía OneStar có thể tạo ra ở trong quãng thời gian đầu game. Trong khi đó với Heavy, đây là một đội hình mà họ sẽ không có nhiều công cụ để mở giao tranh. Họ chỉ có một mình con bài Toro cùng với cả Aoi hoặc là Yena có thể vào giao tranh trước thôi. Còn đâu những Ignis, những Terry là những vị tướng đánh thủ, và Heavy sẽ cần phải chắc chiu những cơ hội của mình trong trận đấu này. Có một vài bạn khán giả cũng có đưa ra câu hỏi về việc là tại sao bên phía Heavy không lựa chọn Malok để đánh ở đường trên với Skirt, để Malok đánh với Skirt thì cũng khá tốt. Thì có rất nhiều lý do để cho Malok không thể xuất hiện ở trong trận đấu này. Thứ nhất là độ đù của Malok. Malok mà đánh đường trên trận này thì thật sự luôn là Malok sẽ rất khổ, cực kỳ khổ với sự xuất hiện của Kira hay là Liliana vào cánh trên, thì Malok sẽ rất khó ôm. Điều thứ hai nữa thì đó là về việc mà rõ ràng là Malok ở trong trận thi đấu này thì đúng là nhìn thì có vẻ như dễ đánh với lại cả Helen thật, nhưng mà đến tận giai đoạn về sau cơ thì mới có thể tham gia vào giao tranh tổng. Và Malok sẽ có thể nói rằng là một cánh thua đến từ bên phía của Heavy. Và điều thứ ba nữa thì đó là về việc mà Bé Chọc có lẽ cũng không phải là một người chơi theo thiên hướng là đánh những vị tướng tanh. Thế nên Malok là một vị tướng mà tôi nghĩ rằng là ở trong tay của Bé Trọng thì nó sẽ là tương đối non kinh nghiệm. Khi mà anh ta có lẽ luyện tập những vị tướng tốt thì tôi nghĩ rằng anh ta cũng không luyện tập Malok mấy đâu. Các bạn khán giả đang được nhìn thấy sự kiện Lauriel Thứ Nguyên Vệ Thần sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4. Và các bạn có thể hoàn toàn sở hữu cho mình đó là trang phục rất đẹp này của Lauriel trong game. Và còn quay trở lại với trận đấu này thì đây sẽ là những bước di chuyển đầu tiên tới từ cả OneStar Esports cũng như là Heavy. C và Han đã được thi đấu ở khu vực đường giữa, trong khi đó bên phía OneStar để cho Maris lên cánh trên của bản đồ. Anh ta sẽ nhường lại tơ lính luôn. Maris sẽ nhường lại tơ lính dành cho C cùng với cả Han để có thể là giúp cho người chơi xạ thủ của mình có thể lên cấp 4 là nhanh nhất. Trong khi đó với TDS, bóng dừng đầu tiên của anh ta khởi động ở bãi quái bùa đỏ phía trên. Anh ta đã bị phát hiện tầm nhìn, và liệu rằng là Quang Hải sau khi có được con bùa đỏ của anh ta thì anh ta có muốn sang để cướp đi bộ xanh của đối phương hay không? Có lẽ là khó, bởi vì dẫu sao thì bộ đôi xạ thủ hỗ trợ cũng đã bị đẩy lên cánh trên mất rồi. Vẫn là phong cách đổi đường quen thuộc của OneStar. Với phong cách đổi đường này thì nhìn có vẻ như là Van Hên cũng có thể bị cấu máu bởi Bé Chọc, nhưng không, khi mà có thêm cả Han ở đây thì Bé Chọc rất khó để tạo ra một cái điều khác biệt gì đó ở cánh trên cả. Sẽ phải là ôm đợi đồng đội thôi. Đã có di chuyển đến từ Ignis cũng như là Toro để lên hỗ trợ cho cánh trên ở trong trận thi đấu này, liên tiếp giúp cho Bé Chọc để cho Bé Chọc có thể farm được và đỡ được còn Van Hên này trong đoạn đầu trận. Trong khi đó thì Sanji làm tốt ở trong pha thi đấu ở đường giữa khi cầm cho mình bổ trợ có thể gây đam. Sanji né được tình huống ra đam đến từ Maris ra chiêu, hai chiêu trượt lung tung hết cả lên,
Và như vậy là Sanji lùi về được thành công. Sanji đã câu kéo đủ thời gian để cho những thành viên còn lại của bên phía đội tuyển Heavy có thể được pha. Và đây là pha tấn công của Sanji hất tung đi vị trí của đó là Han rồi. Han mất nhiều máu quá. Chiến đấu TH dành cho bên phía đội tuyển Heavy hơi đáng tiếc là nó nằm trong tay của Sanji. Nhưng không sao cả, đó vẫn là một pha thi đấu hay của người chơi trợ thủ bên phía đội tuyển Heavy. Cú tốc biến là đủ tốt đến từ vị trí của Sanji để chiến công đầu TH thuộc về bên phía của đội tuyển Heavy. Bước thuận lợi này là vô cùng quan trọng với bên phía đội tuyển Heavy. Trong khi đó ở đường trên, Xí tiếp tục uy hiếp vào bé Chọc nhưng bé Chọc còn cục máu ở sau trụ. Và như vậy là sau 2 phút thiếu đầu tiên, Heavy tương đối thuận lợi. Chỉ cần ăn được con rồng này thôi và có được cho mình điểm chiến công đầu TH, mọi thứ đang là khá ổn dành cho bên phía của đội tuyển Heavy. Mặc dù là trong thời gian đầu game thì đội hình của Heavy sẽ có những con bài là khá yếu như là Terry, như là Jaina. Tuy nhiên Heavy vẫn biết tận dụng được khả năng băng càn của Toro trong tay của Sanji cũng như là những nhịp đu dây của TS để khiến cho Han phải lên bảng đếm số. Và với việc là Heavy đang không thua thiệt quá nhiều trong thời gian đầu game này thì họ sẽ có một cái bàn đạp rất tốt để nuôi lớn được chiết. Chiết cũng đang rất thoải mái ở khu vực đường dưới thôi. Cầm cho mình tinh linh, đi đường cùng với cả Skirt thì không có một lý do gì mà chiết không để cao cả. Đổi lại đường rồi, bên phía của One Star sau trận đầu tiên không thuận lợi thì họ cũng đổi lại đường rồi. Đẩy cho Van Hên xuống cánh dưới. Còn với Heavy tôi nghĩ là cũng giữ nguyên rồi. Để cho chiết ở đường rồng thì sẽ có được cho mình một con lính nhiều tiền để chiết farm nhanh hơn. Sanji, lúc này thì Sanji đang có một ván đấu được đánh giá là thuận lợi với Toro ở trong đoạn đầu trận. Đây sẽ là những tình huống đầy đường tới từ bên phía đội tuyển One Star. Họ đã đổi lại Bdo Sa thủ và hỗ trợ xuống khu vực đường dưới và chiết sẽ cần phải farm thấp hơn so với là quãng thời gian trước đó. Trong khi đó thì TS bắt đầu có những bước di chuyển cùng với Nana và Sanji. Họ đang muốn ganh ở đường nào đây? Tầm này thì TS để có thể ganh được vào vị trí của Skirt hay ganh vào vị trí của Helen Van Hên vẫn là hơi khó. Chính vậy là TS đang tập trung vào việc đẩy lính nhanh cùng với Nana, cùng với Sanji. Anh ta chỉ cần biến mất ở trên bản đồ thôi thì cái áp lực đẩy đường của bên phía đội tuyển Ansa cũng sẽ gặp phải những sự khó khăn. Si và Han đã tiếp cận vào cái trụ đường dưới của chiết rồi. Chiết đang cố gắng dọn lính. Anh ta dọn lính là khá nhanh. Còn ở gần khu gang rồng thì Quang Hải mất nhiều máu quá, sau đó là cả Marit nữa. Marit hết chiêu rồi, Marit sẽ phải nằm xuống. TS vẫn còn long diệt. Chiết lao ra nhưng pha giao tranh đã hết và như vậy sẽ thêm một điểm vào cục nữa dành cho Heavy. Phải chăng con bài Toro này khá hợp với Sanji? Nếu như đẩy cho Sanji con bài Malok thì tôi lại thấy anh ta đánh hơi non. Nhưng khi đó là Toro thì tôi thấy anh ta đang chống chịu khá là tốt. Đơn giản nhiệm vụ của anh ta đó ôm thật nhiều đam và gây ra một vài những sự khó chịu về mặt hiệu ứng. Sau đó chờ đợi đồng đội lao lên và TS sẽ là người được hạ gục trong những pha phòng ngự phản công như vậy. Bé Chọc solo với Quang Hải. Quang Hải đi qua được bên kia bờ tường nhưng bé Chọc cũng đã cấu được một lượng máu lớn của Quang Hải và đó cũng tốc biến của bé Chọc khiến cho Quang Hải mất rất nhiều máu. Sanji muốn tốc biến theo để hỗ trợ cho người bạn thân của mình nhưng chưa thành công. Toro vẫn rất trâu, Toro vẫn rất lì đến từ phía Sanji. Sanji đang có một độ hiệu quả của con máy Toro này và anh ta gần như chống đỡ toàn bộ sát thương được tạo ra tới từ bên phía đội tuyển OneStar Esports. Trong tình huống thi đấu vừa qua thì bé Chọc đã có một pha di chuyển bất ngờ. Anh ta từ khu vực đường trên xuống khu vực đường dưới và cấu được rất nhiều máu của Quang Hải. Qua đó thì TS lại có được cái lợi thế trong việc là farm một cách thoải mái. Và sau đó anh ta cũng có thể di chuyển sang các đường cánh một cách hiệu quả và dễ dàng hơn. Marit đã có mặt ở khu vực đường dưới để cùng với Han, cùng với Si để vào cái trụ này. Nhưng khi chỉ cần Nana, chỉ cần chia thôi Marit. Với sải tay dài khoảng cái bài này thì quá dễ dàng để phòng ngự. Marit lại một lần nữa bị bắt lại bởi TS. Marit đang có những bước di chuyển chưa thực sự cẩn thận ở trong ván thi đấu này. Đó là một pha thi đấu tương đối chủ quan đến từ vị trí của Marit và anh ta mất đi một lượng máu lớn. Rất may cho anh ta đó là TS cũng không có đủ nhịp để combo trong tình huống thi đấu vừa rồi. Đây là giai đoạn giữa trận và đây là một giai đoạn quan trọng với Heavy. Nếu như họ vẫn duy trì được một thế trận như thế này thì hoàn toàn là OneStar sẽ bất lợi lớn. Nhưng đây là pha thi đấu mà Sanji có lẽ là khó về tình huống này rồi. Không, vẫn còn tốc biến đến từ Sanji. Sanji vẫn về được. Đây là một giai đoạn cực kỳ quan trọng với bên phía của Heavy và Heavy mở trụ ở đường dưới rồi. Heavy đã có được cái trụ đầu tiên ở khu vực đường dưới sau pha lăn xả của Sanji và chiết. Và với cái trụ này thì bên phía đội tuyển Heavy có thể đảo lại đường. Họ có thể để cho chiết cũng như là Sanji lên phía trận bạc của bản đồ, không cần quan tâm là OneStar có đổi lại được cái trụ hay không. Và OneStar với 3 người thì họ cũng rất dễ dàng để lấy được cái trụ thôi. Nhưng BirdLB thấp máu quá rồi. Thế nên đã tạo ra một pha cầu máu là rất tốt vào vị trí của đó là BirdLB. Bây giờ với việc là BirdLB thấp máu thì anh ta khó lòng mà phòng ngự được. Nhưng rất may là BirdLB đã đủ sự tỉnh táo. Anh ta dọn dẹp con xe lính cuối cùng để có thể là bảo toàn cái trụ đường trên của OneStar. Chúng ta bắt đầu đến với giai đoạn thi đấu quan trọng nhất của trận thi đấu này. Đó là giai đoạn giữa game. Không có nhiều đội tuyển đỡ được bài Van Hên của OneStar ở trong đoạn giữa game này. OneStar đánh cực mạnh ở trong đoạn giữa game này với Van Hên và Helen. Và chúng ta sẽ cùng xem là Heavy có nuôi nổi chiết hay không. Đây, cú tốc biến đến từ BirdLB đấm thẳng vào mặt của chiết. Chiết thấp máu, chiết bị cào quá đau và đó là cú đấm bất ngờ của BirdLB. Sau đó Sanji có vẻ như đã yếu máu nhưng Sanji vẫn còn. Han bị hạ gục nhưng cũng sẽ là đổi mạng đến từ video bé trong khi là 2-1 dành cho OneStar. Và đó là double kill dành cho BirdLB. Các thành viên của OneStar Esports đã tham minh đúng cái thời gian mà chiết chưa hồi tốc biến
để có thể là lao lên với một cú găng cuồng bạo đấm chiêu hài của Bdoubi khiến cho Chiết mặc dù là có Sanji ở cạnh nhưng anh ta không thể làm được gì cả. Việc Chiết nằm xuống khiến cho lượng sát thương của bên phía đội tuyển Heavy bị mất đi rất nhiều, dẫn tới việc là mặc dù họ cũng đã có một pha phản công hay nhưng cũng chỉ đòi lại được cái mạng của Hang thôi. Sau đó thì bé Chọc cũng phải nằm xuống và như vậy là hai điểm cũng liên tục dành cho bên phía Oan Sa. Họ cũng sẽ có cho mình đó là con tà thần Seja này. Đúng là trong khoảng thời gian giữa game thì Oan Sa Esports đã đánh rất mạnh với những tình huống giao tranh là cực kỳ tuyệt vời. Xin nhắc lại một lần nữa là OneStar cũng đã từng thua thiệt nhiều lần ở trong đoạn đầu game chứ không phải là lúc nào họ cũng thắng với Van Hên. Thậm chí ở trong trận đấu đối đầu với Sài Gòn Phantom họ còn mất đi 3 điểm hạ gục ở ngay phút thứ 1 ở trong một tình huống cướp rừng. Nhưng OneStar vẫn cực kỳ mạnh mẽ ở trong đoạn giữa game và vì vậy thế nên Heavy đây là giai đoạn quan trọng nhất để biết rằng Heavy có khả năng nuôi được lớn Chiết ở trong trận đấu này hay không. Chỉ cần họ vượt qua được đến phút thi đấu thứ 12 mà không mất đi quá nhiều trụ thì tức là Chiết có thể sẽ được nuôi. Mặc dù là trong quãng thời gian đầu game Chiết được thả farm, tuy nhiên ở thời điểm này anh ta cũng mới chỉ có 3.900 tiền thôi, thua 1.000 tiền so với cả Si. Và Si cũng đã lên ngay cho mình đó là một cái sạn nhật cung để có thể là bổ sung thêm tâm đánh của mình. Qua đó thì cái việc đẩy trụ của bên phía OneStar ở trong quãng thời gian giữa game sẽ là dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều. Và ở thời điểm này khi mà Heavy đang kém 2.000 tiền, nếu như họ tiếp tục giao tranh thì sẽ là cực kỳ khó khăn. Sanji mất nhiều máu quá, đầu game thì anh ta trâu thật nhưng càng ở thời gian giữa game thì quá khỏe dành cho OneStar rồi. Lao lên đó Tedes, anh ta cấu được nhiều máu của Si nhưng có khả năng hồi phục của Han. Và Si ngay lập tức đầy bình. Và có trụ rồi, Bdoubi bọc ngang sông và đó là cú đấm của Bdoubi, nó là quá đẹp đi. Sẽ lại là một lượng máu lớn được rút đi đến từ Vĩ Diệu Nana. Và giai đoạn giữa game vẫn chưa đi lệch khỏi đường dây một chút nào đến từ bên phía OneStar cả. OneStar vẫn làm quá hay ở trong đoạn giữa game, xuất phát từ sai lầm của Sanji. Thì bây giờ thế trận nó lại thành snowball một cách rất cơ bản đến từ OneStar rồi. OneStar đang chơi chuẩn chỉ với bài đánh Van Hên. Họ không cần phải tấn công quá mạnh trong thời gian đầu nhưng khi họ có được lợi thế với những pha giao tranh sau đó khi mà Si đã khỏe thì bên phía OneStar Esports rất tự tin trong những nhịp giao tranh về khoảng thời gian giữa game. Và Sanji đã mắc sai lầm ở trong tình huống thi đấu vừa qua. Qua đó thì bên phía OneStar bây giờ đã có cho mình đó là con dấu ánh sáng lớn đầu tiên ở trong ván thi đấu này. Và họ có thể hướng tới ngay con hảo hảo Seja nếu như mà Heavy không thể tìm ra được những cái phương án để phòng ngự được. Hiện tại lượng tiền đã bị giãn cách ra con số đó là 3.000 tiền, chính xác là 4.000 tiền dành cho bên phía OneStar. Những vị trí trọng yếu của họ như là Maris, như là Si hay là Bdoubi đang rất sạch, đặc biệt là Bdoubi. Một bạn khán giả có tên là Trần Sơn có comment là giữ được dàn trụ 2 đến phút thứ 13 là Heavy win rồi. Nhưng làm thế nào để giữ được dàn trụ 2 đến phút 13 thì bạn ấy không nói. Và có lẽ là Heavy không làm được điều đấy đâu. Đây đã là phá đục trụ ở trụ đường thứ 2 rồi. TFS bị kẹt lại, TFS mất đi Long Diệt. C thì được hồi máu rất nhiều bởi Hàn. Và đây, dàn trụ 2 nó đang được đục đi ngay từ phút thiếu thứ 9 rồi. Và nó được đục rất nhanh, chưa cần đến xe ra bóng tối. Thì Heavy cũng đang mất dần những cái trụ. Chọc xử lý khá hay, nhưng trụ thì vẫn mất không phanh đến từ Heavy rồi. Đó là 6 cái trụ dành cho thành viên của bên phía OneStar Esports ở thời điểm phút thiếu thứ 9. Và khi họ lùi lại ăn cho mình con hảo hảo Seja nữa thì không biết là các thành viên của Heavy có thể chống đỡ được tới phút thiếu thứ 12, bảo vệ được những cái trụ siêu cấp của mình hay không đây. Hiện tại thì Si đang rất xanh. Anh ta cùng với Bdoubi đang là hai trong số những người chơi xanh nhất của đội hình bên phía OneStar Esports. Và có lẽ là Heavy bây giờ cũng khó mà tìm cách cạnh tranh con Seja với cả đối phương được. Nếu như mà họ lao ra quá mạnh mẽ rồi bị đối phương có một pha giao tranh tốt thì thậm chí là những đường siêu cấp còn bị mất luôn khi mà bên phía OneStar chưa có được Seja. Còn đối với chúng tôi thì bây giờ Heavy chỉ cần giữ được cái dàn trụ siêu cấp thôi thì cũng đã là một thành công để có thể thi đấu được với lại cả bên phía OneStar rồi. Nhưng làm điều đó cũng không hề dễ đâu. Bởi vì OneStar sẽ bắt đầu có Seja bóng tối. Con hào hào Seja sẽ thuộc quyền kiểm soát của OneStar. Không có bất kỳ một tranh chấp nào cả. Và bây giờ là băng vào đến từ Bird LB lực quá. Bird LB băng vào và đó là cú bụt của Marit. Sau đó là băng thẳng lên tốc biến bắn đến từ Video C. Thậm chí trận đấu này nó còn kết thúc sớm hơn chúng ta dự tính rất nhiều. Và đó sẽ là một đường link sức cấp phía trên bản đồ dành cho thành viên của bên phía OneStar. OneStar chơi quá hay với bài đánh Van Hên cũng như là Helen. Bé Chọc làm được gì hay không đây? Bé Chọc đang quá khó khăn trong việc phòng ngự và có thể là hết thật rồi. Để lộ Seja được thả ra ở khu vực đường giữa. Thành viên của OneStar lập tức tiến vào lấy thêm trụ đủ sức cấp thứ hai của bên phía đối phương. Và Heavy vẫn còn phải chống đỡ cho những cái tên Seja nữa cơ. Và liệu rằng họ có làm nổi hay không? Và tiếp tục là Seja tràn vào, Chiết còn chưa kịp nhìn thấy đồ thì có lẽ trận đấu có lẽ cũng chuẩn bị kết thúc đến nơi. Khi mà các thành viên của OneStar vẫn đang di chuyển và vận hành bài đánh Van Hên này như một lẽ tất nhiên vậy. Lúc này thì ở trên đấu trường quốc tế chúng tôi cũng vừa mới nhận được thông tin về việc đó là Buriram cũng đã thất thủ trước Bacon với tỷ số là 4-2.
Như vậy bên phía của Thái Lan cũng đã tìm ra những đại diện bước vào trận chung kết rồi. Đó sẽ là Bacon đối đầu với Talon. Trong khi đó thì Bird LB giữa vòng vây 5 thành viên của đối phương, Bird LB vẫn đang đứng sừng sững ở đó. Rõ ràng là các thành viên đến từ bên phía của đội tuyển OneStar, họ muốn kết thúc thật nhanh và đấu này. Bird LB đang rất mau với những nhịp lao lên của mình và Quang Hải. Quang Hải bị giữ chân lại đến tốc biến, đó là Sanji không hất tung được ai cả, bắn quá đau. Đây là vị trí của Xì. Bird LB tiếp tục lao vào, anh ta chống đỡ, anh ta còn quả cầu băng xương. Bên phía OneStar chưa mất đi một ai và họ vẫn còn những chiêu thức để hồi phục tới từ vị trí của Hàn. Vẫn có thể đánh thêm một nhịp nữa. Tới từ thành viên của bên phía OneStar Esports, Heavy có 4 người. Sanji cần phải lao ra, bé chóc cũng cần phải làm một điều thực sự đặc biệt ở trong điều này thì mong rằng là bên phía Heavy mới có thể là phòng ngự được. Nhưng Xì bắn quá đau, Sanji thấp máu mất rồi. Những tên lính đã được giải quyết. Tuy nhiên, vẫn có một tên lính ở phía trên và có lẽ là đội tuyển Hoa Sa sẽ lùi về bởi vì là TS cũng chuẩn bị ra sau khoảng tầm 9 giây nữa. Một điều an ủi dành cho Heavy đó là họ mất 3 đường tương đối sớm, vì vậy thế nên khoảng cách 8.000 tiền này nếu như vẫn giữ được trận đấu đâu đó khoảng 3-4 phút nữa thì nó sẽ được thu hẹp lại. Có lẽ đó là điểm an ủi duy nhất dành cho bên phía của đội tuyển Heavy. Bé chọc lên cao và Bird LB. Bird LB như một hung thần vậy, anh ta có mặt ở mọi nơi. Bird LB vẫn còn quá trâu, không có sát thương để hàng được Bird LB. Trong khi đó thì Sanji yếu quá rồi. Vâng, có lẽ là cũng chưa kịp farm thêm được đồng nào đâu, thì có lẽ trận đấu cũng đang hơi khó rồi. OneStar Esports không để cho Heavy làm được điều đó. Từ nãy giờ chúng ta thấy chết mới có thể triệt tiêu được một tên lính thôi. Và ngay sau đó đã vướng phải một pha giao tranh khi mà bé chọc lên cao. Những người đồng đội của anh ta phải ngay lập tức ứng cứu vào vị trí của bé chọc. Bây giờ với những con thiên vương chùy rất to ở khu vực đường giữa thì bên phía đội tuyển OneStar Esports muốn kết thúc ngay ở thời điểm phút thứ 13 này. Họ sẽ không muốn để cho đêm dài lắm mộng nơi mà chưa có thể đánh được ở trong thời gian bé chọc. Bé chọc lao lên, bé chọc không có tí sát thương nào cả. Xì bắn cũng được bé chọc hết đợt rồi, và đó sẽ là 1-0 dành cho OneStar Esports ở thời điểm phút thi đấu thứ 13. Nỗ lực cuối cùng của bé chọc trước khi trận đấu chấm hết, rõ ràng đó cũng là một nỗ lực mang tính chất có thể nói rằng là cho có thôi, khi chúng ta nhìn thấy rằng là ngoại trừ Toro ra thì tôi nghĩ chẳng có con bài nào có thể ra được ở trong tình huống điều đó cả. Bird LB, kể từ khi mà Bird LB bắt đầu được tham gia giao tranh thì mọi thứ có vẻ như là chấm hết rồi. Bird LB với cú đấm đầu tiên vào chiếc mở đầu cho một cuộc tấn công, và từ đó trở đi thì OneStar thực sự là vô đối ở trên bản đồ. Hồi máu là bá đạo đến từ Hàn và Bird LB thì làm tất rồi. Chúng ta có thể thấy được rằng là Bird LB cũng đánh rất năng nổ ở trong trận đấu này. Anh ta rất muốn có được thêm điểm MVP nữa, điểm MVP thứ hai tại mùa giải năm nay. Nhưng có lẽ với con bài Skirt, khả năng chống chịu của nắng băng vào gây ra sát thương không phải là quá nhiều thì khả năng vẫn sẽ là những cái tên như là Maris, như là C sẽ được điểm MVP ở trong ván thi đấu vừa qua mà thôi. Trong khi đó các thành viên của bên phía Heavy, họ đã có một hình mà tôi nghĩ rằng là nếu như đánh chuẩn thì vẫn có thể đép được, vẫn có thể là câu kéo được tới phút thiếu thứ 15 nơi mà con tạo thần Senza Bạo Chúa sẽ xuất hiện. Nhưng họ đã mắc lỗi nhiều ở trong quãng thời gian giữa game, đặc biệt là cái tình huống mà Sanji bị bắt tải ở khu vực giữa. Từ đó thì đội tuyển Heavy không thể chống đỡ nổi. Có lẽ là Heavy đã tính toán sai. Heavy đã tính toán sai về việc đó là họ nghĩ rằng OneStar mạnh trong đoạn đầu trận, nhưng không phải. OneStar là đội tuyển đánh pha thêm mạnh trong đoạn giữa trận. Thực sự họ đánh giữa trận quá hay. Trong tất cả những trận đấu mà họ cầm Van Hên thì giai đoạn giữa trận luôn luôn là hủy diệt đến từ bên phía của OneStar. Với khả năng hồi máu bá đạo của Helen, họ đi chung quá hay ở trong giao tranh. Và Bird LB thì lại được cầm con bài tôi nghĩ rằng là thuận lợi nhất trong một cái thế đánh như vậy, đó là Skirt. Ở trong đoạn giữa trận thì gần như Skirt là một con bài không thể bị hạ gục khi có thêm sự bổ trợ của Helen. Và rất nhiều trận đấu rồi Bird LB đã từng cầm Skirt và tạo ra một cái sự khủng khiếp ở cái mặt áp lực, và lần này thì nó cũng không là ngoại lệ. Người đạt MVP trong ván đấu này sẽ là Marit với lượng sát thương là 106.000 sát thương. Cái đây là 116 và thêm một MVP nữa cho người chơi đường giữa của đội tuyển OneStar. Điểm MVP thứ 15 dành cho Marit tại mùa giải năm nay. Anh ta vẫn đang dẫn đầu trong số những người chơi đạt được những điểm MVP của mùa giải này, vượt qua được NTZ cũng như là Fizz. Marit vẫn đang thể hiện một cái phong độ rất ấn tượng trong màu áo của OneStar Esports, OneStar Esports ở trong mùa giải năm nay. Với 106.000 sát thương được tạo ra, KD không phải là quá đẹp vùng 16 mà thôi, nhưng đó là đủ xứng đáng để cho Marit giành điểm MVP ở trong ván thi đấu này. Người gây ra lượng sát thương nhiều nhất của ván đấu là vị trí của Nana. Nana với con bé Ignite, anh ta cũng liên tục có những pha xả sát thương vào người của những Helen hay là của những Skirt, nhưng đó chỉ là những cái nguồn sát thương để theo dạng gọi là dép thôi, chứ anh ta cũng chưa thể được quá nhiều. Trận này thì theo quan điểm của tôi thì tôi có một lời khuyên cho Sanji, đó là lên giày hộ vệ hơn. Mặc dù vậy thì đối phương cũng quá nhiều nguồn sát thương phép thuật, cũng không trách Sanji được, đối phương có đến 4 nguồn sát thương phép thuật. Thế nên một cái giày hộ vệ thì cũng không thể giúp được nhiều. Thật ra thì bởi vì là kiểu gì thì trận này Toro cũng phải lên Hojin Choi sớm thôi.
Tuy nhiên thì dù có là giày hộ vệ hay là giày kiên cường thì tôi nghĩ rằng anh ta cũng khó đỡ thôi. Với nhau kết thúc đi ván đấu đầu tiên với chiến thắng cuối cùng thuộc về bên phía của đội tuyển OneStar. Và chúng ta cùng nhau đến với ván đấu thứ hai ở trong cặp trận này ngay sau đây. Một không đang là tỷ số trong cuộc đối đầu giữa đội tuyển OneStar Esports và Heavy. Rõ ràng các thành viên của OneStar Esports vẫn thể hiện một phong độ quá đáng sợ kể từ đầu mùa giải đến giờ, và với bàn đánh van đêm về Helen không có cờ bật dành cho Heavy, đặc biệt là ở quãng thời gian giữa game thì Heavy đã mắc phải những sai lầm rất nghiêm trọng để cho OneStar Esports có thể vươn lên. Bề tướng của Heavy ở trong ván thi đấu vừa qua cũng được đầu tư khá nhiều với những Terry, với những Ignis, Aoi hay là Yena ở khu vực đường trên, và ở trong bàn đấu thứ hai này thì họ sẽ cần phải có những sự đột biến hơn, cần phải có một bài đánh tạo ra sự áp đảo hơn so với cả bên phía OneStar thì mới mong là có thể giành được một bàn thắng trước đối phương. Trong khi đó thì với bên phía của đội tuyển OneStar, họ cứ bình tĩnh và sử dụng những bài đánh quen thuộc thôi. Thì họ vốn dĩ đã mạnh hơn so với Heavy rất nhiều rồi. Đã mất đi Zurat, mất đi Tarikti, và bây giờ thì có vẻ như là bên phía Heavy không gây được bất ngờ cho bên phía OneStar nữa chẳng. Khi mà chỉ còn mỗi ngòi nổ chủ lực mang tên là Chiết mà thôi. Và trận đấu vừa rồi thì Chiết chưa được chơi game. Chiết chưa nhìn thấy được tiền để mà chơi game ở trong game thi đấu vừa rồi. Có lẽ sai lầm đến từ Chiết ở trong tình huống mà bị Burnaby bắt lại cũng đã khởi đầu cho một cái sự thua thiệt quá lớn rồi. Burnaby quá tinh quái với con bài Skirt này. Thực tế thì một người chơi đường trên như là Burnaby vẫn luôn được rất nhiều đội tuyển đánh giá cao. Anh ta có thể thi đấu mọi vị tướng và gần như là đánh cực kỳ bao sân. Rất là hiểu chất tướng, rất là hiểu chất tướng, và đánh thì tôi không thấy con tướng nào có thể làm khó được Burnaby cả, kể cả đó có là Alan. Thì Burnaby vẫn có thể làm tốt được. Nói chung thì nếu như mà phong độ của Burnaby mà đạt tốt ấy, thì anh ta gần như là một người chơi đường trên cực kỳ khó chịu của đội tuyển Danh Vọng. Trước khi trận đấu bắt đầu thì tôi và anh Tùng cũng đã có những nhận định về việc là đội tuyển OneStar có thể thử nghiệm những bài đánh ở trong ngày thi đấu hôm nay. Anh Tùng có nhắc tới Alan và nhưng mà cũng hơi khó. Alan thì phải có Omen cái đã. Cũng hơi khó để cho Alan có thể xuất hiện ở trong ván thi đấu này. Tuy nhiên bên phía OneStar có thể sử dụng những bài đánh mới kiểu như Darcy, rồi thậm chí là cả Maja hay là Phoenix là những vị tướng được tăng sức mạnh ở trong bảng cập nhật gần đây. Và liệu rằng trong bàn đấu thứ hai này thì OneStar có bất cứ một vị tướng nào được chỉnh sửa ở trong bảng cập nhật gần đây hay không, đây chúng ta sẽ cùng chờ xem. Những lực cấm đầu tiên của OneStar đó sẽ là Elsu, trong khi đó với đội tuyển Heavy thì họ cấm đi cho mình vị tướng Aya, và sau đó thì ngay lập tức OneStar cũng cấm ngay đi con bài Van Hên, một con bài mà có thể tạo ra nhiều sự đột biến ở trong bàn đấu thứ hai này. Như vậy thì Kane, khả năng cao Kane sẽ được thả ra. Chọn bên đỏ đó là Heavy, nhưng chọn bên đỏ với OneStar tôi nghĩ không hẳn là một sự lựa chọn quá hay đâu. OneStar đánh bên xanh rất hay, và OneStar cũng thường xuyên là, tức là ở bên xanh ấy thì OneStar luôn luôn được quyền là lựa chọn cái việc là mình sẽ đánh tướng nào ở trong giai đoạn đầu trận đấu. Họ luôn luôn có những cái sự cấm chọn để con tướng đầu tiên của họ nó rất là mạnh và cũng đôi khi là còn khó đoán nữa. OneStar có những bài đánh rất đặc biệt mà họ vẫn có thể phát huy được nó ở bên xanh một cách rất là dễ dàng. Bây giờ thì là Kane được thả ra, và sau Kane thì Iggy cũng là một con bài mạnh để có thể lựa chọn vào, nhưng tôi nghĩ rằng OneStar cũng sẽ không từ chối con Kane này đâu. Burnaby cũng là một tuyển thủ có khả năng chơi Kane là khá tốt ở trong quãng thời gian trước đó, và liệu rằng Kane có xuất hiện trong màu áo không, ở bên phía OneStar hay không đây, và đó là không. Đó sẽ là Erin ở khu vực đường giữa, khả năng là như vậy dành cho Maris. Maris rất thích chơi Erin với một lối lên trang bị đó là theo kiểu cấu rỉa với những chiếc bùng nổ, mặt nạ Berit hay là vương miện hê kết, thì Erin trong tay của Maris sẽ trở thành một con quái vật trong khả năng cấu diệt từ xa. Trong khi đó với đội tuyển Heavy thì họ phải lấy Kane thôi. Đối phương nhả Kane ra mà Heavy không lấy thì sẽ là hơi bị thiệt tướng, và như vậy thì họ sẽ lấy cho mình đó là Kane, và khả năng cao sẽ là Bé Trọng cầm Kane ở trong ván thi đấu này, và sau đó sẽ là Kira. OneStar hoàn toàn có thể sử dụng cả Lindis, cả Krizik và thậm chí cả Mark nữa ở trong trận thi đấu này. Thế nên đối với OneStar tôi nghĩ rằng họ không quá lo ngại khi thả Kane ra. Rất xin lỗi các bạn khán giả khi mà tôi cũng đã không nhìn vào cái lượt cấm tướng đến từ bên phía của OneStar. Họ cấm đi đó là Van Hên và Elsu. Rõ ràng là họ cũng hướng đến việc là nếu như họ có Erin thì kể cả con bài cuối cùng là con bài Stewart cũng sẽ gặp phải nhiều khó khăn trước Erin. Và như vậy là bộ tướng mạnh nhất được sử dụng ở vị trí xạ thủ đều không thể có đến từ bên phía Heavy rồi. Một sự lựa chọn mang tính chất là hợp lý đến từ OneStar, bởi vì khắc chế Kane thì họ đã có Krizik.
Trong khi đó với Barca thì họ lấy cho mình Krixic cùng với cả Aoi cho Quang Hải. Đều là những vị tướng thuộc top tier tại thời điểm này dành cho Barca. Họ đang không muốn đùa giỡn. Ở trong ngày thi đấu hôm nay, họ muốn chiến thắng với một tỷ số 3-0 trước Heavy. Trong khi đó với Heavy, sự chọn thứ ba của họ sẽ là con bài ở khu vực đường dưới, và là đó là Suárez à. Suárez nếu như được pick ở thời điểm này thì anh ta sẽ phải đối đầu với rất nhiều những nguồn sát thương phép như là Krixic, như là Erin trong tay của Madrid. Nhưng dẫu sao trong 7 tướng còn lại của khu vực xạ thủ thì Suárez bây giờ cần phải được pick để có thể là phối hợp tốt cùng với con Kane. Đây là hơi bị buộc phải lấy. Hơi bị buộc phải lấy từ Heavy. Bởi vì nếu như mà họ không lấy Stewart thì có thể Barca sẽ có nốt cả Stewart luôn trong đội hình của mình. Stewart chống Kane rất là tốt, mặc dù không chống được Kiera nhưng chống Kane rất là tốt. Và vì vậy thế nên là Heavy quyết định là thôi, lấy Stewart ở trong sự lựa chọn thứ 3. Bây giờ là cấm. Có vẻ như Heavy vẫn sợ rằng là đối phương thòng thêm những con bài có khả năng soi tầm nhìn nữa, chứ không chỉ một mình Krixic. Và trận này thì bé chọc sẽ phải liệu chừng. Thứ nhất đó là Kane là một vị tướng tôi nghĩ rằng là ở trong đánh rank thì dành cho tất cả mọi người, nhưng ở trong đánh giải thì phải dành cho những người chơi có đủ kinh nghiệm. Bởi Kane là một vị tướng nhìn thì có vẻ khỏe nhưng cũng yếu bất ngờ nếu như mà bị phát hiện. Và thứ hai nữa là Barca có cái bài mang Krixic lên đường trên bắt Kane rất là hay. Đúng là như vậy, và con bài Kane cũng đã bị chỉnh sửa một chút về mặt sức mạnh ở trong quãng thời gian gần đây. Lượng sát thương mà Kane tạo ra ở trong thời điểm đầu trận không còn quá mạnh nữa rồi, và phải đến gần cuối trận cơ thì Kane mới có đủ lượng sát thương để có thể là sốc những con bài yếu máu của bên phía đối phương. Nên nếu như bé trong sử dụng Kane ở trong bán thi đấu này thì anh ta đúng là sẽ cần phải cực kỳ cẩn trọng trong những pha ganh sớm tới từ những Aoi, tới từ những Krixic nằm trong tay của bên phía đội tuyển Barca. Những lực cấm cuối cùng của Barca sẽ nhắm vào khu vực đường giữa của đối phương, đó là Liliana bị cấm đi. Và sau đó thì liệu rằng Barca có cấm đốt cho mình con bé Iki không? Tôi nghĩ rằng là cấm những vị tướng mạnh của đối phương ở khu vực đường giữa là một cái điều rất cần thiết tới từ bên phía đội tuyển ở Barca. Còn với Heavy, họ cấm thêm cả Illumia, như vậy thì Barca có thể sử dụng thêm cả Lindis nếu như họ muốn gọi là triệt tiêu hoàn toàn vào Kane thì dùng Lindis cũng được. Trong khi đó thì với bên phía của Heavy, lúc này họ sẽ không thể có thêm được cả Omen nữa rồi khi mà Barca đã cấm đi. Sự lựa chọn thứ tư đến từ bên phía Heavy, còn đường giữa và còn một vị trí ở đường trợ thủ hoặc đường trên tùy thuộc vào quyết định đến từ bên phía Heavy. Heavy lúc này cũng đang gặp nhiều sự khó khăn bởi vì bảy tướng mà họ lựa chọn có nhiều sự rủi ro. Stewart hay Kane đi chăng nữa đều đang có thể bị khắc chế. Quyết định của họ là Tulen. Như vậy là bổ sung thêm qua bài đường giữa ở trong tình huống này và giấu lại đường trên hoặc là trợ thủ là quyết định đến từ Heavy. Tulen là một con bài cơ động và Nana có thể né đi được những cái chiêu thức của Erin tạo ra về việc về mặt cấu rỉa ở trong quãng thời gian giao tranh. Và đây là một sự chọn khá hợp lý tới từ Nana để giúp cho anh ta có thể chơi một cái chủ động Phoenix. Làm tí Phoenix nhờ. Có thể làm tí Phoenix tới từ bên phía Barca ở trong ván thi đấu này. Phoenix cũng là một vị tướng có thể phát hiện được ra vị trí của đối phương ở trong phiên bản hiện tại. Và nếu như có Phoenix thì việc phát hiện ra Kane cũng sẽ là một cái phương án có thể được đưa ra tới từ bên phía đội tuyển Barca. Làm tí Phoenix, liệu rằng có Phoenix hay không đây? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi quyết định cuối cùng của Barca. Đây là cơ hội quá tốt để thử nghiệm Phoenix thêm một lần nữa rồi. Khi mà có thể coi là phế đối phương trong trận cuối game nhưng vẫn là một con bài soi map khác chứ không phải là Phoenix. Đó đang là Lindis, chưa khóa đâu. Vẫn còn cơ hội để thay đổi dành cho bên phía Barca. Yena sẽ đối đầu với Kane ở đứng trên. Đó là quyết định của Barca, nhưng liệu có phải là Lindis hay không? Hay sẽ là Phoenix? Tôi nghĩ là có đổi đấy. Đó là tí Phoenix tới từ bên phía đội tuyển Barca đấy. Nếu như là Lindis thì sẽ là một cái sự lựa chọn an toàn. Lindis sẽ khó bị bắt bởi Kane, nhưng tôi với Phoenix thì có thể tạo ra được nhiều sự đột biến hơn ở trong những pha sốc sát thương của con bài này, khi mà vị tướng này đã có rất nhiều những sự chỉnh sửa về mặt sức mạnh, tăng đam, tăng khả năng soi map khiến cho đối phương bị lộ tầm nhìn của mình. Và hiện tại Phoenix cũng mới chỉ được sử dụng duy nhất một lần thôi, và đó chính là ở trong trận đấu trước đó với BNF. Tôi cũng thích Phoenix, và quyết định của Barca đúng như những gì mà chúng ta mong muốn, đó là Phoenix. Đối hình của Barca ổn ở bên phía đội xanh, nhưng họ là người khắc chế nhiều hơn so với đối phương. Đội hình của Barca là đội hình có nhiều sự khắc chế hơn. Phoenix, Krixic sẽ khiến cho Kane khó chơi. Erin sẽ khiến cho vị trí của Stewart cũng khó chơi. Và Aoi thì cũng là con bài đủ mạnh để đối đầu với Kiera. Trong khi đó thì Heavy đưa thêm vào đó là Thên. Ở trong trận đấu này, hai bên đang có một đội hình tương đối đôi công. Và trong một thế trận như vậy thì rõ ràng là xét về mặt đội hình, tôi phải đánh giá cao những sự lựa chọn của Barca hơn một chút. Đúng là mặc dù ở phần sân màu xanh, nhưng Barca cũng đã đưa ra được những vị tướng để có thể khắc chế vào những con bài mà bên phía Heavy sử dụng. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên Depp đang chưa thể cao tờ ban pick đối phương, mặc dù là hai lần, hai ván đấu Heavy đều ở phần sân màu đỏ. Tuy nhiên ở trong ván đấu này thì Heavy cũng đã chuẩn bị một bể tướng tôi nghĩ rằng là mạnh ở trong meta. Nếu những con bài có thể đánh tốt ở trong quãng thời gian đầu game, tới giai đoạn cuối game thì có thể sẽ là hơi đuối với mặt sát thương một chút.
khi mà họ sẽ phải trông chờ vào những Kira, vào những Tulen trong tay của Nana. Nhưng ở quãng thời gian đầu game, nếu như mà Heavy có những pha di chuyển hay thì khả năng bắt lẻ sẽ là một cái điều yếu tố quan trọng dành cho Heavy để họ có thể hy vọng vào một chiến thắng ở trong ván thi đấu này. Trong khi đó với Ansa, đầu game họ sẽ hơi yếu. Phải nói là như vậy, khi mà họ chỉ có Aoi, có Quickzik là đủ khả năng giao tranh đầu game thôi. Còn với những Fnatic, những Erin thì là những vị tướng rất cần đồ. Có một bạn khán giả thì cũng đã hỏi với chúng tôi đó là tuyển thủ nghe được bình luận viên nói à không? Chúng tôi chỉ dự đoán cho vui thôi. Chứ thực sự thì tuyển thủ chắc chắn là chỉ nghe côn tim, chứ họ không nghe chúng tôi nói để làm gì cả. Và họ cũng không có nhu cầu muốn nghe mấy ông bình luận viên chém gió để làm gì cả. Hơn thế nữa thì các bạn cũng thấy là trong quá trình bình luận thì chúng tôi cũng nhận định là đội này ăn xe ra, đội kia ăn xe ra. Nếu mà tuyển thủ mà nghe thấy thì chết. Thế nên là không có chuyện đấy xảy ra đâu. Trong khi đó thì đây là cái bắt tay cuối cùng đến từ hai huấn luyện viên, đó là Dev và đó là No Fear. Chúng ta cùng nhau đến với trận đấu thứ hai của đối đầu giữa One Star và Heavy. Thực tình mà nói thì nhìn về độ thuận tay tướng, nhìn về khả năng để có thể counter bắn pick và nhìn về chất tướng mạnh thì mọi thứ vẫn đang ủng hộ One Star hơn. Trong ngày thi đấu hôm qua thì One Star Esports đã sử dụng một ván đấu đầu tiên trước BDS với con bài Phoenix này. Và ở trong ván đấu đó thì Phoenix của C cũng không thể hiện được quá nhiều. Nhưng rồi đến cuối game, khi mà Phoenix đã có đủ đồ thì C bắn tất cả và anh ta giành được điểm MVP ở trong ván thi đấu đó. Nên đó sẽ là một cái bàn đạp để giúp cho C tự tin trong ngày hôm nay và tiếp tục sử dụng cho mình đó là con bài Phoenix trước khi mà các thành viên của One Star Esports hướng tới giai đoạn 2, một giai đoạn sẽ là khó khăn hơn dành cho đội tuyển này. Chúng ta sẽ cùng nhau tới với ván đấu thứ hai giữa One Star Esports và Heavy. Và ngay thời điểm này các bạn khán giả cũng có thể sở hữu cho mình đó là trang phục Laurien Thứ Nguyên Vị Thần từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 trong các sự kiện ở trong game. Cũng đã lâu rồi thì trang phục Thứ Nguyên Vị Thần mới quay trở lại. Và các bạn không sở hữu trang phục này thì hơi phí. Còn Phoenix này cũng có thể sẽ là một trong những lý do sẽ khiến cho Kane được thả ra nhiều hơn trong giai đoạn sắp tới. Bởi có thêm một phương án nữa để khắc chế Kane ở trong đoạn về sau của trận đấu. Đặc biệt là như thế thì gần như là bạn không phải sợ rằng là xạ thủ của mình sẽ gặp khó quá nhiều trước Kane giai đoạn cuối game. Khi mà Kane sẽ không còn di chuyển một cách tự do được nữa. Kane di chuyển tự do gần như là rất mạo hiểm trước Phoenix. 6 giây là sẽ soi map một lần rồi. Trong khi đó thì đây sẽ là pha cướp cua, cướp trên dàn mướp đến từ bộ đôi của One Star. Tình huống cướp cua rất đơn giản, tới từ vị trí của Hàn, một cái vạn vật hấp dẫn và sau đó thêm một nhịp bồi đàm của Madrid là quá đủ để giữ lại một cái nguồn tài nguyên nhỏ cho các thành viên của bên phía đội tuyển Heavy. Trong khi đó thì những người chơi ở vai trò đi rừng đang có một cái vòng rừng khá giống nhau, đều là khởi động ở bãi quái rừng ở phía dưới của bản đồ. TDS và Bậc Quang Hải khả năng cao là đều sẽ có mặt ở khu vực đường trên, hỗ trợ cho những bé chọc, những bé đều bị đẩy lính nhanh hơn. Tuy nhiên là tốc độ đi rừng của TDS đang hơi chậm, thế nên là khả năng đẩy đường của bên phía đội tuyển One Star đang là nhỉnh hơn một chút so với cả bên phía Heavy. Một phần là bởi vì Quang Hải đã để lại một con quái rừng để có thể ra lên một cách nhanh chóng ở trong tình huống thiếu vừa rồi. Quang Hải cũng không định đánh nhau ở trong tình huống thiếu đó đâu, anh ta chỉ muốn tối ưu hóa tài nguyên thôi. Anh ta đã có 4 trước khi ăn con quái cuối cùng này, khi mà BDB đã hỗ trợ cho anh ta rất là nhiều trong tình huống thiếu đó. BDB thì cũng sẽ đạt 4 sau khi farm xong một tên lính nữa ở đường trên. Thậm chí BDB muốn tấn công ở đường giữa với cú hút của Han, đó là một pha tập trung người như sách giáo khoa đến từ vị trí của One Star. One Star có lẽ là làm điều này trọn vẹn nhất trong tất cả các đội tuyển, đó là lợi dụng con Krizik để tạo ra một pha tấn công và nói rằng là bé chọc rất may là anh ta vẫn còn chiêu cuối để lùi về, nhưng rõ ràng đó vẫn là một tình huống xử lý quá bài bản của One Star Esports để đem về cho điểm chiến công đầu TH cũng như là hai điểm mà gục ở trong tình huống thi đấu vừa qua. Lập tức là một giãn cách lên tới 1.000 tiền dành cho One Star Esports và sau đó là cả con tà thần Seja nữa. Với việc là cánh trên bản đồ đang thuận lợi dành cho One Star thì cánh dưới của Phoenix cũng sẽ không bị động tới quá nhiều. Chính vì vậy là C có thể thoải mái farm khi mà anh ta chỉ phải đối đầu với cả con bài Stuart của chip mà thôi. Hay thật, biết rằng cánh trên thì Kane có khả năng giấu sai. Quang Hải ngay lập tức bỏ lại một con quái để cùng với BDB lên dọn lính ở đường trên. Sau đó BDB được quyền di chuyển ra đường giữa, đứng giấu sai ở đường giữa, chờ đợi một cú hút từ Hàn. Và thế là double kill chiến công đầu TH. Quá đơn giản và quá bài bản đến từ One Star. Một lối đánh mà đội tuyển này vẫn đang là những người phát huy hiệu quả nhất. Bài đánh mang tên đó là Krizik kết hợp với đồng đội của mình. Đúng là như vậy. Thông thường thì các đội tuyển ở phía giữa bảng xếp hạng chẳng hạn, khi mà họ dùng cho mình đó là con bài Krizik thì ít khi họ có thể làm mọi thứ mượt mà như là One Star Esports. Còn với One Star Esports thì họ vẫn đang sử dụng bài đánh Quickzik và không cần phải kết hợp với những QC hay là Quick Dark. Thì bên phía One Star vẫn có thể tận dụng được tối đa sức mạnh của vị tướng này để đem về những lợi thế trong quãng thời gian đầu game. Hiện tại thì Han vẫn đang giấu sai. Và Sanji nguy hiểm của anh ta bị giữ chạy ở đây và sau đó Sanji không thể về được. Anh ta có đội tại, rất may. Ôi. Rất may là Sanji hú hồn ở trong nhiều thi đấu vừa qua nhưng vẫn về được. Han vẫn là Han và vẫn là những cú hút vào hồi tóc biến rồi. Han cầm hồi tóc biến rồi. Nhưng Nana vẫn bị hủy diệt bởi cái kíp nổ của đó là Phoenix. Đó là lý do tại sao mà Phoenix được tăng sức mạnh trở nên vô cùng nguy hiểm.
khi mà bây giờ kiếp nổ gây ra rất nhiều đàm. Nếu như tích được nhiều tầng nội tại và vừa rồi chắc cũng phải tầm 3 tầng. Bây giờ thì kiếp nổ của Phoenix sẽ như là một chiêu thức để dồn đam vậy. Thay vì một chiêu thức để có thể là giúp cho Si tạo ra một khoảng cách lớn với cả đối phương, thì bây giờ kiếp nổ sẽ rất nhiều sát thương từ con bài Phoenix này. Và trong tình huống thi đấu vừa qua, Oansa lại một lần nữa sử dụng tốt cho mình đó là con bài Critic để khiến cho người chơi đường giữa bên phía Heavy phải lên bản điểm số đã là 3-0 với điểm hạ gục dành cho Oansa rồi. Họ đang từng bước khiến cho Heavy gặp phải rất nhiều những sự khó khăn. Mặc dù đêm của Heavy chúng ta đã nhận định rằng là đánh mạnh đầu game có thể là đôi chút hơn so với cả bên phía Oansa, nhưng mọi thứ đang đi ngược lại. Hàn vẫn là Hàn và cú giải hiệu ứng của Sanji mất giải hiệu ứng và đòi lại được điểm hạ gục. Đây là một cú hút không thành công đến từ Hàn khi mà Sanji rất đầu tư trong pha thi đấu vừa rồi. Sanji chắc cũng nóng máu rồi sau khi mà bị Hàn hút liên tục ở trong những pha thi đấu vừa qua. Lần này thì Sanji đã chính xác, còn với Hàn hình như là anh ta chưa hồi cho mình đó là cái giải khống chế. Thế nên là ở trong tình huống thi đấu vừa qua khi bị đẩy về thì Hàn không thể làm được gì cả. Còn ở khu vực đường tạo thần xe ra thì bé trong lộ sai. Butterby lao vào, Butterby có quả cầu băng xương khiến cho bé chọc phải lên bản đếm số. Có lý do thì Butterby mới lao vào như vậy. Bây giờ sẽ là một pha phản công tới từ bên phía Heavy lao thẳng vào đó. Tedes, Marit đang cố gắng chạy về, Marit vẫn còn tốc biến trên người. Nara đang áp sát, Sanji không có tốc biến rồi, không thể giữ chân một ai cả. Lôi điểu tung ra chưa thể gây khó khăn cho Butterby, và như vậy pha phản công của Heavy là không thành công. Vẫn là tinh quái, vẫn là rất tinh quái đến từ One Star. Khả năng tấn công đến từ Butterby với cái băng xương được chuẩn bị sẵn và khả năng phòng ngự của họ với tình huống thay nhau đỡ đam để lùi về. Marit tung chiêu khiến cho TLS phải chậm lại, và sau đó là Butterby đỡ nốt cú lôi điểu cuối cùng. Mọi thứ vẫn đang rất tốt dành cho bên phía One Star. Trong khi đó thì Heavy điểm sáng đầu tiên đến từ pha phản công của Sanji, nhưng đó cũng là điểm sáng duy nhất cho đến lúc này của họ. Đội hình của Heavy nếu như mà họ làm tốt hơn thì hoàn toàn có thể ngăn chặn được những pha tấn công của Quixic và mở ra một cái thế để cho chết di chuyển. Nhưng từ đầu ván đấu đến giờ chúng ta chưa thấy chết có một pha di chuyển cùng với người đồng đội nào cả, bởi vì là Si luôn luôn có khả năng đẩy lính rất nhanh với cái chiêu cuối của mình. Và đây là Han, Han lao lên hút được Nana. Nana vẫn còn cho mình đó là những cú lưu động và anh ta lùi về rất nhanh. Rất may là trong tình huống thi đấu vừa qua thì khả năng zone dam của Oansa đã bị khựng lại một nhịp khi mà Marit cùng với cả vị trí của Si lên hơi muộn so với cả Han. Mỗi cú hút của Han vẫn đang tiềm ẩn vô vàn những nguy hiểm. Thật sự thì anh ta không chỉ hút đối phương, và có lẽ là anh ta hút luôn cả hồn fan rồi. Rõ ràng là những gì mà anh ta đang thể hiện với con bài Critic này nó vẫn là rất đặc biệt. Tuy nhiên thì đây là bé chọc bị soi mát. Đó là Critic. Cái này thì chúng tôi cũng đã cảnh báo bé chọc từ đầu game rồi. Đó là One Star của cái bài mang Critic lên đường trên đánh rất nguy hiểm. Và bé chọc thì quá khổ rồi, cầm con kênh từ đầu trận đến giờ chưa được di chuyển tí nào, bị đối phương đánh bắt trong trụ với băng xương, bị đối phương tìm thấy với Critic, chọc chưa được chơi game. Phải nói rằng là quá hiệu quả tới từ bài đánh của bên phía đội tuyển Oansa và Han. Mất nhiều máu quá rồi nhưng Sanji mới là người có thể sẽ phải bị nằm xuống, và đúng là như vậy. Điểm hạ gục dành cho Marit, một tình huống phản công mẫu mực tới từ Quang Hải cũng như là Marit trong bối cảnh Han vẫn còn giải khống chế thì anh ta không sợ những cú đẩy tới từ vị trí của Sanji. Còn dòng tiếp theo của bàn đấu dành cho thành viên của bên phía Oansa, và từ đầu ván đến giờ đúng là bé chọc đang chưa được di chuyển, dẫn tới việc là Heavy bây giờ mà họ muốn phản công ấy, thì chỉ có những pha xử lý hay của Sanji mà thôi. Kane thì không được di chuyển, Stewart thì không có ai hỗ trợ để thắng được Phoenix. Trong khi đó thì đường giữa là sâu diễn của Marit và Han. Lấy cái gì để chơi đây khi mà rõ ràng là bạn ở bên đỏ nhưng bạn mới là những người bị cao tờ bàn vịnh. Với việc là cả hai cánh của bên phía đội tuyển Heavy đều đang thua, Tedes cũng chưa thể hiện được quá nhiều, mặc dù là anh ta chưa bị nằm xuống ở trong ván thi đấu này. Tuy nhiên KDA của Tedes vẫn đang là 0-0-0, 3 số 0 tròn trĩnh tới từ người chơi đi rừng của bên phía Heavy. Anh ta chỉ đang cố gắng tập trung vào việc farm, nhưng bây giờ farm cũng không còn quá dễ nữa rồi khi mà các thành viên của Oansa họ đã có được những pha di chuyển ra hai đường cánh của đối phương là rất tốt và mất trụ rồi. Một mình Chiết trên này là không thể chống đỡ nổi. Chiết có lẽ là đủ thông minh để biết rằng là thà mất trụ còn hơn là mất mạng và cản trụ ở trong tình huống thiếu vừa rồi. Chiết chỉ cần ra sâu hơn tí nữa thôi là Han lại cho biết mùi ngay. Và bé chọc bị phát hiện. Tiếp tục là cú tốc biến, và đó là cú dồn đàm. Có băng xương nhưng có lẽ là không đủ đâu. Nó là quá khó. Tôi đang thấy khó hiểu tại sao Nana anh ta biết được rằng là Critic và các thành viên bên phía Oansa đang ở gần đó rồi, bởi vì là anh ta có sai của bé chọc, nhưng mà anh ta vẫn đi cái con đường khó khăn như vậy. Và Nana lại một lần nữa bị nằm xuống. Ngày hôm nay thì phong độ của Nana cũng không phải là quá cao, dẫn tới việc là các thành viên của Harry đang thực sự bất lực trong cái lối đánh tấn công này của bên phía đội tuyển Oansa Esports. Và đây sẽ là con hào ảo xê ra dành cho Oansa. Có vẻ như là kịch bản của ván 1 đang lặp lại. Chẳng để Sanji lao thẳng vào nhưng có giải khống chế quá. Và Sanji bị bắn đau quá, nhưng cú kíp nổ của Si là cực kỳ thấm khiến cho Sanji phải lùi về.
Đó mới chỉ là những đam sát thương sương sương đến từ bên phía One Star thôi. Khả năng dồn đam là quá cao đến từ One Star. Còn với Han thì đánh 8 phút thì chắc cũng dùng tốc biến khoảng 4-5 lần. Cứ có tốc biến là Han lại được dùng. Nó là quá thuận lợi. Anh ta mỗi lần tung chiêu là đối phương phải dè chừng, và mỗi lần anh ta tung thêm tốc biến nữa thì khả năng cao là có một mạng. Lúc này thì là 7-1 về mặt điểm hạ gục rồi. 5.000 tiền chênh lệch đến nơi rồi. Vẫn chưa thấy cửa dành cho Heavy. Ăn được tên lính ở đường trên thì đối phương lại thả xe ra và tiếp tục ép dưới. Mọi thứ vẫn đang vận hành quá trôi chảy với One Star. Sanji cũng rất nỗ lực để gỡ gạc lại những tình huống tấn công dành cho bên phía Heavy. Nhưng một mình Sanji là quá khó bởi vì đối phương vẫn có giải khống chế và chết kia. Rất may. Rất may cho chết lở trong tình huống thi đấu vừa qua. Maric chưa có chiêu cuối. Nếu mà pha đó Maric có chiêu cuối thì khả năng chết nằm xuống là rất cao. Sanji lại có một cú đẩy vào người của đó là Maric. Chưa sát thương từ đâu ra bây giờ. Rồi điều tung ra. Han đỡ luôn. Sanji cố gắng để lùi về. Nhưng kíp đổ là quá đau tới từ xì. Sanji lại phải bỏ chạy rồi. Và như vậy những cái trụ thứ hai còn lại. Cái trụ thứ hai đường xuống sẽ mở ra. Bé Trọc đây rồi. Chúng ta đã chờ đợi bé Trọc tỏa sáng. Và bé Trọc đã học được xì. Xì đã có một tình huống chủ quan khoảng 1 giây. Đúng lúc mà anh ta soi được bé Trọc thì cũng là lúc mà bé Trọc xuất kích rồi. Bé Trọc cuối cùng cũng đã được chơi game ở trong tình huống đầu tiên của mình, và đó là sự chủ quan của Xì. Nếu như anh ta chờ đợi thêm một chút nữa thôi thì anh ta đã có thể soi được bé Trọc ở đâu, thì lúc đó bé Trọc sẽ lại phải có lẽ là bị hạ gục ngược. Nhưng thật may đó là đúng thời điểm mà Xì kịp soi map thì bé Trọc đã có được điểm hạ gục rồi. Và qua đó thì giải tỏa được khá nhiều áp lực dành cho Heavy. Tuy nhiên là Heavy có thể ăn được cho mình con rồng ánh sáng để đổi lại bùa lợi với cả đối phương hay không đây? Họ đang có 5 người ở khu vực đường dưới, nhưng Sanji mất nhiều máu quá, chưa có phù chú tới từ vị trí của Sanji. Và anh ta khả năng cao sẽ phải biến về, nhưng Han hút 2 người quá đẹp tới từ vị trí của Han. Sanji có nội tải trên người nhưng anh ta không chống chịu được là quá lâu. Sanji đã có thể lùi về sau tình huống dồn chưa vừa qua của Asa, nhưng mất cơ ăn rồng mất rồi. Han cứ có tốc biến là Han dùng, và mỗi lần dùng là tôi thấy rằng là tụt huyết áp thật sự luôn, là đối phương phải tụt huyết áp với những tình huống dùng tốc biến của Han. Từ nãy giờ thì ít nhất là 5, không thì có lẽ là 6 lần Han dùng tốc biến tấn công đối phương rồi. Và tôi tin rằng anh ta cũng dùng cái giảm hồi chiêu của tốc biến, giảm hồi phù hiệu. Và thực sự luôn là con Krizik này vẫn đang là thương hiệu của Han. Và trong trận đấu này khi mà đối phương thích đứng cao, Han lại càng có cơ hội để thể hiện qua bài này hơn nữa. Đúng là như vậy, bên phía OneSide Sport vẫn đang thể hiện cái bài đánh Krizik của mình quá mượt mà. Mặc dù trong bản đấu này không có nhiều con bài phù hợp với cả Krizik, nhưng họ vẫn làm tốt với việc phối hợp những Phoenix, Erin cùng với cả Quixic để phải lao lên của chết mất rất máu. Đó là Maris rồi, Maris đang được chơi em. Quang Hải bị hạ gục bởi đó. Chỉ rất là Quang Hải hạ gục được vị trí TDS, nhưng bé Trọc cũng đã lấy được cái điểm hạ gục của C. Và như vậy là OneSide Sport mất đi cho mình đó là 3 người. Bên phía chỉ mất 2 mà thôi. Đó là một tình huống ra chiêu hay của bé Trọc ở cánh còn lại, thì TDS cũng làm đủ tốt trước khi phải hy sinh. Và như vậy là phá bọc vào vừa rồi khiến cho Heavy đã gỡ gạc lại được một phần thế trận. Tình huống xử lý tốt đến từ đội hình của đội tuyển Heavy, và bé Trọc đang lên tiếng ở trong quãng thời gian vừa qua. Bé Trọc đang mạnh lên theo thời gian, nhưng bé Trọc bị lộ sai mất rồi. Bé Trọc khá hay đến từ bé Trọc. Anh ta vẫn còn sát thương được hồi lại máu, và Han đang phải bỏ chạy. Han làm được gì hay không để Han quay trở lại. Han đã cũng được bé Trọc rồi. Bé Trọc hơi tham ở trong tình huống thi đấu vừa qua, anh ta nên lùi lại bởi vì bọc ở phía trước đã là Sanji rồi. Nhưng khả năng cao là Han cũng khó về ở trong pha thi đấu này. Han đang cố gắng để chạy, Han lừa đối phương, Han tốc biến đi, câu kéo thêm thời gian để cho những đồng đội còn lại có thể ăn cho mình đó là con tà thần xe ra. Nhưng không? Liệu rằng có ăn kịp hay không? Tôi nghĩ rằng là ăn có thể kịp tới từ bên phía OneSide bởi vì con bài Phoenix dồn đam vào mục tiêu lửa rất nhanh. Và thậm chí Heavy cũng chả cảm nhận được ở trong tình huống thi đấu vừa rồi. Tình huống thi đấu hơi quê một xíu đến từ Hạn Trọc khi mà anh ta không tin rằng Han có thể hạ gục được mình. Nhưng cuối cùng anh ta cũng bị hạ gục, nhưng đó vẫn là một pha đổi mạng thôi. Trọc đã có được cho mình thương khung kiếm và sẽ chắc chắn hơn ở trong đoạn sắp tới. Nếu như anh ta vẫn có những pha có thể áp sát vào đối phương và hạ gục đối phương như vậy, thì thực sự là anh ta vẫn có thể gây ra một lượng sát thương rất lớn, bởi vì đội hình của One Star không hề khỏe một chút nào về khả năng chống chịu. Đêm một cái là trong quãng thời gian đi đường, mặc dù là bé Trọc bị nằm xuống tới 3 lần, nhưng mà anh ta không thu tiền so với cả vị trí của BDB trong bối cảnh mà BDB có tới 4 điểm hạ gục. Và đó là một cái lợi thế giúp cho bé Trọc với những pha dồn đam của mình, cũng sẽ khiến cho những Erin, những Phoenix của bên phía OneSide Esports gặp phải những sự khó khăn. Giai đoạn giữa game đang có phần quay trở lại dành cho bên phía Heavy, nhưng họ sẽ cần phải chống đỡ được một tên đẩy vào này với tà thần xe ra bóng tối của đội tuyển OneSide Esports. Và họ có thể phòng ngự được hay không khi mà Han cũng sắp chuẩn bị hồi lại cho mình tốc biến rồi. Có một khán giả tên là Avan nói một câu mà khá là giống với ý tôi, đấy là tính khen nhưng mà thôi với bé Trọc. Đây là Sanji đau quá. Sanji không đỡ nổi đâu. Sát thương của bên phía OneSide là rất nhiều. Và đây là cú tốc biến của BDLB. BDLB lao thẳng vào đội hình của đối phương, đá tứ nguyệt chạm.
khiến cho Chiến mất rất nhiều máu. Tiếp tục băng lên từ bất LB vẫn còn quá trâu. Và đội hình của OneStar lùi về được với một chấm máu ở rất nhiều thành viên. Có lẽ là Sanji không thể ngờ được rằng là mình lại bị dồn đam nhanh đến như vậy. Nhưng ở trong quãng thời gian cuối game này thì Marissi đã có rất nhiều đồ. Để một cái kíp đồ, một cái chiêu cuối của con bạn Erin thôi sẽ đủ khiến cho Sanji ngay lập tức phải lên bàn điểm số. Và anh ta cũng đã bị mất đi cái mạng của mình ở trong tình huống thi đấu vừa qua. Trong khi đó với OneStar, họ chưa mất đi một ai cả và sẽ quay trở lại ngay với pha ăn rồng này chăng chưa, khi mà con rồng đã biến mất rồi. Đã là phút điều thứ 14 và như vậy sẽ chỉ có một mục tiêu lớn duy nhất trên bản đồ, đó sẽ là con tà thần Xê Gia Bạo Chúa mà thôi. Heavy đã câu kéo được tới khoảng thời gian late game, nhưng xét qua về đội hình của họ thì cũng không late lắm và cũng không hơn nhiều so với cả bên phía OneStar. Thậm chí đối phương còn có hai xạ thủ, đối phương mới là đội hình tôi nghĩ là late hơn, đó là OneStar. Khi mà OneStar sở hữu hai xạ thủ trong trận đấu này thì nếu như OneStar giành chiến thắng thì tôi cũng không ngạc nhiên nếu như tiếp tục có một MVP nữa dành cho Marit. Bởi lượng sát thương mà anh ta đang xả ra thì tôi nghĩ rằng nó là một con số khổng lồ. Marit là một người chơi xả sát thương rất hay, và nếu như anh ta cầm Erin thì việc mà anh ta tạo ra một lượng sát thương nó là đặc biệt so với đối phương, so với tất cả đồng đội của mình cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Với con bài Erin thì khả năng zone dam của Marit sẽ được đẩy lên đỉnh điểm ở trong khoảng thời gian cuối game này, nơi mà anh ta đã có những món trang bị sát thương phép thuật. Và có lẽ là Marit cũng chuẩn bị hoàn thiện cho mình đó là món trang bị cuối cùng, đấy là một cái quả cầu băng xương để có thể là giúp cho bản thân anh ta không bị thua thiệt quá nhiều. Không, chính xác hơn là Marit anh ta lên cho mình đó là một chiếc ngôn mang trước, rồi sau đó anh ta mới lên một cái quả cầu băng xương bé trọc bị phát hiện mất rồi. Đó là một tình huống lùi về rất nhanh với huyết kích của bé trọc, nhưng Sanji ở phía trên, Sanji không mất nhiều máu quá, anh đã mất nhiều máu rồi. Và cuối cùng Sanji đã phải nằm lại. Heavy mất đi một người ở trước con tà thần xe bạo chúa. Và như vậy cơ hội để anh Xê Gia là rất cao dành cho bên phía đội tuyển OneStar. Hãy nhìn cái kíp nổ nó nổ kìa. Và mất tốc biến từ chết. Cơ hội nào để ra anh Xê Gia đây. Bé chọc thì có thể bị phát hiện bởi cả Han và cả Phoenix của Si nữa. Phoenix của Si quả là một thứ quá khó chịu. Nhưng đây là bé chọc. Có tìm thấy được Quang Hải không? Bé chọc không tìm thấy Quang Hải rồi. Và con Xê Gia này thì OneStar chưa vội khởi động. Họ đang chờ đợi một pha giao tranh. OneStar vẫn sợ rằng là với lượng sát thương lớn mà TDS cũng như là bé chọc có thể tạo ra thì họ có thể sẽ bị mất đi một vài những thành viên quan trọng. Bây giờ thì OneStar bắt đầu khởi động cho mình đó là con tà thần Xê Gia, nhưng bé chọc đang luôn ra phía sau. BDLB chưa tìm thấy vị trí của bé chọc. Nana cũng đang muốn bắt đầu ở cánh phải. Bé chọc lao vào. Ui. Bé chọc không cầm con Xê Gia và bé chọc ngay lập tức tốc biến để chạy đi nhưng bị hút lại bởi Han. Ở tuyến dưới, Si đang bắn, Si bắn hết rồi. Bé chọc cố gắng gây đam nhưng không đủ nữa bởi vì là Si quá khỏe ở thời điểm hiện tại. Si tiếp tục hạ gục được vị trí của đó là TDS và sau đó là cả Nana. 3 điểm cũng liên tục dành cho bên phía OneStar và họ có luôn cho mình đấy là con tà thần Xê Gia Bạo Chúa. Khá đáng tiếc cho bé chọc với tình huống băng vào vừa rồi. Can đam cũng là khá chuẩn chỉ với cái nanh Fenry. Thì rõ ràng là bé chọc hoàn toàn có cơ sở để băng vào trong pha thiếu vừa rồi, nhưng anh ta lại không cướp được con Xê Gia. Và với việc không cướp được con Xê Gia thì cái nguy hiểm về sau nó lại quá lớn. Mặc dù đã hạ gục được rất nhanh Quang Hải, nhưng sau đó thì bé chọc cũng không lùi đi được với tình huống lao lên đến từ vị trí của C. Và những người đồng đội của OneStar vẫn có thể về nhà được. Như vậy là mất Xê Gia, đối phương thì lại có hai xạ thủ khá mạnh, khá khó dành cho Heavy rồi. Phải công nhận là lượng sát thương của con bài Phoenix ở trong quãng thời gian cuối game bây giờ đang thật sự kinh khủng. Khi mà anh ta bắn vào người của Sanji, bắn vào người của bé chọc khiến cho các thành viên của bên phía đối phương lập tức bốc hơi. Và bây giờ với việc là bên phía OneStar có cho mình đấy là con tà thần Xê Gia Bạo Chúa thì họ có thể ép vào những cái trụ siêu cấp của bên phía Heavy là khá dễ dàng. Lính đã được đẩy đều ở cả ba đường tới từ bên phía OneStar. Lính và ở trong pha thiếu nếu như làm tốt thì có thể sẽ ba đường luôn của đối phương. Lính lên cực kỳ đẹp. Heavy muốn đép cả ba đường và tôi tin rằng là họ cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở trong tình huống điều này. Cú cầu máu không thành công của Sanji mất máu không phanh. Phoenix này nó bắn Sanji không ra một cái thể thống gì nữa đến từ con Thên cả. Quá là yếu đến từ Thên trước Phoenix. Và bây giờ sẽ là một trụ, là hai trụ. Và cái trụ thứ ba cũng đang ở rất gần với bên phía của OneStar rồi. Vẫn còn một con Xê Gia tới từ bên phía OneStar và Han. Không, đánh nhà Han luôn. Có tốc biến, đánh nhà luôn tới từ OneStar và họ sẽ có chiến thắng ở trong ván đấu thứ hai này. Một tình huống tôi nghĩ rằng là mãi giữ trụ, không để ý tới từ bên phía đội tuyển Heavy. Và vẫn còn những con lính ở khu vực đường giữa và đường dưới để giúp cho OneStar chiến thắng ở trong ván đấu thứ hai, nâng tỷ số lên là 2-0. Mãi giữ trụ quá và quên mất là cái nhà chính nó quan trọng hơn cái trụ, đó là Heavy. Họ đang tập trung toàn bộ nhân lực lên đép trụ đường trên, nhưng họ quên mất rằng Xê Gia đã vào đến trụ nhà chính rồi. OneStar xin thôi, không cần lấy được ba đường để làm gì cả, lấy luôn cái nhà chính đó là OneStar. Một lần nữa phải nói rằng là trận đấu này thì đến từ ngay từ trong đoạn bán pick chúng ta có thể cảm nhận được cái sự khó khăn
của bên phía Heavy rồi. Bởi vì những chất tướng mà bên phía OneStar sử dụng nó mạnh đã là một phần. Cái thứ hai nữa là cái độ thuận tay của những người chơi đã cầm những vị tướng đó lại quá kinh. Nó đều là tướng thủ đến từ OneStar cả đấy. Đúng là như vậy, chúng ta đã nhận định rằng cái đội hình bên phía OneStar khá là khó kết hợp khi mà họ có hai xạ thủ rồi thêm cả Quixic. Nhưng họ chơi thì vẫn rất chuẩn bài. Khoảng thời gian đầu game thì là những pha lên tiếng của Han, vì mà anh ta có những cú hút cực đẹp, đặc biệt là những cú hút được cánh trên để khiến cho bé chắc bị suy yếu, không thể đóng góp quá nhiều. Và lối chơi chung của bên phía đội tuyển Heavy và khoảng thời gian cuối game thì là những sự lên tiếng của Madrid, của Phoenix trong tay của Si với những sát thương khủng khiếp. Sanji với con bài thêm, anh ta mặc dù cũng có những tình huống lao ra nhưng không đủ, bởi vì anh ta bị bắn quá đau, mất rất nhiều máu ở trong những tình huống giao tranh và quá khó dành cho bên phía đội tuyển Heavy ở trong ngày hôm nay rồi. Rõ ràng là con thêm của Sanji trận này tụt máu còn nhanh hơn cả tụt huyết áp. Thật sự là tụt máu không phanh đến từ Sanji, không đỡ được một tí đam nào. Cứ lao ra cái thôi là thấy hấp hối rồi. Lên cả Thuẫn Nham Thạch nhưng mà có lẽ là bắn xuyên cả Thuẫn luôn. Phoenix của C thực sự luôn là bắn quá đau. Trong khi đó thì Madrid cũng có một lượng sát thương khổng lồ. Tôi khá chắc rằng Madrid sẽ tiếp tục có một MVP nữa. Họng súng to nhất của bên phía đội tuyển Heavy đó là Chiết. Ngày hôm nay thì cả hai ván đấu anh ta không được lên tiếng. Ván đấu đầu tiên chơi con bài Terry thì không đúng nuôi lớn, chưa kịp kéo tới phút thứ 15. Còn ván đấu thứ hai với con bài Suat thì Chiết không thể hiện được quá nhiều, và đúng là như vậy rồi. MVP thứ hai ở trong ngày thi đấu hôm nay tới từ OneStar đó sẽ là Madrid. Tiếp tục là nâng thêm những điểm MVP nữa cho chính bản thân của anh ta. Logo gì đây? Chữ S à? Hình như là Sài Gòn Phantom. Đó có lẽ cũng là lời nhắn của Madrid. Có lẽ ngày hôm nay người được phỏng vấn sẽ không phải là Madrid đâu, và vì vậy thế nên là anh ta dành trước một lời nhắn về việc dự đoán kết quả của trận tối nay chăng. Anh ta không lấy một tia chớp mà đó là một chữ S. Và có lẽ đó cũng là dự đoán của Madrid về trận đấu cuối ngày, hay đó là biểu tượng mới của OneStar đây, chúng ta cũng không thể biết được. Nhưng về cơ bản thì Madrid đã có thêm một MVP nữa, và anh ta vẫn sẽ dẫn đầu cuộc đua của MVP. Chúng ta cùng nhau xem lại một lần nữa thông số của trận thi đấu này. Vẫn là một thông số tương đối hủy diệt đến từ bên phía của OneStar. 166.000 sát thương được tạo ra tới từ vị trí của Madrid. Trong khi đó với các thành viên của bên phía Heavy, đây là một ván đấu mà người giành được nhiều điểm hạ gục nhất lại là Bé Chọc. Bé Chọc quãng thời gian đầu game anh ta không được chơi, nhưng quãng thời gian sau thì Bé Chọc cũng đã có một vài những tình huống xử lý hay để giúp cho Heavy phần nào đó lấy lại được một chút thế trận. Nhưng sau cùng thì cái đội hình của Heavy càng về lên game càng đuối, và họ không thể trông đỡ được trước khả năng công phá quá hủy diệt tới từ các thành viên của OneStar ở trong ván thi đấu vừa qua. Bây giờ tỷ số đã là 2-0 rồi, chỉ có một cơ hội nữa cho Heavy để có được một điểm số trong ngày hôm nay thôi. Còn chúng ta thì bây giờ sẽ tới ngay với 5 phút nghỉ để chờ xem vào đấu thứ 3 OneStar có thể kết thúc được Heavy với tỷ số 3-0 hay không. Vươn lên ta không được quên trôi chân ngủ vui ở nơi bóng tối chẳng rõ là nay hay mai. Đến khi nào thì cửa vinh quang đóng lối ăn sâu vào từng chi tiết, mang theo sứ mệnh cần phải đi tiếp. Đừng mong cản chân tao, mày chẳng biết được sự uy hiếp đến từ từng cơn sóng nối. Yeah, I'm not a slayer. Nô lệ cảm xúc bứt phá từ chân đáy. Darth Vader nhìn xung quanh từng ánh mắt đang chờ sự nghi ngờ. Ta vẫn sẽ không ngừng viết cho dù là last paper. Tự nhủ rằng ý chí không mai một, đứng yếu đuối trong vài thọt không lý lý. Khi nghe vần thì easy, I'm legend. Ta cố gắng và luyện tập không ngừng nghỉ để máu trâu mang trong người ý chí cùng chi khi lớn không ai ngăn được nó đâu. Vươn lên ta vẫn đang làm phải mạo hiểm không có an toàn, chuẩn bị thêm để ta bẻ nát những kẻ khác lúc chúng an nhàn. Có trời thấu khi ta ngó lên ngày phủ nắng kể cả gió đêm, ta vẫn mãi biết vẫn câu giải tiếp cho dù phải biết game này khó thêm. Và ta cứ bước đi dẫu khó khăn vẫn đang xoay vào. Không có gì ở ngoài kia thì ngăn được bọn tao cả. Tỏa sáng như ngôi sao rơi cho bầu trời kia tối đen. You shine bright like a fucking star. Đó ta phong ba có bao nhiêu thăng trầm. Yeah I wanna be on the top. Yeah I'm gonna break, break the through. Baby it's time to make it move. Ta không để cho ai cản chân, I gotta break it for me. Ta nhận bao nhiêu đau hôm nay là nơi để chờ đi. Làm mình ra trận thôi chứ đừng có thời gian ở để mà hoài nghi. Bởi vì ta là vua trong cuộc đua, mà cuộc đua thì làm sao. No one break it for me. Yeah, có quá nhiều thứ mà ta cần đi sâu. Cái cách mà họ đang cố chiến thắng thì được gọi là thi nhau. Còn ta đang ở trên đỉnh everyday be wow. Xử lý với căn bệnh bằng cách đi slow vào một ly no. Give it to the flow khi ta chơi nhạc. Hôm nay ta không thua, hôm nay may, hôm sau hơi bạc. Feeling like a fish in a tank nhưng mà vơi cạn. Chỉ dừng lại một chút cũng như phát điên bởi vì đây là khơi màn. Yeah yeah ooh. Bứt phá với tao thì nó được gọi là make it boo. Hàng triệu ánh mắt nhìn xem là baby what you gonna do. Tao sẽ không bao giờ để cho vinh quang làm cho đôi mắt này mù. Let me tell you what I do, ngay cả khi đánh sắt để tù. Cứ thế đêm thâu đêm thâm thiết đôi một cái chia ly là no pain no gain. I never wanna die, what I keep my faith to. Dù
điều chỉ cản ngăn. Yeah, I'm gonna break through. Và ta cứ bước đi dẫu khó khăn vẫn đang xoay vòng, tỏa sáng những ngôi sao giữa cho bầu trời kia tối đen. Bao tấm phong ba có bao nhiêu thăng trầm. Yeah, I wanna be on the top. Yeah, I'm gonna break, break key through. Ta không để cho ai cản chân, I gotta break it for me. Ta nhận bao nhiêu đau hôm nay là lâu để chờ đi. Là mình ra trận thôi chứ đâu có thời gian nữa để mà hoài nghi. Bởi vì ta là vua trong cuộc đua, mà cuộc đua thì làm sao. Còn vài bước ta phải đi tiếp, cứ bình tĩnh mắt trông chờ. Đập tan những cái nào dám uy hiếp, cố máy trong ta đập không ngừng. Đưa chân lao lên ta có ngã một ai luôn bật được chế độ căng dây. Mọi chuyện đều có thể xảy ra nhưng không có chuyện ta ăn may. Rồi từng ngày không một lời trình bày, mình ta đồng bước trên một hành trình dài. Nhờ về xem một lời đầy người mình, kia ta phải về sức cho ta thành hình hài. Mình trên đỉnh cao nhất bứt phá và nở một nụ cười hiên ngang. Từ đây ta sẽ không dừng lại cho tới một ngày có thể chạm đỉnh vinh quang. Viết xong chiều 1 rồi không? Thôi à, tôi không nói nhiều đâu, tôi vào lớp ấy. Yeah, yeah. Đây là fight bro. Ra phòng thi trông như người Tây. Đây là fight bro. Lên thuyết trình bên nguyên cả cây. Đây là sight bro. Vừa vào trường mà các em thấy. Thế là Mike cố trách tôi. Quá đẹp trai ở đây. Trẻ đất lại đi homie. Ông lại đang định sủi à homie. Ông lại để tôi gánh à homie. Cây tài liệu đê. Ông cũng muốn lấy con A không homie. Thế thì nghe lời tôi đi ok. Thắng trận anh em karaoke. Dân chơi phải thế. Nên là không phải không phải căng. Ông phải coi đây như trò chơi. 365 một năm. Tôi là tôi không cần nghỉ ngơi. Yeah, lên trường lấy nhiệm vụ. Ăn con bùa xong mở skill mới. Cầm học bổng đeo con grill. Hẹn các em đi chơi xả hơi. Yeah, yeah. Nên là chơi đi, chơi đi, chơi đi, chơi hết à. Chơi đi, chơi đi, chơi đi, chơi hết à. Không chơi, chơi không, chơi đi, chơi hết à. Challenge, accept it, chơi luôn đến Tết à. Mấy ông chuyên văn đã bỏ đi thì không đi, toàn làm thơ để ngồi gáy. Sau ngày lúc là sau, đến lúc anh em cùng xông lên lại mở chat khịa ngay à. Anh em IT được cái phàm kỹ này không triệt phát nào như máy. Nhưng mà không theo phân tích của ông ấy. Ông ấy dỗi bỏ đi một phát thì anh em lại thêm người ta tìm ngay. Mấy ông ngoại ngữ suốt ngày bổ trợ tiếng Anh. Kêu anh em cứu mà cả team không ai hiểu. Còn ông kinh tế đồ game không giáo giao tranh. Kêu đang giai đoạn khởi nghiệp nên là lực còn hơi yếu. Tinh thần của ông thì công nhận ông không thiếu. Tôi thích nói ít, ông thích làm nhiều. Quan trọng anh em mình đã chơi là chơi tới. Không cần nói điều, không phải không phải căng. Ông phải coi đây như trò chơi. 365 ngày trong một năm. Tôi là tôi không cần nghỉ ngơi. Lên trường lấy nhiệm vụ. Ăn con bùa xong mở skill mới. Cầm học bổng xong đeo con grill. Hẹn các em đi chơi xa hơi. Chơi game cùng bản thân cần năng lượng. Với nguồn suối tươi sạch từ trang trại TH, cùng trái cây tự nhiên, nước uống sữa trái cây TH True Juice Milk cung cấp nguồn năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên. Dù tỏa sức đam mê với skateboard hay party với nhóm bạn, vẫn luôn tràn đầy năng lượng, chạy hết mình với mọi cuộc vui. Fruit Meal, năng lượng tự nhiên, chiến kèm tuyệt chất. Hope you ready, into the jungle. Chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại ngay với ván thi đấu thứ 3, cuộc đối đầu giữa đội tuyển Heavy và One Star. Tỷ số hiện tại không có gì bất ngờ cả khi mà đội tuyển One Star đang chiến thắng 2-0 trước Heavy rồi. Và đây sẽ là cuộc cuối cùng của Heavy để có thể có một điểm hiệu số trong ngày hôm nay thôi. Tôi phải nhắc tới điểm hiệu số trước bởi vì giành một điểm trước One Star, một điểm trọn vẹn trước One Star là quá khó. Quá khó để nghĩ rằng là ngày hôm nay thì bên phía của đội tuyển Heavy sẽ mang lại được ít nhất là một điểm trọn vẹn. Và có lẽ là họ sẽ cần phải hy vọng vào một điểm hiệu số thì nó sẽ là quan trọng hơn. Trong cuộc chiến với Black Stars thì họ sẽ cần phải tính đến việc đó là hai đội tuyển bằng điểm nhau. Và Heavy cần phải vượt qua được Black Stars ở trên bảng xếp hạng. Nó sẽ là một tấm vé vào vòng giai đoạn 2. Nó sẽ là một tấm vé trụ hạng. Và Heavy lúc này cũng chỉ còn một cơ hội nữa thôi trước One Star.
Và đây sẽ là ván đấu thứ 3, ván đấu mà các thành viên của Ansai Esports đang cảm thấy là vô cùng thư thái ở trong phòng thi đấu, khi mà họ đã có được 2-0 về mặt tỷ số rồi. Và ở trong hai ván thi đấu vừa qua thì chúng ta thấy được rằng là Ansa chơi game cũng khá là nhàn hạ. Ở trong ván đấu thứ 2 thì họ sử dụng cho mình đó là con bài Quickzik trong tay của Han. Và bài đánh với con bài Quickzik của Han luôn luôn là một bài đánh rất uy tín để đem về 1 điểm cho các thành viên của bên phía Ansa. Còn với đội tuyển Heavy, họ cũng đã rất nỗ lực khi mà cả hai ván chơi phần sân màu đỏ. Tuy nhiên, khả năng ban pick của VNDF trong ngày hôm nay cũng đặt ra một câu hỏi, bởi vì là mặc dù ở phần sân màu đỏ nhưng ở trong hai ván thi đấu vừa qua chúng ta không thấy được quá là nhiều những sự khắc chế quá lớn tới từ đội tuyển Heavy. Không biết là trận này thì Heavy có muốn chuyển xanh hay không, nhưng mà tôi nghĩ nếu mà chuyển xanh là tôi nghĩ là hơi muộn đấy, bởi vì là lúc này thì OneStar cũng sử dụng khá khá những vị tướng mạnh rồi, biết ngay mà. Tôi nghĩ là cái cơ hội chuyển xanh cho họ nó đến từ những cái ván đầu tiên 2. Rồi thậm chí là kể cả ván đầu tiên thì tôi không biết là bên nào chọn bên, có thể là Heavy chọn đỏ luôn, nhưng mà bây giờ thì Heavy mới chuyển xanh. Liệu có phải là hơi muộn màng không, khi mà ở trong trận đấu này nếu như OneStar thích họ có thể thả Aya ra và lại tiếp tục dẫn dắt ban pick được. Trong khi đó với đội tuyển OneStar, thả Rui chứ, thả Rui. OneStar chỉ cần thả cho mình Rui thôi, họ cầm Aya, cầm Van Hên là coi như xong, là coi như là Heavy cũng sẽ cần phải chuyển sang các bài đánh khác. Và như vậy thì bên phía đội tuyển Heavy cũng sẽ rất khó chơi. Tuy nhiên quyết định của bên phía OneStar đó là cầm đi cho mình đó là con bài Rui. Vậy thì liệu rằng có thả Aya tới từ bên phía OneStar? Tôi nghĩ rằng là cấm nút Aya đi để cho đối phương Van Hên, bởi vì dẫu sao thì OneStar cũng đã chơi Van Hên từ trước rồi. Trong khi đó với Heavy, hai lượt cấm của họ sẽ là Malok cùng với cả Zuat, tức là một lấy Aya đấy. Tôi lại thấy là cũng là vừa là một lấy Aya nhưng mà vừa là một lấy Van Hên. Họ muốn lấy Van Hên ở trong trận đấu này, tôi nghĩ là như vậy. Heavy hoàn toàn có thể hướng đến Van Hên Helen. Với cái kiểu cấm như thế này thì có thể chưa phải là trong phây đầu đâu, nhưng có thể sẽ là Van Hên ở trong trận thiếu này. Heavy có thể chọn Van Hên sau bởi vì OneStar đã đánh nó rồi. Ở đường giữa thì vẫn còn Iggy khá Iggy mạnh mà hai đội tuyển có thể tranh chấp. Khả năng cao là bên phía Heavy sẽ lấy cho mình đó là Iggy dành cho Nana, bởi vì dẫu sao thì OneStar cũng đã chơi có bài Van Hên từ trước. Thế nên là bên phía Heavy chưa cần phải lấy cho mình vị tướng Van Hên này ở ngay trong first pick. Và các bạn khán giả cũng có hoàn toàn có thể dự đoán xem sự chọn đầu tiên tới từ đội tuyển Heavy là gì đây. Họ đang suy nghĩ về đó là Elsu à? Đó sẽ là Elsu, bởi vì đối phương bây giờ cũng bị hạn chế bởi tướng khá nhiều rồi. Và Heavy quyết định lấy cho mình đó là Elsu dành cho Chiết. Chiết đang muốn chơi những vị tướng tốt nhất của mình để có thể là gánh team. Hai ván thiếu trước đó thì anh ta chưa thể gánh team được với Terry, với Suat. Và bây giờ thì bên phía Heavy cấm đi Suat, lấy cho mình Elsu, tuy nhiên vẫn còn đó là Slim. Và OneStar có thể hướng tới vị tướng này cho gì? Elsu có thể coi cũng là một lượt cướp tướng của Heavy. Nếu như đó là Iggy thì cũng là một lượt cướp tướng. Nhưng nếu như đó là Elsu thì đó cũng là một lượt cướp tướng khác. Có vẻ như Chiết muốn đánh một vị tướng gánh hơn một chút so với lại cả Van Hên. Giai đoạn về sau thì Van Hên sẽ hơi yếu. Còn Chiết bắn Elsu giai đoạn gần đây thì cũng đang càng ngày càng tự tin hơn. Trong khi đó thì OneStar, hai sự lựa chọn đầu tiên. Họ sẽ hướng đến những con bài nào đây? Iggy liệu có phải là một trong những sự lựa chọn của họ? Hay họ cũng không cần đến Iggy ở trong trận thiếu này? Chúng ta cùng chờ xem. Iggy hay là Yue ở khu vực đường giữa dành cho Maris đều là những vị tướng có thể khiến cho Elsu gặp phải rất nhiều những sự khó khăn trong những cú nhắm bắn của mình. Và quyết định của OneStar là chơi một con bài có độ cơ động cao hơn. Đó sẽ là Iggy. Tầm ảnh hưởng của Iggy trong thời gian đầu game sẽ giúp cho bên phía đội tuyển OneStar kiểm soát thế trận một cách dễ dàng. Richter. Và sau đó sẽ là Richter ở khu vực đường tà thần Seiza dành cho Bird Elby. Bird Elby ngày hôm nay đánh cũng rất cháy. Hai bàn đấu trước đó anh ta dùng Yena, dùng Skirt thì đều khiến cho Bé Chọc gặp phải rất nhiều những sự khó khăn. Và ván đấu này khi mà có Richter thì liệu rằng Bé Chọc có muốn chơi một con bài có thể đối đầu trực diện với Richter như kiểu là Quy, như kiểu là Fantino hay không đây? Ở trong giai đoạn trước khi trận đấu này diễn ra, tôi với anh Quân cũng nghĩ đến cái việc là hôm nay OneStar có thể sẽ thử nghiệm một vài những cái bài đánh mới. Nhưng mà thực ra thì mặc dù họ có một chút thử nghiệm thật, nhưng về mặt ban pick thì OneStar đang làm cực kỳ chuẩn chỉ. OneStar đang đánh rất tôn trọng Heavy và có thể coi rằng là họ cũng muốn về nhà sớm thì phải. Không hề có bất kỳ một sự khoan nhượng nào đến từ OneStar cả về mặt cấm chọn tướng. Trong khi đó thì Heavy, Ibanez và sau đó là Zuka. Đó là những sự lựa chọn của Heavy. Elsu và Zuka khá ổn, nhưng với Ibanez tôi cũng có một chút lo lắng dành cho Sanji. Sanji đánh con bài này không thực sự quá hay, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn cho việc Ibanez xuất hiện bằng cách cấm Malok. Sanji thì chơi những vị tướng theo dạng hỗ trợ thuần thì sẽ là tốt hơn, chứ để cho anh ta cần phải chơi những con bài make play, một con bài có thể lao vào và mở giao tranh, thì Sanji đang chưa làm được điều đó quá tốt với những Toro hay là với những con bài thên như là ở ván thi đấu vừa qua. Trong khi đó với OneStar, đối phương đã lộ ra một vị tướng thanh tốt, đấy là Ibanez, thì không có lý do gì mà OneStar không lựa chọn ngay con bài Slim dành cho C. C
Slim cũng có thể đối đầu rất tốt cùng với cả Elsu trong tay của Chiết, và những cái lựa chọn của Ansa tính tới thời điểm hiện tại vẫn đang là khá chuẩn chỉnh. Trong khi đó thì bây giờ là phase 2. Ansa sẽ cầm những vị tướng nào ở trong phase 2 đây? Đó sẽ là đường giữa của Nana. Đầu tiên đó là cản trở một con bài có khả năng hoặc né hỏa bạo cái đã. Đến từ Ansa. Trong những vị tướng đánh ở đường giữa thì Liliana hay Lauren là những vị tướng né hỏa bạo tốt nhất. Và ngay lập tức không có Liliana xuất hiện ở trong trận chiếu này. Thên là lực lựa chọn cấm của Heavy dành cho Han. Hơi cẩn trọng quá nhỉ. Bởi vì thường thường thì các tuyển thủ đánh Evenet không quá sợ Thên. Nhưng Heavy thì ngại. Và như vậy thì những lực cấm tiếp theo của cả hai bên sẽ là gì đây? Với Ansa thì họ có lẽ là chỉ cần cầm Liliana thôi, chứ cũng không cần phải cầm thêm một con bài nữa trong tay của Nana, bởi vì trong bối cảnh Nana đã dùng Tulane ở vào đấu trước đấy rồi thì bảy tướng có thể né đi được những cái hỏa bạo của con bài Iggy không còn là quá nhiều. Và có lẽ là lực cầm cuối cùng của Ansa sẽ nhắm vào khu vực đường trên hay chăng? Không, họ vẫn cầm đường giữa, vẫn cầm đi bị tướng Rath thì không phải là một con bài quá sở trường của Nana. Sở trường nhất của Nana là Zata cơ. Nhưng Zata mà xuất hiện trong ván thi đấu này thì thực ra cũng được đấy. Tôi nghĩ rằng là nếu như Heavy muốn chơi YOLO và họ muốn chơi một cách áp đảo ở trong thời gian đầu thì Zata cũng có thể là một cái phương án có thể được sử dụng tới từ Nana. Còn với Heavy, lựa chọn cuối cùng, lực cấm cuối cùng của họ ở trong phase 2, họ đã cấm đi thêm rồi và có thể cấm thêm một con bài trợ thủ nữa của Han, như kiểu là Lumbua chẳng hạn. Lumbua đánh rất hay, Han cầm Lumbua đánh rất cháy. Và trong đội hình của bên phía Ansa cũng cần thêm một con bài mở giao tranh nữa. Và quyết định của bên phía Heavy không phải là Lumbua, đó sẽ là Frentino bị cấm đi. Có thể nói rằng Ansa là một trong những đội tuyển coi trọng Rath nhất ở trong mùa giải năm nay. Và các đội tuyển khi đối đầu với Ansa thì có vẻ như cũng cấm Rath nhiều lên. Ansa rất coi trọng con Rath này, khả năng đánh áp đảo của Rath có lẽ là thứ mà Ansa vẫn thường sử dụng và cũng thường cấm đi ở trong những sự lựa chọn của mình. Bây giờ sẽ là lượt lựa chọn thứ tư dành cho bên phía Ansa. Họ còn trợ thủ và họ còn đi rừng. Trong trận đấu này thì việc giấu trợ thủ cũng là hoàn toàn hợp lý khi mà đối phương đã lộ rừng rồi. Bên phía One Star có thể đưa ngay ra sự lựa chọn dành cho Quang Hải. Quang Hải bây giờ vẫn còn Yan, vẫn còn Wonder Woman là những vị tướng mà anh ta có thể lấy được ở trong ván thi đấu này. Wonder Woman thì vẫn mạnh nhưng đánh đầu game hơi yếu. Còn với con bài Yan thì cũng đã có những sự chỉnh sửa về mặt sức mạnh, bị giảm đi sức mạnh rồi. Và quyết định của bên phía One Star là họ sẽ lấy vị tướng nào đây? Hay là một con bài mới, một con bài thử nghiệm dành cho Quang Hải ở vai trò đi rừng như là Darcy chẳng hạn. Big Darcy đi rừng trận này cũng khá thú vị đến từ bên phía Ansa. Nhưng đầu tiên thì họ sẽ muốn lấy một con bài Timmy. Timmy đi cặp cùng với cái Elsu tạo ra một đôi hack tiền, một đôi có thể nuôi lớn được Slim để vị tướng này có thể mạnh nhất ở trong quãng thời gian về sau. Như vậy là Ansa không hề có ý định giấu trợ thủ mà họ giấu đi vị trí đường rừng ở trong trận thiếu này đến sự lựa chọn cuối cùng. Trong khi đó thì Heavy phải đưa ra hai sự lựa chọn cuối của mình rồi khi mà họ ở bên phía bên xanh. Lúc này thì Heavy sẽ cần có hai vị tướng thật tốt để có thể ít nhất là có được một ván thắng đã. Bây giờ thì không cần thiết là phải để dành gì đâu, cần phải cố gắng để thắng ngay ở trong ván thiếu này. Heavy sẽ lấy con bài nào để cho bé chọc đánh đối đầu với lại cả Richter đây? Omen à? Omen thì mặc dù là về late game sẽ ok, nhưng đi đường với lại cả Richter thì cũng hơi khổ. Bởi vì Omen tôi nghĩ rằng là sẽ bị gank tương đối nhiều. Trong khi đó thì con bài đường giữa đang được phân vân. Họ muốn đánh hai xạ thủ hoặc là Chrissy. Nếu như nói ra thì có lẽ Erin vẫn là con bài mạnh hơn ở trong sự lựa chọn này, và Erin đã được khóa rồi. Erin Elsu sẽ là sự lựa chọn của các thành viên bên phía đội tuyển Heavy. Đây là một bộ đôi có khả năng cấu diệt từ xa tốt, và tuyến trên của bên phía Heavy cũng đã có đủ những công cụ để có thể là chống đỡ với Omen, với Ibernet và những pha vào Zondam của Zuka. Nên đây là những vị tướng mà Heavy lựa chọn tôi nghĩ rằng là hợp lý. Hợp lý ở trong ván thi đấu này, không có tính khắc chế quá nhiều. Đúng là Darcy rồi. Ngày hôm nay Ansa muốn thử nghiệm. Và họ sẽ có sự lựa chọn cuối cùng là Darcy chẳng. Đối phương có hai xạ thủ. Darcy đánh với nhiều xạ thủ thì cũng tốt, bởi vì khả năng khóa chân của anh ta sẽ khiến cho những xạ thủ gặp rất nhiều khó khăn. Và như vậy là Darcy có vẻ như sẽ được khóa lại rồi. Darcy trong tay của Quang Hải ở trong trận thi đấu này. Darcy có thể coi được rằng là cũng đã được tăng sức mạnh và cũng có những thứ cũng bị giảm sức mạnh. Nhưng về mặt bằng chung thì có lẽ là Darcy đang được tăng một chút sức mạnh của mình, khi mà chiêu cuối vốn rất quan trọng với Darcy đã bị giảm sức mạnh ở trước đó, nhưng bây giờ đã trả về nguyên trạng. Cùng với đó không, đó là sự thay đổi cuối cùng. Tachi cũng vẫn là một sự thử nghiệm, dù đó không phải là Darcy, nhưng đó vẫn là một sự thử nghiệm, bởi vì Tachi đi rừng có lẽ là Ansa cũng chưa đánh trận nào ở mùa giải này. Nếu như đó là Darcy đi rừng dành cho Quang Hải thì sẽ là cực kỳ thú vị, bởi vì tôi đã định nói về cái chiêu cuối của Darcy mà trận thứ nguyên bây giờ không thể bị giải nữa rồi. Và đó sẽ là một cái công cụ rất tốt để cho Quang Hải thiết lập những pha gank vào những thành viên xạ thủ của bên phía đối phương.
Nhưng cuối cùng thì OneStar vẫn lựa chọn một cái phương án an toàn hơn, đó là Tachi dành cho Quang Hải. Quang Hải cũng là một trong số ít những người chơi đi rừng ở AOG hiện tại là vẫn còn chơi Tachi đi, vẫn còn chơi con bài Tachi đi rừng. Và với Tachi đi rừng thì những vị tướng chống chịu tốt tới từ bên phía Heavy như là Omen, như là Binet cũng sẽ cần phải cực kỳ cẩn trọng tới cái nguồn sát thương chuẩn được tạo ra tới từ con bài này. Một đội hình cơ bản hơn tới từ bên phía OneStar, nhưng xem mặt đi đường, xem mặt phối hợp vẫn có rất là nhiều điểm sáng tới từ cái đội hình này. Heavy trận đấu này tôi nghĩ rằng cũng có nhiều cơ sở để thắng hơn, khi mà ở trong bộ đội hình của đội tuyển Heavy thì mặc dù là Tachi cũng sẽ có thể gây ra nhiều khó khăn, nhưng nói thì nói Tachi vẫn là một con bài mạo hiểm. OneStar vẫn đang mạo hiểm ở trong game 3 này. Đây sẽ là một cơ hội lớn dành cho Heavy khi mà Tachi đã xuất hiện. Biết rằng Tachi lấy nội trạng tại trước Omen hay là trước Ibanez khá dễ so với những vị tướng khác, nhưng Tachi vẫn là một con bài khó đánh ở đường rừng. Đánh Tachi cần phải kiểm soát tài nguyên rất tốt. Và chúng ta cùng chờ đợi xem là liệu Heavy có thể tạo ra một điều bất ngờ gì không, khi mà OneStar cũng đang có những sự thử nghiệm của riêng mình. Bể tướng ván 3 của Heavy đúng là đã tốt hơn rất nhiều so với cả những bể tướng ở hai ván thi đấu trước đó. Và đây sẽ là một cơ hội lớn để giúp cho Heavy có được một điểm hiện số ở trong ngày thi đấu hôm nay. Chúng ta cũng mong rằng trận đấu sẽ hấp dẫn hơn, bởi vì ngày hôm nay đang khá một chiều. Trận đấu đầu tiên cũng là 3-0 tới từ BDS, và trận đấu này cũng đang có nguy cơ là sẽ là 3-0 tới từ đội tuyển OneStar Esports trước Heavy. Nhưng nhìn vào bảy tướng của Heavy, chúng ta sẽ có một sự hy vọng, một sự hy vọng tới một trận đấu hay và hấp dẫn hơn giữa hai đội tuyển này. Và đây sẽ là những bước di chuyển đầu tiên trong ván đấu thứ 3, có thể là ván đấu cuối cùng giữa Heavy và OneStar. Đây sẽ có thể là một trận đấu hay nếu như Heavy có thể tận dụng tốt được chất tướng hai xạ thủ của mình, khi mà trận đấu này sải tay của họ cũng là rất tốt. Tuy nhiên thì để làm được điều đó, họ cũng cần phải có một giai đoạn đầu trận là tốt. Những bước di chuyển đầu tiên đang là một tình huống muốn đi sớm đến từ bộ đôi của OneStar. Họ vẫn dọn lính rất nhanh và sau đó thì Marit chơi luôn vào Sanji. Đau quá Sanji ơi. Rõ ràng là để cho con Iggy này nó lấy được nội tại vào người ở trong đoạn cấp độ 2 này thì chỉ có ăn đạn thôi. Liên tục là những pha ném cầu tới từ vị trí của Marit để khiến cho hai người chơi đang đi đường giữa của Heavy gặp phải rất nhiều những sự khó khăn. Và có vẻ như là Han cũng như là Marit chưa muốn di chuyển ra hai cánh vội. Họ đang muốn đẩy thêm một tơ lính nữa, và sau đó liệu rằng có một tình huống nào tổ chức tấn công về cánh trên của bé Trọc hay không. Ngày hôm nay thì bé Trọc đã bị khai thác khá nhiều ở trong hai ván thi đấu vừa qua. Sanji cũng lao lên có một cú vỗ, nhưng lần này thì anh ta cũng chỉ vỗ vào tơ lính trong thời gian đầu game. Bên phía Heavy rất cần cấp độ 4, khi mà những con bài như Ibanez hay là Zuka, thậm chí là cả Nana với chiêu cuối của mình thì cũng sẽ có thể tạo ra được nhiều sự đột biến dành cho thành viên của bên phía Heavy. Tuy nhiên tính tới thời điểm này thì mọi thứ đang là khá yên bình. Với Timmy và Iggy thì OneStar vẫn đang rất chủ động ở trên bản đồ. Nhưng đây là một góc đứng đến từ Sanji. Sanji vỗ, vỗ hay, vỗ rất đẹp đến từ Sanji, lấy được tốc biến của Marit. Nhưng Nana không dám tấn công trong tình huống yếu này, và ngay lập tức có phản công đến từ bên phía OneStar. Han mất tốc biến nhưng Quang Hải băng vào. Quang Hải bị hất tung lên một nhịp khá hay, nhưng sau đó thì Sanji lại vẫn bị hạ gục ở trong tình huống yếu này. Y hệt như là ván đấu thứ hai, nơi mà Sanji đã phải nằm xuống với điểm chiến công đầu TH dành cho thành viên của OneStar Esports. Nhìn chung thì OneStar Esports vẫn có thể tận dụng những pha phản công là rất hay ở trong ngày thi đấu hôm nay. Đội chủ động hơn là Heavy. Hơi đáng tiếc cho Sanji là anh ta chưa tích được đủ nội tại để có một cú cây đồ. Nếu như đó là một cú cây đồ tốc biến thì hoàn toàn Marit sẽ là người bị hạ gục đầu tiên. Nhưng Sanji lại không thể làm được điều đó. Và như vậy là quá đủ cơ sở để OneStar Esports có thể quay trở lại có được điểm chiến công đầu TH, cũng như là con rồng ánh sáng đầu tiên của ván đấu này. Thế trận đầu trận lại không có bất ngờ nào xảy ra rồi, khi mà OneStar vẫn là đội tuyển làm tốt hơn ở trong đoạn đầu trận. Quang Hải với con Tachi cũng đã có được cho mình mục tiêu đầu tiên, đó là con rồng. Tachi đi rừng thì một trong những thứ mà Tachi cần phải làm rất tốt đó là kiểm soát những mục tiêu lớn. Khi mà Tachi có khả năng đánh rồng hay là Caesar rất tốt, không bị mất máu đến từ những cái tình huống mà anh ta có thể xử lý rồng và Caesar. Tiret không sang được đâu. Tầm này mà bên phía Heavy muốn sang cướp rừng của OneStar là không hề dễ dàng, mà Birdelby giữ chân được Tiret rồi. Nhưng Tiret đủ sự cơ động, Sanji đang bị liên tục những cú đâm của Birdelby. Tuy nhiên các thành viên của bên phía OneStar hiện tại có lẽ là họ cũng chưa đủ khả năng, và họ cũng chưa có thế. Bé Trọc, ôi trời ơi, một tình huống chiêu cuối sắp được trượt của bé Trọc. Và như vậy Birdelby có thể lùi về. Tuy nhiên việc để lùi được Birdelby sẽ khiến cho các thành viên của OneStar khó lòng tranh chấp được con tạo thần Caesar này. Có người đi rừng ở đây và dễ dàng để cho bên phía Heavy có được cho mình con rồng vừa qua. Quang Hải đến với chiêu cuối của mình, đánh vào vị trí của Sanji rất đau. Sanji trúng thêm một hỏa bạo, Sanji phải về rồi, nhưng cũng đã kịp thời giải tán đám đông. Vẫn chưa có nhiều sự đột biến ở trong ván thi đấu này tới từ bên phía Heavy. Họ đang làm mọi thứ cơ bản thôi.
dồn người lên phía trước bản đồ để ăn cho mình, đó là con tà thần Seiza đổi lại bộ lưỡi lớn với cả One Star để giúp cho quãng thời gian đầu trận của họ không bị thua thiệt quá nhiều. Tuy nhiên, sau những tình huống giao tranh thành công vừa qua thì One Star bắt đầu vươn lên dẫn trước với khoảng 1.000 tiền so với cả bên phía đối phương nhờ vào cái nội tại của con bài tỉ mỉ, và quan trọng là si trận đấu này chưa bị đụng tới. Và hơn thế nữa thì One Star đang có cho mình cả thế bản đầu, cả chiến cầu đầu TH, cả tỉ mỉ. Thế nên chấp cái luyện kim của chiến thì Heavy vẫn không thể bám đuổi được lượng tiền với bên phía của One Star. Đây tiếp tục là tình huống mà Sanji phải dựng ra một chiêu cuối trong một cái tình thế rất hiểm nghèo. Sanji vẫn lùi đi được. TS lao vào. Có một tình huống thi đấu dài, chính xác là sử dụng phát trận thần kỳ hơi tệ đến từ Han. Và ngay lập tức là Si và Han gặp nguy hiểm. Một điểm hạ gục nữa dành cho Heavy, nhưng đây là pha băng vào của Quang Hải. Quang Hải sẽ lấy được một điểm hạ gục mặc dù mất đi cái trụ, nhưng Quang Hải cũng kịp đòi lại thêm một điểm hạ gục dành cho bên phía One Star. Một pha tấn công hay của Heavy. Đúng là như vậy, Heavy đã có một tình huống tổ chức tấn công hay, nơi mà Marit cũng như là Si đã bị khép vào một cái góc rất khó để có thể là lùi về. Chiến cũng đã có những tình huống bắn viện trước kích là chuẩn xác để giúp cho Marit phải lấy bàn điểm số đầu tiên. Sau đó Si cố gắng đòi lại điểm vào gục của đối phương nhưng không thể, bởi vì Nana đã có chiêu cuối cũng như là đã có cái tốc biến ở trên người. Và với hai điểm vào gục vừa qua thì Heavy sẽ đòi lại được thế trận, không còn thua quá nhiều tiền so với cả One Star Esports nữa. Đội hình của Heavy ở trong thời điểm đầu này phụ thuộc rất nhiều vào Sanji và TDS. Và với việc là Sanji cũng như TDS đang có được những pha xử lý hay thì Heavy cũng sẽ có nhiều cơ sở hơn để nuôi lớn hai xạ thủ của mình. Đây là Sanji. Sanji đang di chuyển lên cánh trên để hỗ trợ cho Chiết lên pha ở cánh trên. Vẫn còn rất nhiều lính dành cho Chiết ở trong tình huống thiếu này. Sanji trúng một cú giáo nhưng không sao cả. Lúc này thì các thành viên của đội tuyển Heavy đã cân bằng lại hơn về mặt lượng tiền rồi. Tiền giãn cách chỉ còn khoảng 500 thôi, nó không phải là quá nhiều ở thời điểm này. Và các bạn khán giả thân mến, các bạn hoàn toàn có thể tham gia ngay sự kiện đại hội AOG để có cơ hội nhận được trang phục miễn phí thông qua các trò chơi dự đoán kết quả trận đấu solo cùng tuyển thủ, xem giải, vừa xem giải và vừa nhận quà. Các bạn hoàn toàn có thể tham gia từ nay cho đến hết ngày 19 tháng 5. Đúng vậy, thời gian là không còn nhiều nữa. Với hai ván đấu trước đó thì dễ đoán, nhưng ván đấu này là cực kỳ khó đoán bởi vì Quang Hải không đỡ nổi pha tấn công dồn đam của bé trọng người tên, và sau đó là cả Bernabe. Bernabe có đam không? Đủ đam không Bernabe ơi? Anh ta còn cho mình đó là quả cầu băng xương. Bernabe đang cố gắng chạy về bé trọng dí theo sai lầm rồi. Bé trọng đã sai lầm ở trong tình huống thi đấu vừa qua nên là lùi về, nhưng bé trọng vẫn cố gắng tốc biến để dùng sát kiếm. Mặc dù vậy thì Bernabe vẫn còn cho mình đó là một cái công thủ toàn diện và anh ta chạy được. Ngày hôm nay phong độ của Bớt cũng rất tốt. Phong độ của Bớt ngày hôm nay cũng rất tốt. Han tiếp tục trượt chiều. Han ở trong trận đấu này đã có một pháp trận thần kỳ rất sai. Và vừa rồi là một tình huống trượt chiều nữa, nhưng Bớt LB lại đang đánh rất tốt ở trong trận thiếu này. Vừa rồi là một tình huống có thể nói rằng là câu nhử quá hay của Bớt LB. Khi mà anh ta còn băng xương thì cái băng xương được tuyển thủ này sử dụng nó là quá mượt mà. Và rõ ràng là bên phía One Star Esports vẫn luôn luôn biết cách để có thể là thực hiện những pha phản công trong những tình huống chủ động tới từ Heavy. Bé Trọng đã có một tình huống nhốt lại Bớt LB với sát vực, chính xác là Quang Hải với sát vực là rất hay, để khiến cho người chơi đi rừng của bên phía One Side Esports phải lên bảng điểm số. Nhưng sau đó vẫn còn những sự non nớt, vẫn còn những sự máu chiến quá tới từ vị trí của bé Trọc, khiến cho Heavy bây giờ cũng chưa thể tạo ra một cái khoảng cách lận tiền là hơn được so với cả One Side Esports. Mặc dù vậy, thế trận đã có phần quay trở lại dành cho các thành viên của bên phía Heavy. Nếu như pha thiếu vừa rồi họ không mất đi hai thành viên thì có lẽ bây giờ họ đã đuổi kịp được đối phương rồi. Nhưng đáng tiếc đó là một pha outplay của Bớt LB, một pha outplay rất hay. Bây giờ thì Heavy tiến lên hang Seiza. Đây vẫn chưa phải là con Seiza bóng tối, và vì vậy nên khả năng cung cấp của nó cũng vẫn chỉ là một tên Seiza tương đối đơn giản thôi. Bên phía của đội tuyển Heavy có thêm một con Seiza nữa để củng cố thêm lượng tiền. Tiền cách nhau không đến 1.000 tiền, vẫn là một con số hoàn toàn là đánh được đến từ cả hai đội tuyển. Trận này rất khó đoán kết quả khi mà thành viên của Heavy họ cũng đang xíu một bể tướng khá là mạnh ở trong quãng thời gian cuối game, nơi mà họ có bộ đôi xạ thủ là Elsu cùng với cả Erin với những lượng sát thương dồn vào được cực kỳ nhiều. Sanji cũng đang đánh hay hơn, anh ta mới chỉ bị nằm lại có duy nhất một lần ở trong ván thi đấu này. Và với việc là Sanji cũng như TDS đang chơi hay thì bên phía Heavy hiện tại họ đã đuổi kịp rồi. Họ đã gần như đuổi kịp các thành viên của bên phía One Side Esports, thậm chí là đội hình của Heavy còn đang có cái thế đẩy lính là cao hơn so với các thành viên của bên phía One Side. Bây giờ thì có lẽ cần phải quan tâm đến mục tiêu lớn khi mà phút thi đấu thứ 8 đã đạt. Marit vừa ném một cú hỏa bạo khá đau vào đầu của Chiết. Còn Chiết thì những tình huống bắn vừa qua chưa chuẩn lắm. Cú bắn này thì chuẩn nhưng nó trúng vào trợ thủ của đối phương. Lúc này thì bên phía Heavy quyết định lựa chọn rồng chứ không phải là Seiza. Trong bối cảnh mà Heavy đang có quyền để giao tranh với đối phương nhưng họ lại lựa chọn rồng, một mục tiêu đem tới nguồn sát thương dồi dào hơn ra dành cho họ. Còn với Massa thì họ lấy cho mình đó là con tà thần Seiza, con hào hảo Seiza này. Thì đây vẫn là một pha đổi bùa có lẽ là chưa thực sự quá hay tới từ thành viên của bên phía Heavy. Nhưng bé Trọng đang muốn bóc đầu này. Anh ta nhìn thấy vị trí của Aki trong tay của Marit rồi, nhưng một mình lao vào là hơi khó.
đại đội Seja được thả ra ở khu vực đường dưới. Các thành viên của Heavy đang muốn khép đường đối phương để có thể lấy được cái trụ thứ hai, và họ sẽ làm được điều đó, nhưng lao vào đó là Quang Hải. Quang Hải giữ chân được Sanji. Sanji vẫn có cú lực của mình, là Quang Hải lao lên long toái vào người của Sanji nhưng không có nhiều sát thương, và như vậy thì Heavy lùi về rất dễ dàng. Bobby làm gì đây, anh ta muốn tìm thấy vị trí của Chiết, thêm một cú hỏa bảo nữa không trúng khi mà Chiết đã có một cú giật bắn. Ansa đang rất muốn ra đây, một cú bắn hay của Chiết khiến cho Bobby thất máu, và như vậy Ansa sẽ phải lùi về. Đó là một tình huống tấn công hay ở đường giữa đến từ bên phía của Heavy. Họ đục một lúc được hai cái trụ ở đường giữa rất thuận lợi. Một tình huống khép góc hay của Heavy. Bây giờ thì thế trận trở nên cân bằng hơn khi mà Heavy đang có thế bản đồ về mặt tầm nhìn. Trong khi đó thì Wansa lợi hơn một chút về mặt lượng tiền. Đây có thể là một ván đấu mà Heavy sẽ có nhiều cơ hội hơn. Đúng là như vậy, Heavy đang có một lượng tiền không thua thiệt quá nhiều so với cả Wansa, chỉ là khoảng 1.000 tiền thôi. Và trong bối cảnh Chiết đang có cây đây đẹp 200, 7.200 tiền tới từ vị trí của Chiết, thì anh ta sẽ là người gánh team chính trong đội người Heavy ở bán quãng tốt thời gian này. Thêm một cú bán này nữa tới từ Chiết, một cú bán nữa chung với người của Hàn. Chiết vẫn đang tận dụng tốt những pha vị trí của mình để cấu rỉa liên tục. Đội hình của Wansa thì không phải là một đội hình có khả năng hồi phục tốt. Chính vì vậy, Heavy vẫn đang thực sự làm tốt ở trong quãng thời gian này. Heavy sẽ ép vào cái trụ đường rồng này, và Heavy đang lấy trụ rất hay với hai AD của mình. Heavy đang lấy được thế trận của bản đồ, và đây là một cơ sở rất quan trọng để cho bể tướng của Heavy có thể phát huy được sức mạnh. Elsu và Erin, một bể tướng có những con bài cấu rỉa tầm xa cực kỳ khó chịu, và với thế trận như vậy thì Heavy cần phải lấy được thế giữa sông để một phần nữa đó là ngăn cản Tachi của Quang Hải có thể đánh được với mục tiêu lớn. Bởi vì nếu như có mục tiêu lớn thì Quang Hải có thể lấy nội tại một cách miễn phí. Hiện tại thì các tuyển thủ bên phía đội tuyển Heavy vẫn đang chiếm được quyền kiểm soát ở gần như mọi vị trí trên bản đồ, đặc biệt là cánh trên, nơi mà Heavy đang bắt đầu di chuyển với 4 người. Họ sẽ có thêm cái trụ thứ hai ở khu vực trên nữa mà không cần lính. Trong khi đó với Wansa thì họ đang nhận ra rằng là mình bị cái thế cửa dưới rồi. Ở thời điểm hiện tại, nơi mà những chất tướng họ chưa thực sự khỏe, Xi vẫn cần thêm thời gian để có đồ. Chính vậy là Wansa đang di chuyển với nhau để tối ưu được cái nội tại vàng vung vãi của con bài Timmy. Lại là một bắn hay của Chiết khiến cho Mani mất đi một nửa cây máu. Sẽ có một đường hay trang đầy, khả năng cao sẽ có một đường dành cho Heavy, nhưng vẫn chưa được bế trọng giữ chân được Quang Hải. Quang Hải bị dính sát vực, và Quang Hải lập tức phải sử dụng cho mình đó là cái chiêu một long sát để có thể là lùi về tấn công. Đó là vị trí của Bobby, một cú đẩy hay của Sanji khiến cho Bobby lại không thể lao lên tốc biến lên. Đó là Hàn giữ chân được Nana. Nana ngay lập tức tốc biến đi, anh ta nếm chiêu khoái tên đấy, lao thẳng vào Bobby lại phải bàn đấm số, và Hàn lại có một lần nữa dùng pháp trận thần kỳ là không quá hay. Hàn đang có những tình huống pháp trận thần kỳ mà phải nói rằng là hơi chấp chiêu đến từ Hàn, khi mà anh ta liên tiếp có những tình huống pháp trận thần kỳ là rất chậm so với đà bị hạ gục của đồng đội. Và bây giờ thì Heavy đang đến khá gần với việc là có thể ép sân toàn diện ở trong ván đấu này. Tiếp tục lựa chọn rồng chứ không phải là xe già, tiếp tục lựa chọn rồng cơ chứ không phải là xe già trong tình huống thiếu này. Heavy đang toan tính điều gì đây, họ muốn đánh giao tranh mạnh luôn ở trong đoạn này chăng? Heavy biết được rằng nếu như có con xe già thì khả năng đánh phản công của bên phía Wansa cũng sẽ khiến cho con xe già của Heavy gặp phải rất nhiều những sự khó khăn. Và quyết định của Heavy đó là lựa chọn con rồng, bổ sung thêm cái sức mạnh cho họ ở trong quãng thời gian giữa game, nơi mà họ vẫn có thể tối ưu được những tình huống bắn viễn chiến kích của Chiết cũng như là những pha lao vào của bé Trọc. Trong tình huống thiếu trước đó thì các thành viên của Asa đã phối hợp chiến thức không quá hay với nhau, và bây giờ điểm mà gục đã là 4-0. Còn về lượng tiền thì bên phía Heavy đã không còn thua thiệt nữa, không còn thua thiệt quá nhiều trước Asa nữa. Ăn được, họ ăn được khi tất cả các thành viên của đội tuyển Wansa đã lộ sai ở đường dưới, thì con xe ra này sẽ thuộc về bên phía của Heavy, sau đó thả xe ra đường dưới. Mọi thứ đang là khá đơn đúng bài đến từ bên phía của Heavy, và ngay lập tức có xe ra để được thả đường dưới đến từ bên phía của Heavy rồi. Một tên thi đấu quan trọng, nơi này thì mặc dù tiền là cần nhưng chúng ta có thể thấy được là thế ép dành cho Heavy là lớn đến như thế nào. Con Tachi của Quang Hải chưa tạo được nhiều dấu ấn ở trong trận đấu này. Mỗi lần mà Quang Hải muốn lao lên thì ngay lập tức là một tình huống sát vực của bé Trọng để giữ chân Quang Hải. Và từ nãy giờ chúng ta không thấy được những pha tích nội tại, những tình huống mà Quang Hải có thể áp sát vào vị trí của Nana cũng như là Chiết. Và qua đó thì bên phía Heavy vẫn đang có một thế trận là quá lấn lướt. Họ đang ép vào những trụ siêu cấp của bên phía đối phương với con tà thần Seja này, với con hào hảo Seja này. Thì bên phía Heavy đang có cơ sở rất lớn để lấy được một vài những cái trụ siêu cấp của bên phía đối phương. Lại là một cú bắn hay tới từ vị trí của Chiết nữa, khiến cho Manuel lập tức phải lùi về. Si cũng bị dính một cú. Hàn đang lao lên để có thể đỡ đạn. Chiết bị dính hỏa bạo, đau quá, lao thẳng ra, đó là Quang Hải. Quang Hải khiến cho Chiết phải mất tốc biến đi. Còn ở phía trên, để lấy được cái pháp trận thần kỳ của Hàn, sống dậy đó là Si. Một đường lính siêu cấp dành cho bên phía đội tuyển Heavy. Họ vẫn còn xe ra ở khu vực đường dưới, và sau pha thi đấu này, khả năng cao có thể sẽ là hai đường. Vẫn còn có thể lấy đường được từ Heavy, nhưng Heavy hơi ít người ở đây và có lẽ là lấy trụ không cần lính ở đường trên sẽ là phương án an toàn hơn. Trong khi đó thì Sanji vẫn đang ở đây câu kéo thêm, chờ thêm đồng đội lấy thêm cái trụ đường trên nữa, và là hai đường rưỡi dành cho Heavy. Một trận đấu đang rất thuận dành cho Heavy rồi, với hai AD
Chúng ta có thể thấy được rằng là ngay từ những cái bước đầu tiên khi mà nhìn thấy cấm chọn, chúng ta cũng đã phải phân tích rằng là trận này lúc này Heavy có cửa hơn. Và Heavy thực sự cũng đang làm tốt ở trong đoạn giữa trận rồi. Mặc dù là để thua ở trong hai ván đấu trước đó, nhưng tâm lý của Heavy không bị ảnh hưởng. Ván đấu thứ ba này họ đang có cho mình đó là một biểu tướng mạnh, đặc biệt là mạnh ở trong quãng thời gian cuối game với khả năng cấu diệt tốt của con bài Edin cùng với cả Elsu. Thì bên phía Heavy đang tận dụng bộ đôi này để có thể khiến cho những pha ép trụ của họ một cách thực hiện được một cách mượt mà và dễ dàng hơn. Trong khi đó với Vansa cần phải có một tình huống đột biến của Bird Elby hoặc là Han, cần phải có một pha làm choáng ngay của Han để giúp cho cái góc bắn thuận lợi hơn dành cho Si cũng như là Marit. Tuy nhiên hai người chơi này của bên phía Vansa cũng cần phải có được những cú né chiều tốt, bởi vì là chuyện đã bắn quá hay với viên chiến ở trong thời gian vừa qua, nhưng Sanji lao vào, anh ta bị dính rất nhiều làm choáng. Sanji vẫn lui về được. Quang Hải nằm xuống mất rồi, và đây có thể sẽ chiến thắng dành cho bên phía Heavy khi rất đó cũng được cả Quang Hải. Sau đó Burnaby lao vào, Burnaby đang cố gắng chống đỡ, ở phía sau là Han cùng với Marit, bé trong mất nhiều máu quá, hỏa bạo thả ra chúng bắt đầu của chiến. Vẫn còn những con lính ở khu vực đường dưới, và như vậy sẽ là ba đường, sẽ là ba đường dành cho Heavy. Đã là ba đường rồi, và có vẻ như họ không muốn dừng lại ở ba đường khi bây giờ là 4-3, hơi thấp máu, 4-3, nhưng có lẽ sẽ không thể tiếp tục tấn công được nữa. Han tiếp tục tốc biến ra và ra chiêu trượt. Han đang gặp rất nhiều vấn đề với con TV ở trong trận đấu này. Và bây giờ thì bé chọc lao lên, khép góc Bird Elby, Han lao vào. Han không còn phân cho thần kỳ, Han bị a gục. Bird Elby thấp vào Bird Elby, bị a gục. Dọn được lính công, vẫn chưa dọn được lính. Và kết quả cuối cùng đó là chiến thắng dành cho Heavy. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 1-2 dành cho Heavy. Một ván đấu quả cảm của Heavy khi mà họ có cho mình những con bài mạnh, và chúng ta đều đã nhận định được rằng đội hình này của Heavy có rất nhiều cửa để giành được chiến thắng, và họ đã làm được điều đó với Erin, với Elsu. Thì ở trong tình huống giao tranh cuối cùng, nơi mà Sanji đã bị bắt, nhưng anh ta cũng đã câu kéo được rất nhiều thời gian để giúp cho các thành viên của Heavy có được một cái lượng thời gian xả đam cực kỳ tốt dành cho Nana cũng như là Chiết. Và với việc là Si không được chơi game, rồi Madrid không được chơi game, thì Heavy đã rút ngắn tỷ số là 1-2 trong ngày thi đấu hôm nay. Một trận đấu mà phải nói rằng là phong độ của Han là cực kỳ tệ sau một ván đấu cười dích thăng hòa. Thì ván này tôi nghĩ lỗi phần rất lớn thuộc về Han khi mất đi thế trận đến từ bên phía của đội tuyển Wansa. Thêm vào đó nữa thì sự xuất hiện của Tachi không làm gì được nhiều. Có lẽ nói sâu hơn về đội hình của Wansa thì sự xuất hiện của Tachi làm chúng ta cảm thấy rằng là nó hơi khó đánh. Tachi không phải là một con bài dễ đánh, và Quang Hải thêm một lần nữa thất bại với Tachi rồi. Trong khi đó thì với bên phía của Heavy, một điểm hiệu số quan trọng đã được có sau ván đấu vừa qua. Các fan hâm mộ của Heavy rất hy vọng vào việc là đội tuyển của mình có thể có được những điểm hiệu số trước Wansa. Và đúng là ở trong ngày thi đấu hôm nay không dễ dàng để có một chiến thắng của Wansa trước Heavy với tỷ số 3-0 đâu. Heavy đã đánh rất tốt ở ván thi đấu thứ ba, nơi mà họ đã có được một bể tướng mạnh, một bể tướng mà có thể chơi ngay ở trong quãng thời gian đầu game. Phải nói rằng là Chiết gánh team tốt ở trong ván đấu này với con bài Elsu, nhưng cú bắn viễn chiến kích của anh ta đóng góp rất nhiều vào cái khả năng tấn công của bên phía đội tuyển Heavy. Và đúng là Han, ngoài thi đấu mà anh ta có thể tỏa sáng ở trong ván đấu thứ hai, nhưng ngay lập tức là một ván đấu với phong độ khá tệ hại với con bài Timmy. Nếu như mà Timmy của anh ta có thể làm tốt hơn ở trong những thời điểm đầu game thì chưa chắc là Wansa đã bị thua một cách dễ dàng như vậy. Nhưng rồi cuối cùng với những pha xử lý không thành công của Han thì bên phía Wansa đã để thua lần đầu tiên trong ngày hôm nay. Đó là một trận thua mà tôi nghĩ rằng là nó cũng hợp lý thôi, khi mà bên phía của đội tuyển Heavy đã tấn công khá là mạch lạc ở trong ván thi đấu này. Chiết mặc dù cái tỷ lệ bắn của anh ta không phải là chuẩn xác hoàn toàn và không phải là quá cao, nhưng cái quan trọng đó là ở trong những cái viên để ép trụ, Chiết đã làm rất tốt. Trong những tình huống ép trụ thì Chiết cũng đã gây ra một cái sức ép rất là lớn, đặc biệt là vào chủ lực của đối phương, đó là Marit, và đó là vị trí của Si, và MVP cũng tiếp tục dành cho anh ta. Như vậy là anh ta đã săn bằng được số lượng MVP đến từ vị trí của đó là C rồi. Điểm MVP thứ 7 dành cho Chiết. Khả năng gánh team là rất tốt đến từ Chiết. Đầu mùa chúng ta nhận định rằng cái layup này của Heavy khó mà có hy vọng. Nhưng chỉ cần một mình Chiết ở lại thôi, công thần của Heavy là Chiết vẫn có thể gánh team, giúp cho Heavy vượt qua được những giai đoạn khó khăn. Và trong ba đấu này thì Chiết cũng đã chơi rất tốt. Còn bài Elsu KDA là 303, 98.000 sát thương được tạo ra. Một ván đấu chơi rất tốt tới từ người chơi xạ thủ của bên phía đội tuyển Heavy. Và với việc Heavy đã rút ngắn tỷ số còn là 1-2 thì hy vọng của họ về việc kiếm thêm những hiệu số trong ngày hôm nay là vẫn còn. Một hy vọng lớn hơn được thắp lên đến từ bên phía Heavy. Sau khi có ván thắng vừa qua thì có lẽ họ cũng sẽ tự tin hơn, và họ cũng sẽ cảm thấy rằng là có lẽ Wansa cũng không phải là một đội tuyển không thể hạ gục được. Trong trận đấu này thì Sanji đánh con bài Ibanez này cũng không phải là quá hay, nhưng tình huống anh ta thoát được ở trong pha thi đấu cuối cùng cũng là một tình huống then chốt. Tôi nghĩ rằng là cái việc mà anh ta chống chịu được rất là lâu ở trong giao tranh đó, mặc dù cuối cùng cũng bị hạ gục đi chăng nữa, thì vẫn là một pha chống chịu đủ hay để những người đồng đội của mình có thể lao lên, càn lên để đánh được.
lượng tiền bắt đầu được vượt lên đến từ bên phía của đội tuyển Heavy sau khi họ phá vỡ nhà chính thôi. Chứ lượng tiền thực ra nó cũng không chênh nhau nhiều, và đặc biệt là nó cũng chênh một chút dành cho One Star thì đúng hơn. Nhưng không phải là quan trọng nữa rồi. Tỷ số cũng đã được rút ngắn xuống rồi. Heavy có thêm một cơ hội nữa. Bây giờ là ván 4 của trận thi đấu này. Xin mời. Một hai đang là tỷ số trong cuộc đối đầu giữa tuyển Heavy và One Star Esports. Rõ ràng là Heavy đã có một ván đấu thứ 3 rất hay khi mà họ lựa chọn được một bể tướng là thuận lợi ở khi ở phần sân màu xanh. Trong khi đó với đội tuyển One Star Esports thì họ đã có phần lơ là. Màn thể hiện không tốt của Tachi trong tay của Quang Hải cũng như là Timmy trong tay của Hàn đã khiến cho One Star Esports để thua ở ván đấu thứ 3 vừa qua, và vẫn sẽ có những cơ hội cho Heavy trong ngày thi đấu hôm nay để có thêm được một vài những điểm hiệu số nữa. Và nếu như ván đấu thứ 4 này mà họ có thể chiến thắng được thì thậm chí họ có thể nghĩ tới một điểm trọn vẹn dành cho Heavy. Heavy rõ ràng là đang có một tinh thần lên cao hơn, và bây giờ thì cách biệt giữa hai đội tuyển chỉ là một ván thắng thôi. Kéo được vào ván 5 thì rõ ràng là Heavy sẽ có được sự tự tin rất là lớn, và hơn thế nữa thì trong truyền thống của họ, họ cũng thường xuyên gây ra những sự khó khăn dành cho những đội tuyển mạnh, đặc biệt là One Star. Chúng ta cùng chờ xem là One Star có để cho bên phía Heavy có thêm một cơ hội nào nữa hay không. Bây giờ là nhiệm vụ của NoFear cũng như là huấn luyện viên Dev. Trong những ván thi đấu trước đó thì One Star cũng đã có những sự thử nghiệm với Phoenix, với Tachi đi rừng dành cho Quang Hải. Ván đấu thứ 2 thì thành công, nhưng ván đấu thứ 3 là thất bại. Và ván đấu thứ 4 này, có lẽ nếu như để tránh đêm dài lắm mộng thì bên phía đội tuyển One Star cần phải quay trở lại với một cái bài đánh thông dụng hơn, một bài đánh hạn chế những sự thử nghiệm hơn và có độ hiệu quả cao hơn ở trong ván đấu thứ 4. Và huấn luyện viên NoFear sẽ lựa chọn cho những người đàn em của mình. Đó là bên nào đây? Đó sẽ là bên đỏ. One Star sẽ sử dụng cho mình đó là bên đỏ ở trong ván thi đấu thứ 4. Và như vậy thì cơ hội lại mở ra để lấy những vị tướng mạnh dành cho Heavy với những Rui, Aya hay là Van Hên. Tuy nhiên thì One Star sẽ cấm đi ít nhất là hai vị tướng ở trong số đó. Tin rằng sẽ không phải là thả cả ba vị tướng đó đâu, và sẽ phải cấm đi ít nhất là hai. Trong khi đó thì Heavy, lúc này thì Heavy ở bên phía đội xanh thì họ sẽ cấm chọn như thế nào đây? Muốn lấy vị tướng nào đầu tiên sẽ liên quan rất nhiều đến bể tướng mà Heavy sẽ cấm đi. Heavy đã chơi kênh rồi, và có thể là bên phía đội tuyển Heavy cũng cần phải cấm đi cho mình đó là con bài này, và khả năng cao sẽ là cả Suat nữa. Trong khi đó với One Star thì những lực cấm chọn của họ khả năng vẫn sẽ là xoay quanh những vị tướng như là Aya, như là Rui thôi. Việc thả ra cho Heavy một trong hai vị tướng mạnh như vậy thì sẽ khiến cho One Star gặp phải đôi chút những sự khó khăn trong việc là tìm ra bài đánh khắc chế. Còn với Heavy, lực cấm thứ hai của họ trong V1 sẽ là con bài nào đây? Họ cấm đi Suat, và sau đó cấm đi Kane hay là cấm đi Elsu trong tay của C sẽ là những cái sự quyết định tới từ bên phía đội tuyển Heavy. Họ vẫn đang phân vân. Tầm này thì có lẽ là Heavy hiện tại ở trong first pick của mình có thể quan tâm nhất là Van Hên. Còn đâu những con bài khác thì họ có thể là lựa chọn sau cũng được. Và quyết định của Heavy vẫn sẽ là Kane. Như vậy là Stewart và Kane là những con bài mà Heavy cấm đi ở trong trận thiếu này. Còn One Star thả Rui không? Tôi nghĩ có thể. Maybe là One Star có thể thả, đúng rồi. Bởi vì thả Rui nó mới đúng là cái chất đánh của One Star. Thật ra họ đã có thể làm điều này từ game 3 rồi cơ. Bởi vì game 3 họ đã có thể thả Rui và gần như là bắt bên phía của Heavy phải chọn Rui. Vì Heavy có lẽ không dám thả Rui cho One Star đâu. Để xem là trong ván đấu này thì Heavy có muốn sử dụng cho mình đó là con bài Rui đường giữa dành cho Nana hay không. Nana không đánh hay. Thật thật là Nana chơi con bài Rui này không đánh hay. Bởi vì là ở trong những trận đấu trước đó nơi mà Heavy được quyền sử dụng cho mình đó là Rui thì thường là Sanji sẽ lấy cho mình đó là vị tướng này. Tuy nhiên nếu như để cho Rui hỗ trợ thì đồng nghĩa với việc là Heavy cũng sẽ gặp phải nhiều sự khó khăn trong việc triển khai chiến thuật với vị tướng này. Và Heavy vẫn phải lấy thôi. Họ vẫn phải lấy. Nếu như thả ra con bài Rui cho Ansa sẽ là một cái sự mạo hiểm quá khó để ngăn cản được ở trong ván thi đấu thứ tư. Trong khi đó với Ansa, bây giờ họ không còn Quincy nữa rồi. Họ cần phải đưa ra những cái sự lựa chọn khác để có thể là đối đầu với cả Rui của đối phương. Và quyết định đầu tiên tới từ Ansa đó sẽ là Terry. Tôi nghĩ là One Star nếu như thực sự quyết tâm thì họ đã phải thả, chính xác là phải thả Rui ở trong ván 3 rồi cơ. Lúc đó thì One Star hoàn toàn có thể khắc chế lại Rui với cách đánh sở trường của họ. Bây giờ thì sẽ là không phải Krizik nhưng sẽ có Krizy. Và sau đó là Terry đến từ One Star. Heavy sẽ đánh bài Violet Timmy ở bên phía đường rồng. Cùng với sự xuất hiện của Rui ở đường giữa,
họ sẽ có một bộ bể tướng là tương đối mạnh đến từ Heavy. Như vậy chắc chắn là Nana sẽ sử dụng cho mình đó là con bài Rui ở ván thi đấu này. Một sự chọn khó khăn dành cho Nana, nhưng trong bối cảnh Heavy bắt buộc phải lấy Rui thì Nana cũng cần phải cố gắng hết mình thôi. Trong khi đó với Onsa thì sự chọn tiếp theo của họ sẽ là Frontino ở khu vực tường tà thần Seja dành cho Bird Elby. Dễ hiểu, một sự lựa chọn mà Elby rất cần để có thể lao vào giao tranh một cách dễ dàng, nơi mà các thành viên của Elby thường xuyên khẽ tụ tập lại ở trong những cái vùng của thần môn và thần vực. Tới với cả phi cầm thứ hai, Onsa hạn chế đi những vị tướng có thể khiến cho Bird Elby gặp phải khó khăn. Đầu tiên là Ryoma, Victor, sau đó có thể là Murat hoặc là Victor. Còn với Elby thì họ sẽ cần đi trợ thủ đối phương, và lực cấm đầu tiên của họ trong phe hai sẽ là Ibanez, Richter hay Murat đây. Những vị tướng này đều rất ổn đến từ bên phía Heavy nếu như được động vào. Và đó là Richter, một sự lựa chọn cơ bản hơn. Heavy thì đã cấm đi Ibanez, và bây giờ thì Heavy cần phải cấm tiếp vào một trợ thủ nữa chăng, để cho Sanxi được chơi hơn ở trong game thi đấu này. Đúng là như vậy, sẽ vẫn là Thên. Như vậy thì Murat, tôi nghĩ rằng đây cũng sẽ là một vị tướng rất ổn để cho Heavy có thể nhắm đến nếu như họ thực sự tự tin về vị tướng này. Khả năng cao là Heavy sẽ phải để Murat thôi. Murat đi đường với cả Frankido thì không thua. Và quan trọng là Murat cũng có thể tận dụng tốt được cái thần môn của con bài Rui và quay trở lại với cái tàn ảnh đao của mình. Đó sẽ là một sự chọn ổn dành cho bên phía đội tuyển Heavy. Trong cái đó lực cấm cuối cùng của Heavy đó sẽ là nhắm vào Thên, vẫn là một con bài hỗ trợ của Hàn. Quyết định của Onsa lấy luôn Bandung. Bandung là một vị tướng có thể khắc chế tốt vào Timmy của bên phía đối phương, hạn chế đi những pha sử dụng cho mình đó là pháp trận thần kỳ tới từ Sanji. Còn bây giờ thì sẽ là hai sự chọn cuối cùng của Heavy. Họ đang thiếu một vị trí, một con bài đi rừng và một con bài ở khu vực đường tà thần Seja. Onsa thì chưa lộ ra vị tướng đi rừng của mình. Và liệu rằng Heavy có muốn lấy một con bài an toàn dành cho đó là TDS hay không? Quân đồng của mình, một sự chọn khá ổn để có thể là phối hợp cùng với cả Rui và sau đó là Rum, là Murat. Tôi nghĩ rằng đó là hai con bài ổn nhất dành cho Heavy ở thời điểm hiện tại rồi. Bây giờ thì Heavy lấy Murat cũng không phải là dễ lắm. Đối phương có Badum và đối phương có Krissi. Murat cũng cần phải đánh thật sự cẩn trọng trong những pha băng vào của mình. Và quyết định của Heavy là thôi, bỏ qua con Murat luôn, mà thay vào đó là Airi. Có những vị tướng có thể đối đầu được với lại cả Florentino theo kiểu thủ. Và trong số đó có Airi. Quick Nuck đi rừng dành cho TNS ở trong game thi đấu này. Đội hình của Heavy có một điểm yếu, đó là hơi mỏng. Đúng là như vậy, đội hình của họ chỉ có một mình Timmy là có khả năng chống đỡ thôi. Và nếu những vị tướng này mà vào giao tranh một nhịp không thành công, nơi mà Quick Nuck đã mất đi chiều cuối, hay là Airi mất đi cái long kiếm của mình, thì đó sẽ là những cái pha tấn công rất khó khăn tới từ Heavy. Và họ cần phải có một cái sự chính xác cao ở trong ván thi đấu này khi sử dụng một bể tướng mỏng như vậy. Trong khi đó với Onsa Esports, họ sẽ có một sự chọn cuối cùng dành cho Quang Hải. Quang Hải đã thất bại trong việc sử dụng Tachi ở trong ván thi đấu vừa qua. Và bây giờ để được có thể đối đầu với cả Quick Nuck thì Quang Hải sẽ đưa ra một cái sự chọn nào đây? Yan. Yan dành cho Quang Hải quá hợp lý trong ván đấu này rồi. Có một sự mạo hiểm nào nữa đến từ Quang Hải hay không đây? Triệu Vân nào? Quang Hải có làm một tí mạo hiểm không nhở? Daxi nào? Daxi nào? Và Ziu nào? Ziu, một vị tướng đối đầu rất tốt với Quick Nuck, nhưng là một vị tướng đang bị thất sủng trong đoạn gần đây. Nakroth sẽ là một vị tướng được sử dụng nhiều hơn, nhưng nó lại là một cặp thua so với Quick Nuck một chút. Và Nakroth rồi. Nakroth sẽ là sự chọn cuối cùng tới từ bên phía Onsa ở trong ván thi đấu này. Quang Hải vẫn rất tự tin khi mà xung quanh anh ta là những con bài có khả năng sốc sát thương. Và những con bài có thể đánh sớm trong khoảng thời gian đầu game như là QC hay là Bandung trong tay của Hàn. Một ván đấu mà bể tướng của Onsa cũng không có bất cứ một sự thử nghiệm nào cả. Một bể tướng mạnh đều là những vị tướng top tier ở meta này, ngoại trừ con bài Bandung thì có lẽ là tier hơi thấp một tí thôi. Nhưng Bandung thì lại một vị tướng có thể khắc chế được vào Timmy. Nên đây là những cái sự chọn khá ổn từ bên phía Onsa. Trong khi đó với Heavy, bể tướng họ đánh đầu game hơi yếu. Để mà nói là quá yếu luôn, khi mà có cho mình đó là cả Rui, cả Varet và thêm cả Airi. Điều đấy những vị tướng cần đồ. Hai cánh của bên phía đội tuyển Heavy yếu như thế này thì họ sẽ cần phải đánh phòng ngự một cách cực kỳ chắc chắn. May là Heavy vẫn có một con Timmy rất là khỏe, thế nên tôi nghĩ rằng là cũng không đến nỗi gọi là quá khó để đánh ở trong đoạn đầu trận đến từ Heavy đâu. Violet có thể là một cánh thắng, và với Timmy hỗ trợ thì bên phía của Heavy vẫn có thể được di chuyển trước. Trong cái khả năng dọn lính đầu trận ấy thì Badum sẽ làm tệ hơn rất là nhiều so với lại cả Rui và Timmy. Thế nên được di chuyển trước đến từ bộ đôi này thì vẫn có thể chơi tốt được ở ngay trong đoạn đầu trận. Đây là cái bắt tay thứ tư giữa Dev và No Fear. Không, lần này họ ôm nhau. Chính xác là ở trong ba lần trước cũng ôm nhau. Chung là cái tình cảm của No Fear và Dev thì cũng khá là thắm thiết sau nhiều lần đối đầu với nhau ở trong quãng thời gian vừa qua. Và liệu rằng là cái ôm thắm thiết vừa rồi có thể hiện một điều gì đó hay không? Giả sử cũng chờ xem ở ván đấu thứ tư này, Heavy liệu rằng họ có thể quay trở lại và cân quân bình tỷ số 2 đều, hay sẽ là một ván đấu mà bên phía Onsa họ tiếp tục
giành được một điểm trọn vẹn ở trong ngày thi đấu hôm nay. Chúng ta đã bắt đầu thấy được cái sự nghiêm túc của OneStar ở trong vòng đấu thứ tư, nơi mà bảy tướng của họ đều là những con bài mạnh có khả năng kết hợp với nhau. Đúng là đội hình của OneStar cánh giữa của họ chưa chắc đã dọn lính nhanh hơn và cả cánh giữa nữa, nhưng có một cái hay là khi có Bandung, khi có QC thì khả năng giao tranh cấp độ 2 và khả năng cướp rừng về phía OneStar cũng sẽ được cải thiện rất nhiều. Thực là nếu như lao vào đấm thẳng mặt thì đội hình của OneStar cũng rất là ổn, với những QC và Bandung có khả năng xông sát thương mục tiêu là rất tốt. Đây là những bước đi đầu tiên. Sanji bị hất ngược trở lại. Sanji tốc biến lùi đi được. Nana cũng vậy. Và hú hồn Sanji không trúng cú bấm ảo vừa rồi. Chết cũng bắn cho Marit mất rất nhiều máu rồi. Rất may để trong những thi đấu vừa qua, những con bài đánh không phải là quá mạnh đầu game như là Nakroth, như là Terry trong tay của C thì đã không dồn đủ đam để có thể là hỗ trợ cho Han lấy được cái điểm chiến công đầu TH của bên phía đội tuyển Heavy. Và với pha tấn công vừa qua thì bên phía OneStar cũng mất rất nhiều thứ. Họ mất đi cái tốc biến của Han, khá là cái tốc biến của Nana và Sanji. Trong khi đó ở khu vực đường tà thần xê ra thì Bé Chọc đang có những tình huống xử lý kỹ năng tốt trước Frentino trong tay của BRB. Bé Chọc đã làm tốt ở trong nhịp xử lý đầu tiên, và quan trọng hơn là pha tập trung ở đường giữa đến từ bên phía OneStar. Họ chỉ lợi hơn được cái là họ lấy được hai tốc biến của đối phương thôi. Một con chim không được cướp đến từ bên phía chiết. Người có được con chim vừa rồi vẫn là C. Giai đoạn đầu trận đấu bên phía của Heavy với Violet, Timmy cầm luyện kim và đi chung vẫn đang có được cho mình một lượng tiền là tương đối ổn. Trận đấu này thì cánh giữa của Heavy sau tình huống thi đấu vừa qua họ sẽ khá an toàn, nơi mà Han khó lòng tạo ra một sự đột biến với cú vật tổ bộ tất tốc biến của mình. Trong khi đó với Quang Hải, anh ta cũng đã dọn dẹp xong những bãi quái rừng ở phía dưới và phía trên bản đồ. Lại là một phong cách đi rừng khá là cơ bản tới từ Quang Hải. Thậm chí là Quang Hải còn nhường lại con khỉ đầu lá dành cho Marit thì phải. Và bây giờ thì Marit sẽ có được cấp độ 4 ngay sau tên lính này. Đó là một sự nhường nhịn tôi nghĩ rằng là hợp lý, khi mà Marit với cái mưa sao băng của mình sẽ hỗ trợ rất nhiều cho những pha zone dam tới từ OneStar. Tiền bây giờ không có sự chênh lệch nhiều. Tôi nghĩ rằng là sau khi hai đội tuyển farm xong thì tiền nó cũng chỉ ở cân nhau thôi. Này. Cú tốc biến đến từ bây giờ Marit, và đó là cú tốc biến chết chóc của Marit rồi. Marit lại có một pha xử lý hay với con bài QC, một cú tốc biến bướm ảo và bạo lạc qua hai, tiếp tục là giao tranh ở khu vực đường giữa, nơi mà Han đi giữ chân lại, nhưng Sanji chưa có cấp độ 4. Sanji chưa có cấp độ 4 và anh ta lập tức bị nằm xuống. Hai điểm gục liên tục dành cho OneStar, nhưng ở cánh trên của bản đồ thì Bé Chọc cũng đã solo kill thành công BDB. Bé Chọc đang thắng trước BDB với con bài ID này. Có vẻ như ID đang hơi hợp với Bé Chọc chẳng, khi mà anh ta đang thực sự là đè lên với BDB ở trong trận thiếu này. Tuy nhiên thì lỗ thế mà bên phía Heavy mắc phải ở đường dưới thì nó lại còn căng hơn khá nhiều. Đùa không vui và có vẻ như OneStar cũng đã rất là căng rồi. Tuy nhiên Heavy vẫn đang giữ được cái sự tập trung của mình trong những tình huống phòng ngự ở quãng thời gian đầu game. Mặc dù là Sanji đã mắc phải một chút sai lầm hay là Nana đã mắc phải một chút sai lầm, những lượng tiền đang là cân bằng. Và như vậy thì Heavy cũng đang trải qua một quãng thời gian mà họ không bị thua thiệt quá nhiều, không bị ép sân tới từ bên phía đội tuyển OneStar Esports. Trong khi đó ở cánh trên lại là solo kill giữa hai người chơi. Tuy nhiên lần này Bé Trọng đã thua. Sau chiến công đầu TH thì rõ ràng là lúc này các thành viên đến từ bên phía của đội tuyển OneStar họ còn có được cho mình nhiều thứ hơn ở trong giai đoạn giữa trận đấu này. Với Timmy và Violet cầm luyện kim thì bên phía của đội tuyển Heavy không còn có được cho mình một lượng tiền tốt nữa. Khi mà tiền là cân như thế này thì rõ ràng là chất tướng của OneStar cũng sẽ dễ dàng để giao tranh hơn, khi đối phương có những cái công cụ để bút thêm tiền. Lúc này thì OneStar đang di chuyển, BDB di chuyển xuống khá sâu ở đường giữa để ăn thêm tên lính cùng đồng đội của mình. C tấn công cao, và khi C tấn công cao thì có lẽ chết cũng cảm nhận được là sau lưng C sẽ có rất nhiều người. Và cú tốc biến đến từ vị trí của đó là Han. Có chiêu cuối để bật lên được cho Sanji nhưng không cứu nổi, khi mà đối phương vẫn là 4 người, chết quá khổ. Nhưng đây là TNS vô hay. Ôi, cầu hút mất rồi, nhưng cuối cùng thì TNS vẫn lấy được điểm bằng cục của đó là sinh, nhưng sau đó anh ta bấm cho mình vào cái thân vực. Quang Hải cũng sẽ phải ở lại đây, và như vậy sẽ là 1-2 có lợi hơn dành cho các thành viên của bên phía tuyển Heavy. Tiếp tục lao vào, đó là vị trí của Bé Chọc. Bé Chọc muốn bắt Han nhưng không kịp, tốc biến lên làm choáng tới từ Sanji, và điểm bằng cục được nhường lại dành cho Nana. Một pha phản công mẫu mực tới từ thành viên của bên phía Heavy, khi mà đội tuyển OneStar đã đầu tư rất nhiều thứ để có thể bắt vào vị trí chiến. Bé Chọc đang đánh rất hay ở trong đoạn đầu game của game thi đấu thứ tư này. Tuy nhiên trước đó phải nói rằng là một chút đáng tiếc dành cho TNS, khi mà cú vô của anh ta kết hợp chiều nó lại chưa thực sự là mượt mà. Nếu như anh ta làm hay ở trong tình huống thiếu đó thì có thể rằng anh ta cũng là người còn sống này, và đối phương sẽ mất đi rất nhiều lần, rất nhiều người. Han pha đấu vừa rồi cũng xử lý tốt. Tuy nhiên thì TNS phải nói rằng là cũng đã để lại một di sản cho đồng đội của mình, và Chọc đang xanh. Ở trong pha thi đấu vừa qua thì TNS lại vồ vào vị trí của Han. Sanji còn hay đúng này. Là nếu như mà các thành viên ở bên phía Heavy có thể xử lý kỹ năng tốt hơn một chút thì có lẽ họ không mất nhiều thời gian đến như vậy. Nhưng cuối cùng thì vẫn là một đôi hiệu quả
trong pha phản công vừa rồi của bên phía đội tuyển Heavy, nơi mà họ có được thêm những điểm hạ gục nữa của bên phía đối phương. Lượng tiền, lượng điểm hạ gục đã cân bằng tới từ các thành viên của bên phía Heavy, và ở trong quãng thời gian giữa game này thì Heavy vẫn đang làm khá tốt với cái bể tướng của mình. Một bể tướng thiên về quãng thời gian cuối game nhiều hơn Nana. Nana về không đầy, lập tức bật cho mình đón cái thân vực lên, và sau đó thì anh ta đã chạy về được kêu gọi Tedes cũng như là những người đồng đội khác có thể là hỗ trợ phòng ngự. Và phải nói rằng trong tình huống thi đấu vừa qua thì Nana đã có một cái chiêu một rất hay để có thể là đẩy lùi được hai thành viên bên phía đối phương. Và ngay sau chiêu một lại là một chiêu cuối nữa khiến cho Quang Hải ngay lập tức phải bỏ chạy ngay nếu như không muốn là không còn kịp. Tình huống thi đấu mà băng vào lên TSS rất nhiều đam được tạo ra. Sanji bị trói lại bởi địa giảm nhưng không có vấn đề gì. Heavy đang đánh khá mạnh mẽ ở trong ván tiêu thứ 3, và bây giờ đến ván tiêu thứ 4 thì họ vẫn đang duy trì được một áp lực tương đối ổn. Có vẻ như là bắt đầu tới quãng thời gian giữa game, khả năng chống chịu của bên phía Sanji có phần được nhỉnh hơn, và anh ta đang chống chịu là khá tốt. Tiếp tục là một cái pháp trận thần kỳ nữa được sử dụng tới từ Sanji, anh ta còn cái giải và Sanji vẫn lùi về được ở trong tình huống thi đấu này. Trong khi đó các thành viên của Hansa họ lại một lần nữa đầu tư rất nhiều thứ, đó là cái chiêu cuối của Hàn. Hàn vẫn còn tốc đế trên người và Hàn đang muốn giao tranh thì phải, nhưng Tedes đã lập tức trừng trị con rồng để đem về một mục tiêu lớn nữa dành cho Heavy. Và Heavy với cánh dưới cũng đang khá ổn, cùng với đó thì Chọc lại đang rất tốt ở cánh trên. Heavy sẽ bỏ ra cả chiêu cuối để nét đường ở trong tuần thi đấu này. Lúc này thì quyền chủ động không còn thuộc về bên phía của đội tuyển One Star nữa rồi, khi mà Heavy cũng đang làm rất tốt. TNS về nhà hồi phục lượng máu và sau đó quay trở lại. Bé Chọc thì đang thắng cánh mạnh ở đường trên. Chúng ta đầu trận đã có những nhận định là bé Chọc sẽ có phần thua thiệt hơn về khả năng đi đường so với Butterby. Nhưng rồi cuối cùng khả năng xử lý kỹ năng của tuyển thủ này là khá ổn, giúp cho bé Chọc bây giờ không thua trước Valentino của Butterby. Cánh dưới thì đang là thắng thế hoàn toàn dành cho Chiết cũng như là Sanji. Qua đó với hai cánh mạnh, hoạt động cái tâm hoạt động của Tedes và Nana sẽ được cải thiện rất nhiều ở trong quãng thời gian giữa game. Quang Hải đang muốn lao vào khu vực rừng bùa đỏ để cướp đi một chút nguồn tài nguyên, anh đã làm được điều đó. Nhưng với việc là Heavy cũng đang giữ được một lượng tiền không thua thiệt quá nhiều, thậm chí họ còn đang hơn tiền so với cả Hoan Sa, thì đây vẫn là một ván đấu mà có thể kiểm soát được thế trận là khá hay. 20.500 tiền và 20.200 tiền, tiền là cân thôi. Tuy nhiên ID đến từ bé Chọc cũng đang làm rất tốt. Lượng tiền cân này cho thấy rằng là bên phía của đội tuyển Hoan Sa vẫn chưa phải quá lo lắng đâu. Đây là Chiết, Chiết lại bị quay rồi, lại 4 quay 1 rồi, quá khó cho Chiết. Timmy thì bị địa giảm, còn Chiết thì cô độc. Và trong tình huống thiếu vừa rồi thì chỉ cứu được Timmy thôi. Tiếp tục là bọc xuống, có thành công hay không? TSS tìm thấy được xạ thủ của đối phương nhưng bị ao vây. TSS cũng có băng sơn để ao vây, sau đó Sanji bật cái chiêu cuối khá hay trong tình huống thiếu này, cứu được cả hai mạng. Một tình huống chiêu cuối hay của Sanji. Lần này thì bên phía Heavy đã chính xác, đặc biệt là vị trí của TSS, nơi mà anh ta lao thẳng vào người của C. Mặc dù là C có tốc biến nhưng với việc là Sanji cũng đã bọc đầu thì C đã không thể chạy về được. Trong tình huống thi đấu vừa qua, Quang Hải muốn cứu đồng đội nhưng không được, bởi vì cú phép chân thần kỳ của Sanji là quá hay, giúp cho bây giờ bên phía Heavy bắt đầu vươn lên. Họ bắt đầu vươn lên về mặt lượng tiền, về mặt điểm hạ gục so với cả bên phía đối phương. Một lần nữa chúng ta được xem lại pha thi đấu này, nơi mà Chiết lại một lần nữa bị quẩy bởi 4 thành viên. Nhưng sau tình huống này tôi nghĩ rằng là One Sun nên lùi về. Họ hơi tham cái trụ, và khi mà cái thành viên còn lại của Heavy đã tới kịp rồi thì không còn góc để chạy tới từ Hoàng Sa nữa. Chúng ta có thể thấy được rằng là các thành viên đến từ bên phía Heavy họ đang rất nỗ lực ở trong trận đấu này. Cùng với đó thì cũng phải nói rằng là ở trong trận thiếu này thì cũng có những thành viên đã đánh tốt lên. Sanji với con bài Timmy này đang có những pha xử lý là khá tốt và mang lại được nhiều sự hiệu quả. Tiền đã được vượt lên, mặc dù nó không phải là quá nhiều với việc có cả hai luyện kim và một con Timmy, nhưng phải nói rằng là Heavy nếu như duy trì được thế đánh như thế này thì họ cũng sẽ có nhiều cơ hội ở trong trận đấu này. Về bể tướng late game họ cũng có rất nhiều những con bài late khỏe. Ít ra là Heavy đang không bị thua đường và họ đang không bị thua thiệt quá nhiều về mặt tài nguyên so với cả bên phía Hansa. Đó sẽ là một cái cơ sở để cho đội tuyển Heavy có thể đánh được trong quãng thời gian cuối. Nhưng Sanji mất nhiều máu. Sanji bật ngay cho mình đón một cái phát trận thần kỳ lên và sau đó anh ta sẽ bị nằm xuống. Nhưng cái mạng này của Sanji là đổi có lợi dành cho bên phía Heavy, khi mà họ cũng đã ăn ngay cho mình đó là con rồng ánh sáng trước đó rồi. Quang Hải sẽ đổi lại cho mình bằng một con hào hảo xê ra ở thời điểm phút giây thứ 9. Các thành viên của Hansa đang đẩy thẳng vào khu vực đường giữa, và như vậy đây là cái trụ thứ 3 dành cho bên phía của Hansa. Bé Chọc muốn bọc đầu, Tedes vỗ cánh tốc biến lên, đó là Marit hất tung được Chiết. Chiết lập tức tung biến chạy về. Tedes đang muốn chọn mục tiêu, anh ta chưa chọn được ai cả, lập tức phải dùng cho mình đó là cái chiêu cuối để chạy đi. Marit mất nhiều máu nhưng bé Chọc không có góc để lao vào. Tedes đang bị truy đuổi và đang cao, Tedes sẽ phải nằm xuống. Đúng là như vậy, thêm một điểm bằng cùng nữa dành cho Asa. Có chuyển sinh đến từ TSS, và pha thi đấu vừa rồi thì TSS quay lại chơi luôn trong tình huống thiếu vừa qua. Ít phút vừa qua thì bên phía Asa đang quay trở lại và với một lượng tiền là nhỉnh hơn, thì rõ ràng chúng ta có thể thấy được rằng là khả năng farm của One Star là ấn tượng hơn. Đối phương có đến hai luyện kim và một con TV.
Nhưng lúc này thì One Star vẫn đang không để cho lượng tiền bị giãn cách một chút nào. Kể cả về mặt điểm hạ gục thì hai bên cũng đang rất là ăn miếng trả miếng lẫn nhau. Nana có thêm một món trang bị nữa sau hai cái giày và một cái mặt nạ Berit, đó sẽ là một cái băng nhẫn Scary. Nếu như mà Han chưa thể tạo ra được những sự đột biến thì Marit lại thay thế cho Han. Marit ở trong tình huống thi đấu trước đó đã có một pha tốc biến để khiến cho chết gần như là bị out ra khỏi giao tranh và mở ra cơ hội cho Ansa lấy thêm được những cái trụ và lấy thêm được những điểm hạ gục nữa của TLS bên phía Heavy. Đây là pha ép trụ đường trên của Ansa, địa giam của Han trúng người của Sanji mở ra cơ hội để lấy trụ nhưng hết lính mất rồi. Và tạm thời thì Ansa chưa thể có thêm được cái trụ thứ 5 của mình trong trận đấu này. Lúc này thì tỷ số về mặt điểm hạ gục đang là 7-6 dành cho bên phía One Star. Và những cái trụ cũng đang được bóc đi tốt hơn đến từ bên phía One Star. Heavy cần có chọc ở trong những pha giao tranh tổng. Chọc bây giờ vẫn đang chưa thể tham gia giao tranh tổng quá nhiều. Mặc dù anh ta tôi nghĩ rằng là xanh. Với con Airi cầm luyện kim này thì chắc chắn là chọc có tiền rồi. Khi mà ta đầu trận chọc cũng có cả những điểm hạ gục nữa. Hiện tại thì các thành viên của Heavy đang muốn di chuyển với nhau. Từ đầu ván đấu đến giờ thì con bài Rui của Nana không được sử dụng để có thể là di chuyển mà là để đánh giao tranh trên pha la bào của bé Chao. Nhưng Quang Hải là một chất tướng rất cơ động và ngay lập tức là các thành viên của Heavy đó, phải lùi về ngay. Nhưng ở khu vực đường dưới có một tên lính cao dành cho Ansa và có vẻ như là Heavy bỏ rồi. Heavy quyết định là sẽ bỏ đi cái trụ này dành cho Ansa và Ansa muốn chơi thì phải. Ansa đang muốn chơi, Marit hất tung được hai người, lao thẳng vào đó bởi Derby. Một quả cầu bơm sơn được sử dụng bởi bé Chọc làm choáng tốt từ Sanji quay trở lại với tận vực. Đó là vị trí của Nana, Tedet lao vào, né được cú địa giảm. Nhưng lượng sơn được tạo ra không phải là quá nhiều khi người máy ra dồn đam lại là Han. Và như vậy là trong tình huống giao tranh vừa qua không có một ai phải nằm xuống cả. Đã là phút thiếu thứ 11-30 của trận thiếu này rồi và Ansa vẫn đang bám đuổi với bên phía Heavy. Đây là một trận đấu mở với cơ hội dành cho cả hai bên. Khi mà dọn cuối game thì Ansa có thể hy vọng vào Terry. Còn cuối game thì Heavy vẫn hoàn toàn có thể hy vọng vào Airi hay là Violet. Rõ ràng là Chiết cũng như là bé Chọc, mặc dù Chiết bị nằm xuống tới 2 lần. Tuy nhiên là Chiết đang là người sở hữu nhiều tiền nhất trên bản đồ khi mà anh ta vừa có luyện kim, vừa có sự bổ trợ thêm vàng tới từ con bài Timmy. Và đây sẽ một pha thi đấu hợp lý của Quang Hải. Quang Hải một mình anh ta ở khu vực đường tà thần sẽ ra suýt chút nữa thì lấy được một trụ sức cấp dành cho bên phía Ansa rồi. Vẫn là những bước đi quá khó chịu tới từ Ansa để lấy về những lợi thế cho bản thân mình. Và con rồng này có thể sẽ đường tới, nhưng trước tiên thì Han địa giam được trúng vào người của đó là Sanji. Một người bị bất ngờ, đây là bị chịu chết rồi. Chết không làm được gì quá nhiều. Bởi vì vẫn còn sống. Bên phía Evie mất đi hai người và như vậy việc cạnh tranh mục tiêu của họ sẽ là không còn nữa. Liệu đây có phải là một bước ngoặt lớn của trận đấu hay không đây? Tiếp tục là một cú tốc biến nữa và lần này là bớt LB và Marit. Marit và con QC. Đây có lẽ là lý do tại sao anh ta có được cho mình trang phục quán quân với con QC này. Đang đánh rất ấn tượng đến từ Marit ở đường giữa và Burnaby cũng đã bắt đầu lên tiếng được rồi. Sau đoạn đầu bị im hơi lặng tiếng trước ID của đối phương thì đây có phải là một bước ngoặt lớn của trận đấu này hay không đây? Chiết đang không được chơi game, mặc dù là anh ta nhiều tiền thật đấy nhưng anh ta không có góc để bắn. Chỉ như 700 tiền Chiết nhưng cây đây là 0-3-0, không được bắn một chút nào tới từ vị trí của Chiết. Liên tục là những pha vật tổ và tốc biến hay là những tình huống bão la tốc biến của Marit khiến cho Chiết bây giờ cần phải có một cái sự bảo kê tốt hơn tới từ Sanji. Sanji từ nãy giờ đang đóng cái vai trò là một người mở giao tranh dành cho bên phía Heavy và anh ta gần như là không thể bảo vệ cho Chiết ở trong những tình huống giao tranh tổng và đó sẽ cần là một dấu hiệu hai cho bùa. Heavy có thể sửa đổi được cái cách thức giao tranh của mình. Ở đây sẽ là hai bùa, chắc chắn sẽ là hai bùa dành cho Ansa. Một thế trận đã được thiết lập tới từ Ansa là một thế trận cửa trên. Hai bùa cho Ansa và đây là cơ hội để họ có thể giải quyết đi cả kèo đấu này, cả cặp đấu này đang chờ đợi. Họ muốn ăn con Seiza này càng chậm càng tốt và ở 13 phút 28 giây thì One Star đã giải quyết xong con Seiza cuối cùng trước khi đến với lại cả con Seiza bạo chúa. Quang Hải cũng đang tương đối là được hoạt động ở trong trận thiếu này với con Nakroth này. Bây giờ là đi chung. One Star đang dựa vào khả năng dồn sát thương đến từ Marit rất nhiều ở trong những pha đi chung như thế này khi mà Terry vẫn còn cần thêm thời gian. Việc chăm đội hình của bên phía Heavy có cho mình Rui và có thể thực hiện những pha đẩy lẻ dẫn tới việc là Burberry mặc dù đang cầm cho mình đó là cái bùa lợi Seiza, anh ta cũng chưa thả đại lộ Seiza để xem là đối phương muốn đẩy lẻ ở cánh nào thì Burberry mới thả ở cánh đó để ngăn chặn những pha tấn công đơn lẻ của bên phía đội tuyển Heavy. Các thành viên của Ansa đang đứng ở trong một cái bụi khá hay này. Họ đang có 4 người ở phía trên và chỉ để một mình Quang Hải ở cánh giữa bản đồ thôi. Dấu sai là khá hay nhưng Heavy có lẽ họ hiểu. Họ hiểu được rằng ở trước con tà thần xe bạo chúa mà mất đi một người thôi thì cũng sẽ là cực kỳ khó khăn trong việc tranh chấp. Chỉ vậy Heavy đang di chuyển với nhau, từng bước đi của họ đều rất an toàn. Sanji là người đi đầu check map và như vậy là quãng thời gian vừa qua nơi mà Ansa đã mất tầm khoảng 1 phút đồng hồ để có thể là núp ở trong cái bụi đường trên đang không được sự quá hiệu quả. 30 hơn gần 30 giây nữa thôi thì con Seiza bạo chúa sẽ xuất hiện
Và với kiểu kiểm soát như thế này thì OneStar đang rất muốn là có nhanh con Caesar bạo chúa này để giải quyết ván đấu. Chỉ cần bắt được 1 đến 2 mục tiêu của đối phương thôi thì họ sẽ làm được điều đó. Terry đang khá sành. Terry bỏ qua xuyên giáp ở trong game thi đấu này, lên thẳng nhanh Fenry. Và với một Terry đang có 10.100 tiền thì họ cũng đang đến gần với giai đoạn late game của con Terry này rồi. Trong khi đó thì Quang Hải có lẽ là hơn 12.000 tiền cũng chuẩn bị full đồ rồi. Vẫn đang giấu sai rất khó chịu tới từ bên phía đội tuyển OneStar. Họ đang đứng trong vần rừng bùa xanh của đối phương và lộ rồi. Phát hiện Madrid lại bắn ra một quay, cú bướm ảo. Và quay, như quay, vậy quay, Heavy quay. Có góc để quay. Heavy có góc để quay lao thẳng vào đó. Sanji một cú vật tổ vẫn tất tới từ Hàn. Chỉ là để đẩy lùi Sanji mà thôi. Và qua đó thì thành viên của bên phía OneStar bây giờ họ cũng đã bị mất đi rất nhiều thời gian nhưng không có được một cái lợi lộc gì cả. Bây giờ sẽ là thời điểm mà con Caesar bạo chúa đang xuất hiện kìa. Và đây là TNS bị giữ lại. Chàng TNS tìm thấy được C nhưng C outplay được và C cùng với TNS rồi. Đây có thể là nút thắt cuối cùng của trận đấu này chẳng. Khi người đi rừng của Heavy đã phải nằm lại rồi. Những bé chọc lao lên, bé chọc có được điểm và cùng bé chọc tiếp tục lao lên. Chọc đang gánh chăng ở trong game thiếu này. Đó là một pha xử lý rất hay tới từ bé chọc, một tình huống tốc biến long kiếm phi tiêu khiến cho C phải là bàn điểm số trong bối cảnh mà C đã mất đi cái tốc biến từ trước đó với pha lao vào của TNS. Hơi đáng tiếc ở trong tình huống thi đấu vừa qua, Heavy Sanji không kịp sử dụng cái pháp trợ thần kỳ để cứu được TNS. Nếu như mà anh ta cứu được thì đó sẽ là một tình huống mà Heavy hoàn toàn có thể hướng tới cho mình, đó là con tà thần Caesar bạo chúa. Nhưng rồi thì cũng chỉ là một đổi một mà thôi. Hai bên vẫn còn rất nhiều những cơ sở để chiến thắng ở trong quãng thời gian cuối trận này, nơi mà Heavy đã phun đổ. Họ đã có hai cái giáp một mệnh tới từ vị trí của Chiết và bé Trọng. Và với những cái giáp một mệnh vậy như vậy thì Chiết có thể chơi một cách thoải mái và an toàn hơn. Hàn bị bắt lại, một người bị giữ lại đó là Quang Hải. Quang Hải ngay lập tức lùi về. Một cú điện giam tốt tới từ vị trí của Hàn nhưng bắn quá đau, đó là Chiết khiến cho Hàn không bị mất nhiều máu quá. Và như vậy thì đây sẽ là cơ sở ăn được không để cho Heavy hướng tới cho mình, đó là con tà thần xê ra bạo chúa. Ăn được không? Có vẻ như là không ăn được rồi. Nhìn cái cách mà bên phía của Heavy họ khởi động thì có thể thấy là họ không định ăn con xê ra này. Một tình huống thần môn, một tình huống thần vực, nhưng đây là bớt LB tung hoa vào. Bớt LB vẫn đang múa, bớt LB có múa được không? Bớt LB không múa được. Con Caesar còn 15.000 máu, C đang bắn ở bên ngoài. Quang Hải lao vào, nhưng TNS chứng chi được con Caesar rồi. Có khả năng sẽ là lật ngược lại thế trận này từ Heavy. Heavy đã có cho mình đó là con tà thần Caesar bạo chúa sau một tình huống xử lý quyết đoán của đội tuyển này. Tuy lượng máu của thành viên bên phía Heavy không còn là quá nhiều, Bernabe cũng đã phải nằm xuống khi mà anh ta quá cố gắng để có thể là câu máu với các thành viên của bên phía đối phương. Và Han, Han làm gì đây? Nào, Han mất nhiều máu quá. Nào. Han dùng điện ra người của Sanji nhưng Sanji còn khóa khỏe, lao lên đó Sanji. Sanji giữ chân được Han. Han mất tốc biến rồi. Đây là bé trọng hất tung được Madrid, bé trọng lao vào, ôi, bé trọng hạ cũng được Madrid. Rất nhiều sát thương được tạo ra tới từ bé trọng. Xì cũng vẫn là điểm số và có vẻ như là hết tật rồi. Đây là trận đấu hay nhất của bé trọng từ đầu đến giờ. Đây là trận đấu hay nhất của bé trọng rồi. Và bây giờ thì bé Trọc và những người đồng đội của mình đang đến rất gần với một trận hòa hai đều. Một trận đấu thực sự hay của Trọc. Và cũng là một pha trừng trị thì quá ăn tiền của TNS. Bây giờ là 5 đánh 2. Và có cả thần môn thần vực. Gọi cho bên phía của Emi là quá gần rồi. Quang Hải băng ra, tìm thấy Chiết. Chiết vẫn còn liệp. Chiết bị hạ gục. Nhưng sau khi Chiết bị hạ gục thì Quang Hải thì ra, Quang Hải cũng đã bị hạ gục rồi. Hàn thấp máu băng vào bé Trọc. Bé Trọng làm hết rồi. Bé Trọng đang có những tình huống thi đấu phải nói quá thăng hoa với con Ivy này. Quay trở lại với thân vực, đó là các thành viên của bên phía Ivy. Và hai đều dành cho Heavy trước OneStar Esports. Quá tuyệt vời là các thành viên của bên phía đội tuyển Heavy. Bé Trọng đã tỏa sáng với con bài Ivy ở trong hai tình huống thi đấu cuối cùng. Mặc dù là ở trong pha ép trụ cuối thì Quang Hải cũng đã làm tốt. Anh cũng đã làm tốt khi lấy được cái mạng của đó Chiết. Nhưng cuối cùng lượng sát thương được dồn ra tới từ Heavy vẫn còn quá nhiều tới từ bé Trọng và TNS. Qua đó giúp cho Heavy chiến thắng với tỷ số 2 đều. Quan trọng là ở trong trận đấu này thì Trọng cũng đã thể hiện được mình ở trong những khoảnh khắc rất quan trọng của trận đấu. Khi mà bên phía của Heavy mất đi một người thì thực sự họ bị lâm vào thế khó. Nhưng Trọng đã đòi lại được một điểm hạ gục đó. Chưa kể đến ở trong pha giao tranh gần như là then chốt nhất, pha giao tranh ở hạng xe giả, thì Trọc cũng đã góp công rất lớn trong việc hạ gục đối phương để cho đối phương phải đánh thiếu người, để cho bên phía của đội tuyển OneStar không thể phòng thủ được. Và phải nói đây là một trận Ivy hay. Từ đầu game thì Trọc đã xanh, và khi mà anh ta được xanh thì anh ta cũng đánh hay được đến cuối game rồi. Chúng ta dành một lời khen cho bé Trọc thì cũng phải dành một lời khen cho TNS. Một ván đấu mà TNS đã chơi quá hay. Nếu mà không có con Caesar đấy thì hỏng đấy. Nếu như không có con Caesar thì chưa chắc là bên phía Heavy đã có thể thắng được như vậy. Nhưng với pha trừng trị rất đáng tiền của TNS, và phải nói rằng là trước đó nữa, trong khoảng thời gian đầu game thì TNS cũng đã có nhiều pha xử lý hay.
với con bài Quick Knack để cho thế trận không bị trôi đi quá xa. Với Heavy, trận này có thể coi là trận hiếm hoi nhất là chết coi như là câm lặng này. Chết bị câm lặng bởi vì chết trận này bị quay. Chết thực sự không đánh được ở trong game này, mặc dù là Sanji đánh không hề tệ. Nhưng Sanji góp công nhiều ở trong giao tranh tổng hơn là việc bảo vệ cho chết. Chết không được chơi game ở trong game này. Những tưởng là OneStar cô lập được chết và hạ gục được chết, họ sẽ có được cho mình trận đấu này. Nhưng ở thời điểm quan trọng nhất thì những thành viên còn lại cuối cùng cũng đã lên tiếng. Có lẽ chúng ta cũng bỏ đi những cái danh xưng chết eSports nữa rồi, khi mà ở trong trận đấu này thì những thành viên còn lại có thể coi là đã gánh chết. Sau hai ván thi đấu vừa qua thì phải nói rằng là OneStar cũng đã có rất nhiều những điểm yếu. Khi mà phong độ của Han không phải là quá cao, khi mà các thành viên của bên phía OneStar không có được một cái sự kết hợp quá tốt, thì bên phía đội tuyển Heavy với những sự tỏa sáng của TDS hay là của bé trong thì họ đã vươn lên. Nhưng mà anh Quân có cảm thấy bất ngờ không khi mà trong đoạn đầu trận chúng ta quay lên Lia Cam lên đường trên thấy Butterby thua máu quá nhiều. Anh ta gần như solo kill toàn thua cho bé trong luôn. Chưa nói đến chuyện là bé trong còn được xuống với đường dưới với sự xuất hiện của Rui. Thì việc mà ở đường trên Butterby thua máu một cách quá nặng ở đường trên là chúng ta phải thật sự là bất ngờ. Có thể nói đây là ván đấu mà Butterby đã thua trực diện trước bé trong, và đây là 7-0-4 với con ID này của bé trong. Một điểm MVP rất xứng đáng dành cho bé Trọng. Ơ kìa. Và màn ăn mừng có vẻ như là gọi là hơi quen đường cũ. Đứng lên bé Trọng. Dẫu sao thì bé Trọng vẫn đang thuộc biên chế của ấy. Lát đây là anh ta cũng gọi là có chút tri ân thôi. Trọng quen đường cũ à? Trọng quen đường cũ rồi. Vâng, một biểu tượng của Flash và một trái tim. Sau khi ghi bàn cho đội tuyển Heavy thì Trọng lại giơ biểu tượng của FPT Flash. Tôi nghĩ lúc này thì Trọng nên hạnh phúc với những gì mà mình đang trải qua cùng với Heavy, bởi vì anh ta vẫn đang là người góp công cho Heavy, và quan trọng hơn Heavy cũng đang giúp cho anh ta có thể nói rằng là cứu vãn sự nghiệp của mình. Bởi vì nếu như Trọng vẫn tiếp tục ở Flash thì khả năng anh ta phải dự bị là khá cao. Phải công nhận là từ khi bé Trọng chuyển tới Heavy thì anh ta đã có đất diễn nhiều hơn, mặc dù là phải thi đấu một cái vị trí trái sở trường, đó là khu vực đường tà thần Seiza. Nhưng trong những ngày thi đấu vừa qua, nơi mà Heavy có chiến thắng trước TDT, hay là trong ngày hôm nay nơi mà Heavy đã quân bình tỷ số 2 đều trước OneStar, thì bé Trọng đang là một nhân tố khá là ấn tượng trong đội tuyển Heavy ngày hôm nay. Đấy nhá, từ nay thôi nhá, không chết eSports nữa nhá, chết 0-4 nhá, đấy nhá. Trọng trận này làm hết rồi, và TS cũng như là Sanji cũng đã có một trận đấu hay. Đây cũng là một trận đấu mà Rui trong tay của Nana cũng phát huy được nhiều những pha gọi người hay. Mặc dù thần môn thì chưa phải là lúc nào cũng ổn, nhưng thần vực thì là khá chính xác đến từ vị trí của nó là Nana. Những pha gọi người xuống đường dưới đưa Trọng xuống cũng là tương đối hợp lý và tạo được một cái điều kiện rất là thuận lợi. Và có vẻ như Trọng sẽ hợp đánh với kiểu dạng sát thủ carry ở đường trên chăng? Anh ta sẽ đánh những con bài theo thiên hướng carry hạng nặng hơn chăng? Kiểu như là Irie hay như là Quy. Hay là trong những ván đấu trước đó thì bé Trọng cũng đã đánh khá tốt với Omen ở khu vực đường tà thần Seiza. Có bài carry hạng nặng sẽ giúp cho bé Trọng có sự tự tin hơn để đánh ở trong quãng thời gian cuối game, nơi mà anh ta sẽ có những tình huống xử lý kỹ năng. Và phải nói rằng ở trong ván thi đấu vừa qua thì bé Trọng đã chơi rất tốt được con bài Airy. Những nhịp lao vào của anh ta là cực kỳ hợp lý để có thể là khiến cho các thành viên của OneStar eSports phải bị nằm xuống rất nhiều những điểm hạ gục. Một KDA rất đẹp của bé Trọng, 7-0-4, thất không tử, tức là mất nhưng mà không chết. Nói chung là Trọng vẫn còn cơ hội làm lại, và Heavy chính là cơ hội làm lại của bé Trọng. Trong khi đó thì đấy, chúng ta cũng đã thấy rồi, chết cũng có những ngày cũng gặp phải quá nhiều khó khăn. Và tôi thấy camera lia về chết thì chết rất vui. Chết cực kỳ vui khi mà những người đồng đội của mình đã tỏa sáng thay cho mình ở trong trận đấu này. Có lẽ cái việc mà anh ta cũng không hề yêu thích cái danh hiệu chết eSports một chút nào cả. Anh ta cũng mong rằng là đội tuyển của mình tiến lên được, và để làm được điều đó thì những người đồng đội của anh ta phải làm hay cơ. Và cuối cùng thì Heavy cũng đã có chiến thắng ở trong ván đấu vừa qua, và bây giờ là chung kết giữa Heavy và OneStar. Như vậy là chúng ta sẽ có ván thi đấu thứ 5 trong cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển Heavy và OneStar. Một kết quả là rất bất ngờ, nơi mà OneStar đã có được hai ván thắng dẫn trước, nhưng sau đó Heavy quay trở lại. Họ chiến thắng ở ván đấu thứ 3 khi mà OneStar có sự thử nghiệm, và ở ván đấu thứ 4 vừa qua thì bé Trọng đã tỏa sáng để giúp cho Heavy quân bình tỷ số 2 đều.
Và biết đâu đó thì ở trong những cặp đấu trong tương lai thì bé Trọng sẽ còn sử dụng Airi nhiều hơn. Mặc dù đây đã là ván thắng thứ hai của bé Trọng ở trong ngày hôm nay, nhưng tôi tin rằng là con Airi này vẫn là con tướng mà Trọng thể hiện được rõ ràng nhất phẩm chất của mình. Chứ Omen thì nó vẫn là một chút gì đó, chúng ta vẫn nhìn thấy những cú sát vực trượt chẳng hạn. Và Trọng đánh Omen thì tất nhiên rằng là nó cũng sẽ không thể tỏa sáng được, bởi vì chất tướng của Omen là một chất tướng kiểu như kiểu băng càn nhiều hơn là Airi, một con bài có đủ khả năng để có thể gánh đội ở trong những thời điểm quan trọng. Tin rằng là ván thắng vừa qua cũng sẽ tiếp thêm sự tự tin cho anh ta. Còn với Wansa, liệu có một trận thua nào đó cho Wansa trước Heavy hay không đây? Quá khứ thì Wansa đã từng thất bại trước Heavy rất nhiều lần, nhưng ngày hôm nay thì họ đến đây với một sự tự tin cao hơn hẳn. Và trận đấu vừa rồi tôi nghĩ rằng họ cũng ban pick cực kỳ là cẩn thận hơn rồi, nhưng không thành công khi mà bên phía của Heavy vẫn có được cho mình thêm một ván thắng nữa và kéo Wansa vào ván đấu quyết định này. Liệu rằng có một đội tuyển nào khác trong giai đoạn 1 này có thể đánh bại được Wansa Esports hay không đây? Khi mà từ đầu mùa đến giờ thì Wansa Esports chỉ thua sang Phantom thôi. Và sẽ có cơ hội dành cho Heavy ở trong ngày hôm nay để có thể đả bại được Wansa Esports. Thôi cứ cấm con Rui trước thì tôi nghĩ là... Cấm thôi. Tôi nghĩ là thôi. Cẩn tắc vòi này thôi. Tôi nghĩ là đừng mạo hiểm. Heavy có lẽ là đừng mạo hiểm. Thực ra là cũng có một chút cảm thấy là cũng hưng phấn cho Heavy, bởi vì đây là đội tuyển yếu hơn. Và chúng ta cũng thấy được một chút nào đấy hưng phấn khi mà Heavy thể hiện được mình ở trong cặp đấu này. Còn với Wansa thì cơ hội để họ có 3 điểm vẫn còn nguyên. Hiệu số mà họ đã tích lũy được trong đoạn đầu mùa khiến cho nếu như đây là một chiến thắng 3-2 thì họ vẫn chẳng hề hấn gì cả. Tuy nhiên Wansa sẽ cần phải cực kỳ tập trung ở trong ván đấu thứ 5 này. Cái tinh thần của bên phía Heavy đang lên cao, còn tinh thần của Wansa đang đi xuống. Và nếu như họ không quay trở lại ngay thì đây hoàn toàn có thể là một trận thua tiếp theo trong mùa giải dành cho Wansa. Và nên nhớ rằng những đối thủ đằng sau họ như là FPT Flash, GG Line hay thậm chí là Sài Gòn Tôm đang đuổi rất sát vị trí của Wansa rồi. Một trận thua trước Heavy sẽ là một cái đòn đau và sẽ là một cái kết quả không hề mong muốn tới từ Wansa. Bạn Cao Thị Hường có một lời chia sẻ ở trên dòng bình luận trên fanpage Cao Thủ Liên Quân. Không hiểu sao cứ các thành viên rời FPT Flash là đánh hay. Có lẽ là áp lực nhiều. Có lẽ là ở FPT Flash quá áp lực. Và các thành viên rời khỏi đội tuyển này thì đôi lúc sẽ có những cái sự là tryhard hơn và không bị truyền thông để ý tới quá nhiều. Hay nói chính xác hơn đó là không phải thành viên nào cũng có thể chịu được áp lực đến từ một đội tuyển nhiều fan nhất của đấu trường danh vọng, đúng không? Đó là FPT Flash. Và bé Trọng cũng được đánh giá là một người chơi không giỏi chịu áp lực. Và có vẻ như sang Heavy thì anh ta sẽ thoát được hơn khỏi cái áp lực đó. Nhưng mà thật ra là có lẽ là vì vậy thế nên là chúng ta cũng có lẽ là bớt để ý đến bé Trọng hơn. Bởi vì anh ta, nếu chúng ta để ý quá nhiều đến anh ta thì biết đâu đấy nó lại vô tình truyền cho anh ta một cái áp lực tâm lý. Với những điều đó thì bé Trọng đang tỏa sáng trong ngày hôm nay. Đó là điều tốt dành cho cá nhân của bé Trọng cũng như là đội tuyển Heavy. Và để xem ở ván đấu thứ 5 này sẽ có những lượt ban pick như thế nào tới từ cả hai bên. Heavy cấm cho mình đó là Rui cùng với cả Malok trong cái đầu Wansa. Họ cấm đi Banen, cấm đi Aya. Thì Heavy sẽ lấy luôn cho mình. Đấy là vị tướng Iggy ở khu vực đường giữa dành cho Nana. Nana ngày hôm nay đang có một ngày thi đấu tròn vai. Và việc chơi con bài Iggy cũng sẽ giúp cho anh ta kiểm soát được quãng thời gian đầu trận là tốt hơn. Trong khi đó với Wansa Esports, bề tướng của họ cũng đã bị hạn chế phần nào đó sau những ván đấu bung tướng ở thời điểm trước đó rồi. Có Iggy. Và liệu rằng hai con bài đầu tiên tới từ Wansa là gì đây? Bên phía Heavy lựa chọn cấm Malok. Như vậy là ván đấu này thì Kane được thả ra. Wansa lấy Stewart và Tulen. Họ chưa quan tâm đến Kane. Madrid đánh Lily rồi nhỉ? Madrid đánh Lily rồi và sau Lily thì Madrid lựa chọn vào Tulen chứ không phải là Ras. Bình thường thì Madrid cũng khá thích lựa chọn Ras, nhưng mà trong một trận đấu quan trọng như thế này thì có vẻ như Madrid tin vào một con bài có độ gánh cao hơn. Đó là Tulen. Madrid sẽ chơi an toàn hơn ở trong ván thi đấu thứ 5 và thi đấu cuối cùng của cuộc đối đầu này. Với Tulen thì khả năng né chiêu, khả năng sốc sát thương và tạo ra độ ảnh hưởng của Madrid cũng sẽ không thua thiệt quá nhiều so với cả con bài Liliana. Trong khi đó với việc pick vào Sua dành cho Si thì khả năng cao là bên phía Wansa muốn chơi đánh tấn công mạnh ở trong quãng thời gian đầu game với hai con bài này. Trong khi đó với Heavy, sau lần lựa chọn vào Iggy, họ cần phải đưa ra một vị tướng có khả năng khiến cho Sua gặp phải những sự khó khăn. Tuy nhiên họ đã mất đi Erin từ những ván đấu trước đó rồi. Và có lẽ ở trong những lựa chọn tiếp theo, khả năng cao là con bài đi dương theo sát thương mỹ thuật hay sẽ là Wonder Woman đây. Wonder Woman. Bên phía của Heavy muốn thòng lại cho TSS một con bài lết và sau đó là hai AT. Công bằng mà nói thì con Seiza mà TSS mang lại trong trận thi đấu vừa qua là vô cùng quan trọng. Rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng con Seiza đó nó chiếm một phần rất lớn cho chiến thắng vừa rồi của Heavy. Khi mà Quang Hải bị kẹt lại ở trong vòng vây của đối phương thì TSS đã cố gắng bằng hết sức mình để lao vào hàng Seiza.
lúc mà con Seiza nằm lại cũng là lúc mà anh ta nằm lại. Anh ta cũng đã có một màn hy sinh và nói rằng là cũng xứng đáng để được khen ngợi. Trong khi đó thì OneStar bây giờ thì lấy Kane rồi. Sau khi thấy đối phương có 3 vị tướng đầu tiên và bây giờ sang phase 2 thì ngay lập tức OneStar lấy Kane. Như vậy là OneStar có thể triệt tiêu rất nhiều những vị tướng có thể liên quan đến con Kane này, như là Lindis, như là Phoenix, như là Quizic và có lẽ là cả thêm Mac nữa chăng. Đánh triệt để chăng? OneStar họ muốn chắc chắn, họ đợi đối phương lựa chọn xạ thủ trước đã. Nếu như mà bên phía FB không lấy Lindis thì bên phía OneStar sẽ lập tức lựa chọn cho mình đó là con bài Kane, khả năng cao là sẽ được sử dụng bởi vẫn LB ở trong bán thi đấu này. Trong khi đó với OneStar thì hai lực cấm của họ sẽ nhắm vào Quizic và con bài Senel. Và liệu rằng bé chắc có lấy Mac hay không đây? Đó sẽ là câu hỏi mà chúng ta đặt ra. Nếu như đó là Mac thì nó sẽ không hợp lắm với phong cách đánh của một người như là Trọng. Không gánh được. Tôi nghĩ rằng là khó đấy. Bởi vì là thật ra chưa nói gì đến chuyện gánh hay không, mà Mac thì nó lại là một con bài thứ nhất là phải đánh thủ ở cánh. Nó không dành cho những người chơi trẻ đánh theo kiểu kỹ năng. Thứ hai nữa đó là Mac thì cái khả năng ra vào nó mới là điều quan trọng, chứ kỹ năng nó là một phần thôi. Quan trọng nhất là bạn ra vào như thế nào, bạn quyết định bay như thế nào. Elador là lựa chọn cấm cuối cùng của Heavy. Và thật ra thì OneStar cái việc mà họ cấm Sennel chứ không phải là Mac, tức là đồng nghĩa với việc họ chả sợ gì con Mac cả. Mac đến tầm khoảng 50 giây, thậm chí là thời gian đầu còn hơn cả 50 giây thì mới có một cú bay. Và đến cả thời gian cuối game thì cũng phải tầm khoảng độ gần 40 giây mới có một cú bay. Thế nên có lẽ là OneStar chả ngại Mac một chút nào cả. Họ lấy Lumbua ở trong slot thứ tư. Tuy nhiên là bên phía FB cũng có thể đổi sang đánh một cái kiểu khác, như là Mac ở khu vực đường dưới dành cho Sanji chẳng hạn. Đó cũng sẽ là một cái sự lựa chọn để có thể khắc chế vào Kane khá tốt của bên phía đội tuyển OneStar. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là hai vị tướng cuối cùng mà bên phía FB lấy vào là gì đây. Liệu đó có phải là một con bài trách tàng hình, soi tàng hình của bên phía đối phương ngày, hay sẽ những bên tập hợp với nhau? Ngày còn Kunai thì Automat. Nhưng mà bây giờ Kunai đang dự bị rồi. Thì không biết là bên phía Heavy nghĩ gì đây. Hai sự lựa chọn cuối cùng rất quan trọng. Nếu như đây là một trận thắng của Heavy thì tôi với Quân cũng vừa mới nói ở trong giai đoạn trước khi trận đấu này bắt đầu, đó là nếu như đây là một trận thắng của Heavy thì đồng nghĩa với việc gần như Heavy sẽ chắc suất ở top 6. Bởi vì lịch thi đấu của họ nhẹ hơn so với lại cả Black Sabbath rất nhiều. Heavy lấy Mac và sau đó là Skirt ở trong game thi đấu này. Như vậy khả năng cao Mac trong tay của Sanji. Chúng ta đã dự đoán đúng. Mac sẽ nằm trong tay của Sanji, một con bài soi tàng hình để khiến cho Kane trong tay của Burnaby gặp phải rất nhiều những sự khó khăn ở trong những tình huống di chuyển của mình. Trong khi đó với bé Trọng thì anh ta sẽ cầm Skirt, một vị tướng có thể đóng góp nhiều vào lối chơi chung của thành viên bên phía Heavy. Vị tướng của Heavy được dồn vào khá mạnh ở trong ván thi đấu thứ 5 này. 4 chất tướng thuộc tier 1 và một chất tướng để khắc chế đối phương. Trong khi đó với OneStar, sự lựa chọn cuối cùng của họ sẽ là Yan nằm trong tay của Quang Hải. Với bên Novia cũng đang cần có những sự trao đổi với những người học trò của mình. Và hình như là Yan đã được khóa vào rồi. Yan sẽ nằm trong tay của Quang Hải trong ván thi đấu này, cần một con bài lết tới từ Quang Hải. Mùa giải năm nay sẽ là một mùa giải rất hấp dẫn khi mà nếu như trong trường hợp mà Heavy giành được chiến thắng trước OneStar thì ngày hôm nay có thể là cơ hội cho FPT Flash và họ có thể chiếm được ngôi đầu của OneStar sau ngày thi đấu hôm nay nếu như thực sự Heavy tạo ra được bất ngờ. Tất nhiên nhiệm vụ của FPT Flash rất khó, đối đầu với đối thủ kỵ giờ, đối đầu với đại kình địch Sài Gòn Phantom. Nhưng trước hết chúng ta quay trở lại với trận đấu này đã. Lúc này là Yan dành cho Quang Hải. Yan này thì đối đầu với lại cả Skirt hay là Wonder tôi nghĩ là rất tốt, nhưng 2 AT cũng có thể khiến cho Yan gặp nhiều sự khó chịu. Trong khi đó thì 2 AT của Chiết cũng sẽ phải đi một cánh khó khi phải đối đầu với lại cả vị trí của Stewart. Hơn thế nữa thì trợ thủ của Chiết trận đấu này cũng sẽ không có thiên hướng bảo vệ cho Chiết. Và vì vậy thế nên Chiết sẽ phải đánh độc lập. Chiết cần phải có lẽ là chuộc lại những gì đã xảy ra trong ván thi đấu vừa qua, bởi vì đồng đội có thể coi rằng là đã gánh anh ta trong một ván đấu mà anh ta không được chơi game. Ngày hôm nay thì Chiết không thể được quá nhiều, kể cả những ván mà anh ta có lẽ là Elsu là ván đấu thể tốt nhất. Elsu là ván thể tốt nhất của Chiết khi mà anh ta có được những pha bắn hay. Còn đâu là những ván trước đó kiểu cầm Suat hay là cầm Terry thì gần như là Chiết không được chơi game. Và với ván đấu thứ 5 này trên một con bài độc lập tác chiến như là 2 AT thì hoàn toàn chưa thể sẽ khiến cho những thành viên chống chịu bên phía đội tuyển OneStar Esports gặp phải những sự khó khăn. Ván đấu thứ 5 rồi, ván đấu quyết định trong cuộc đối đầu giữa Heavy và OneStar Esports. Liệu rằng cái tên nào sẽ có được niềm vui cuối cùng đây? Với Heavy thì ngày hôm nay phải nói rằng là cũng đã khá thành công với họ khi mà có được 2 điểm hiệu số trước bên phía OneStar. Nhưng rõ ràng 2 điểm hiệu số thì nó mới chỉ là khá thành công thôi. Họ muốn nhiều hơn. Họ cần một điểm số nữa thôi là Heavy yên tâm rồi, an toàn, rất an toàn rồi. Lịch thi đấu cuối mùa của Heavy nhẹ hơn rất nhiều so với bên phía của đối thủ của mình, đối thủ trực diện của mình Black Sabbath.
Và bây giờ là lúc mà Heavy cần phải cụ thể hóa được những gì mà họ đã làm được ở trong ngày hôm nay. Nhưng họ có làm được hay không khi mà pha thi đấu đầu tiên có vẻ Nana hơi sai lầm một chút không? Nana chưa gặp nhiều uy hiếp, khi đó mới chỉ là Tulen. Lượng sát thương đầu game của Lumbua cũng như là Tulen không phải là quá nhiều. Nana cũng cả Sanji cũng sẽ có những bước di chuyển đầu là khá thông thoáng thôi, khi mà khả năng dọn lính của họ vẫn là tốt hơn so với đối phương. Nhưng BDLB tốc biến lên đó là bằng bé trọng, giữ chân được BDLB bằng cái du hiệp, nhưng cuối cùng phá tốc biến vừa qua của BDLB là đủ để giúp cho anh ta chạy về. Và sau đó thì bên phía của Heavy vẫn đang kiểm soát được ở đường giữa tốt hơn. Rõ ràng là với chất tướng như thế này thì Heavy phải kiểm soát được chất tướng, được khu vực đường giữa. Họ có mắc có thể đốt sát thương ngay từ cấp độ 1, họ có ích ghi một con bài rất mạnh ở cấp độ 1 mà lại còn không ép được nữa thì là hơi tệ. Nhưng rõ ràng là họ cũng chưa ép được quá nhiều, điều mà họ làm được chỉ là con cua thôi. Quan trọng là những chất tướng tới từ bên phía Heavy cần cấp độ 4, đó là cái chiêu cuối của Wonder Woman hay là cái chiêu cuối của Mark. Nên là bên phía Heavy vẫn đang đánh từ từ ở trong quãng thời gian đầu game, không để bị thua thiệt quá nhiều so với đối phương là một cái kết quả ổn dành cho họ rồi. Trong đó với Oansa, việc họ đè nén ở cánh dưới của bản đồ cũng là điều mà chúng ta đã dự đoán từ trước, nơi mà Lumbua của anh thậm chí là không di chuyển nhiều. Ở trong quá thi đấu này, anh ta liên tục có mặt ở khu vực đường dưới để giúp cho C có thể đẩy lính nhanh hơn. Marit, anh ta bị dính một chiêu hai của Nana, bị cấu một chút máu, nhưng khả năng dọn lính tới từ cái bẫy ghi cũng như là mắc này vẫn sẽ là tốt hơn. Rõ ràng là tốt hơn đến từ Nana rồi, và Nana sẽ đạt 4 ngay sau đây thôi. Trong khi đó ở đường trên sẽ có một giao tranh nhẹ chẳng. TNS và bé Trọng có muốn chơi hay không? Bé Trọng muốn chơi rồi. Bé Trọng lao vào trước, TS lao vào sau, Quang Hải bị cấu một lượng máu lớn và đó là thành công đến từ bên phía của Heavy. Nên nhớ rằng đến thời điểm hiện tại, ngoại trừ Sài Gòn Công, chưa có ai lấy được 2 điểm của Wanta đâu. Và đúng là duyên nợ thì nó vẫn là duyên nợ, khi mà Heavy, một cái tên đã từng gây ra rất nhiều khó khăn cho Wanta trong quá khứ, lại là đội tuyển đầu tiên sau Sài Gòn Công có thể lấy được 2 điểm của Wanta và thậm chí là có thể nhiều hơn nữa. Với việc là Heavy đã có một pha cầu bay vào vị trí của game, đây sẽ là pha bay với chiêu cuối của Sanji. Nhưng có lẽ là Sanji chỉ muốn đẩy lùi đối phương thôi. Anh ta sẽ giúp cho những đồng đội của mình có được con rồng ánh sáng cách dễ dàng hơn ở trong thời điểm hiện tại. Trong khi đó với Oansa, họ cần phải ngay lập tức đổi lại bằng con tà thần ở cánh trên của bản đồ. Đang có 4 người của Oansa di chuyển lên phía trên, và có lẽ là skirt của bé Trang cũng không cần phải quá quan tâm. Khi mà Oansa có được tỷ số 2-0, chúng ta cứ tưởng đây là một trận đấu không hay, nhưng nó lại hay không tưởng. Bé Trọng quyết định lao vào, và đây là một pha tấn công đến từ bên phía của Heavy, nhưng họ thấp máu hơn đến từ Nana. Nana bị hạ gục bởi BDLB, sau đó thì TNS cũng thấp máu. 2 điểm hạ gục dành cho bên phía của Wansa. Bé Trọng thì không đuổi được BDLB. Và đó sẽ điểm chiến công đầu TH dành cho Wansa, cùng với cả một điểm hạ gục nữa ngay sau đấy thì bên phía Wansa đang muốn cướp đi con bùa xanh trong vườn rừng của TNS, không có khả năng chống đỡ tới từ Bé Trọng và Sanji rồi. Sanji và giữ lại bùa tốt tới từ vị trí của Sanji với một cú xoay tay. Rõ ràng là bên phía Heavy đã bất cẩn ở trong thi đấu vừa qua, và chúng ta phải kể tới đó là cú long trời lở đất tốc biến quá hay của Hàn. Và quan trọng hơn nữa thì Sanji thời điểm đó không có chiêu cuối đến từ Mark nữa. Chiêu cuối của Mark đã sử dụng để đuổi Ken ra ngoài rồi. Hàn sau tình huống long trời lở đất thành công vừa qua thì đây là một tình huống long trời lở đất không quá thành công, nhưng cũng chẳng hề gì, Hàn quyết định về nhà. Các thành viên của bên phía Heavy sẽ cần phải cực kỳ cẩn trọng với những tình huống sử dụng long trời lở đất tốc biến của Hàn ở trong bàn thi đấu này. Trận này Hàn có thể lên giày hồi chiều đấy. Đúng vậy, Hàn có thể lên dây hồi chiêu, và anh ta có thể sử dụng tốt cái chiêu cuối của mình để mở ra những tình huống giao tranh đẹp dành cho thành viên của bên phía Oansa. Hiện tại thì sau tình huống giao tranh vừa qua, Oansa đã bắt đầu hơn 1 nghìn tiền so với cả Heavy. Heavy bây giờ sẽ phải đánh ở một cái thế cửa dưới, họ sẽ không còn có được những sự chủ động trong những pha ép đường nữa. Và ở khu vực đường giữa này thì TDS một tình huống giao tranh kỳ khá hay, vừa né chiêu của Hàn và còn làm choáng được hai thành viên bên phía đối phương. Trong khi đó thì Sanji yếu máu rồi, C ở dưới cân đổi, C cầm luyện kim, và đây sẽ là pha bọc đầu của Hàn và Quang Hải. Chưa được, chưa bọc đầu được, nhưng chuyển hướng mục tiêu, họ sẽ chuyển hướng sang con bùa đỏ này. Và con bùa đỏ đang nằm trong tầm kiểm soát đến từ bên phía Heavy rồi, khi mà bên phía của Wansa không quá là dứt khoát trong tình huống cấp rừng vừa rồi. Dẫu sao thì cánh dưới của bên phía Heavy cũng như là cánh rừng của Heavy đầu game hơi yếu so với cả bên phía Oansa. Vì vậy họ cần phải có được những tình huống xử lý thực sự là khôn khéo để không bị thua thiệt quá. Nhưng mà về mặt thế trận làm lại một pha xử lý hay tới từ Hàn, hất tung được hai người, lao thẳng vào đó là Quang Hải, khiến cho vị trí của bên trong phải lên bảng đếm số. Bên trong đã hơi sai lầm ở trong tình huống xử lý vừa qua, nơi mà anh ta đã lao vào trong khi anh ta không có tốc biến ở trên người. Xì thì lấy được cái trụ đầu tiên ở khu vực đường dưới này, bởi vì có được tầm nhìn của TDS cũng như là Nana. Nhưng có lẽ là anh ta cũng sẽ không muốn cướp đi bùa xanh của đối phương. Và như vậy thì đang có rất nhiều thắng lợi ở trong quãng thời gian vừa qua tới từ Hansa. Và đây có phải là một trận lấy công chuộc tội của BDLB hay không đây, khi mà Kane là một chất tướng được chơi ở trong game thi đấu này. Mặc dù đối phương vẫn có mắc, nhưng Kane của BDLB sẽ có tầm hoạt động rất rộng ở trong game thi đấu này. Chỉ cần anh ta để ý với chiêu cuối của Sanji thôi thì BDLB hoàn toàn có thể chơi tốt được. Đây đang là ván đấu mà Wanstar đang có được cho mình rất nhiều lợi thế trong đoạn đầu trận. Họ có chênh lệch khoảng 2.000 tiền so với bên phía của Heavy rồi.
và cái trụ đường dưới đã mở ra dành cho OneStar. Bây giờ thì họ có thể di chuyển rộng hơn, lấy được những mục tiêu lớn quan trọng hơn ở trên bản đồ. Bredoby cũng như là Quang Hải đang hướng tới cho mình đó là con rồng, nhưng có vẻ như là Heavy muốn chơi. Họ đang di chuyển 5 người với nhau, Sanji bật cho mình đó là chiều cuối lên soi được tầm nhìn của Bredoby, nhưng Sanji vẫn nhiều máu quá. Chết đỡ đàm, chết lập tức quay bản điểm số lao thẳng vào đó là sinh tốc biến ghim chiều cuối vào người của Chiết, khiến cho hai thành viên của BV Heavy lập tức lên bảng rồi. Và như vậy đó sẽ lại là một pha thành công, một pha giao tranh thành công nữa tới từ Hoa lấy Max Support để khắc chế được Kền, nhưng rõ ràng là với sự quan tâm đó dành cho Bredoby thì bộ đội hình đến từ bên phía Heavy đang khó vận hành quá. Chiết vẫn chưa chơi game được, dù đó có là 2 AT. Thì trong game thiếu này Chiết cũng đang gặp khổ khi phải đối đầu với Stewart của đối phương. Đây là cú hỏa bạo của Nana. Có dọn được tên lính hay không đây? Chưa dọn được hết tên lính, bây giờ thì dọn được hết tên lính rồi. Nhưng cái trụ này cũng chẳng còn được bao lâu nữa đâu. Bên phía của OneStar cũng đang nóng lắm rồi. Tạm thời thì Heavy vẫn giữ được cái trụ ở khu vực đường giữa, tuy nhiên OneStar đang liên tục có những cái trụ ở đường cánh của bên phía đối phương. Và chỉ sau một vài những tình huống giao tranh thắng lợi thôi thì OneStar có tới 4.000 tiền chênh lệch so với cả bên phía đội tuyển Heavy. Về khoảng thời gian late game thì OneStar cũng không hề yếu, họ có cho mình đó là Yan. Và vị tứ kênh cũng đã được cải thiện sức mạnh ở trong phiên bản hiện tại, cũng như là một con bài Lumua sẵn sàng với những pha sử dụng chiêu thức một cách cực kỳ hợp lý tới từ vị trí của Hàn. Tiếp tục sẽ là một pha tấn công của OneStar vào cái trụ đường giữa, sẽ có toàn bộ những cái trụ đầu tiên của bên phía Heavy đều đã bị bóc đi. Và rõ ràng là một thế đánh rất đẹp dành cho bộ đội hình của bên phía OneStar khi họ đang có được cho mình một thế công như thế này. Lumua sẽ vô cùng khó chịu. Xét về việc thòng late game thì họ vẫn có Tulen, vẫn có Yan và vẫn có Lumua là những trận tướng rất mạnh trong đoạn sau của trận đấu. Trong khi đó thì Si vẫn đang cực kỳ xanh ở trong trận thiếu này với cái luyện kim của mình. Đây đang là pha thiếu bọc sau đến từ bé chọc nhưng không dễ dàng. Si bị trúng một bộ chiêu thức đến từ video chiến, nhưng liệu không dám bay vào đâu. Bay vào thì chắc chắn là bị outplay ngược đến từ Sanji. Sanji không có đam, và nếu như anh ta bay vào một mình thì sẽ khó lắm mà hạ gục được Chiết, à chính xác hơn là Si. Và qua đó thì bên phía Heavy chưa thể có một pha phản công ở trong quãng thời gian vừa qua. Đã là 5-0 để bà gục, cùng với đó là rất nhiều những mục tiêu lớn dành cho các tuyển thủ của đội tuyển OneStar rồi. Một ván đấu mà OneStar đang đánh chặt chẽ, không để cho Heavy có quá nhiều những cơ sở để có thể thực hiện những pha phản công. Bredoby, Marit đang có mặt ở khu vực đường giữa, và bây giờ thì bên phía OneStar sẽ có cả 5 người ở cánh trên của bản đồ. Heavy cần phải có một tình huống đánh đủ hay. Tuy nhiên, OneStar đang khép góc các thành viên của Heavy là khá tốt. Đang cô lập rất tốt đến từ bên phía OneStar và lấy thêm được một trụ nữa. Bên phía của OneStar mặc dù đội hình cuối game không phải là yếu, nhưng rõ ràng trận đấu này cũng không nên đánh về lâu về dài đến từ bên phía OneStar. Cuối game thì bên phía Heavy có một thứ rất là mạnh, đó là cái suy nhược của con Max. Mặc dù nói rằng là trong giai đoạn đầu game thì Max sẽ không bảo vệ được cho 2 AT, nhưng đến giai đoạn cuối game thì Max có thể gây được ra rất nhiều cản trở cho đội hình của đối phương với cái suy nhược này. Và lúc đó thì Chiết cũng đã khỏe để đi một mình. Sanji đang liên tiếp bị uy hiếp, những tình huống uy hiếp liên tục của bên phía đội tuyển OneStar vào vị trí của Sanji. Hàn tôi tin rằng cũng sẽ có giày hồi chiêu rồi, sử dụng long chuyển đất liên tục để khiến cho Sanji gặp khó. Chắc chắn là bên phía OneStar trong trận đấu này họ sẽ muốn đánh thật nhanh, mặt nạ tạo ra một thế trận sơ bộ tốt. Trong đó với Sanji thì anh ta vừa lên cho mình đó là một cái mặt nạ Berit. Anh ta muốn đốt máu nhiều hơn đối phương với cái mặt nạ Berit này, tuy nhiên khả năng chống chịu sẽ là một điểm rất yếu tới từ con bài Bắc nếu như mà anh ta lựa chọn món trang bị phép thuật này. Tôi phải thực sự thấy rằng là Sanji quá gấu với món trang bị đầu tiên này. Dám lên mặt nạ Berit làm món trang bị đầu tiên dành cho Bắc ở trong trận thiếu này khi đánh support. Đó là quá gấu đi. Và để tôi xem là anh ta sẽ chống chịu được bao lâu ở trong giao tranh với cái mặt nạ Berit này để đốt máu được đối phương. Sanji chúng ta có thể thấy không chịu nổi. Đây mới chỉ là bắn chiêu chiêu đến từ Marit thôi, chứ cũng chưa làm gì quá đáng cả. Toàn bộ dàn trụ ngoài của bên phía Heavy đều đã bị bóc đi. Một ván đấu mà chúng ta chưa thấy quá nhiều hy vọng dành cho các thành viên của bên phía đội tuyển Heavy, nơi mà họ thua cả tiền, thua cả mạng, thua cả về những mục tiêu lớn và cả những cái trụ nữa tới từ OneStar Esports. Và bây giờ khi mà OneStar có cho mình đó là con tà thần Seiza này, con hào hào Seiza này, thì OneStar cũng sẽ có được một cái thế ép là rất tốt vào những cái trụ siêu cấp của bên phía đối phương. Một mục tiêu lớn được ăn dễ dàng tới từ OneStar. Và thì hiện tại thì Heavy bây giờ vẫn cần thêm thời gian. Trong khi đó thì Heavy đang hơi luẩn quẩn ở trong rừng của mình, hơi mất phương hướng đến từ Heavy. Sau ván đấu thăng hoa vừa qua thì ở trong ván đấu này thì tôi lại đang thấy Heavy quay trở lại hơi hiện nguyên hình như chăng. Họ đang thi đấu hơi bị thiếu định hướng thi đấu. Chiếu cuối của TSS không cứu được bé chọc, bé chọc phải nằm lại, Chiết mất đi chiếu cuối. Nhưng kéo là khá hay đến từ TSS và đam không đủ rồi. Quang Hải vẫn về được hỏa bạo thả ra đến từ Nana, vẫn chưa được. Có không con... bay à?
có chiêu cuối tới từ Sanji, nhưng bây giờ mới là một pha bay của Mark đổi mạng thôi. Sanji quyết định là sẽ đổi mạng dành cho các thành viên của bên phía Heavy. Việc đổi mạng này tôi nghĩ rằng là có lợi nhưng dành cho Heavy. Nếu như anh ta bật chiêu cuối sớm hơn thì có thể anh ta không cần phải bay, bởi vì rõ ràng là anh ta lên cái mặt nạ Berit cơ mà. Lúc đó Quang Hải còn quá ít máu rồi. Nếu bật được cái chiêu cuối này sớm hơn thì chưa chắc là Sanji đã cần phải bay đến vị trí của Quang Hải, có khi đã đốt được rồi. Nhưng anh ta bật chiêu cuối hơi chậm, tôi cứ đợi mãi không hiểu tại sao mà Sanji không bay. Sau khi mà Sanji có cho mình đấy là cái bàn đại Berit thì anh ta sẽ hướng tới những món trang bị chống chịu nhiều hơn. Đó, khả năng cao sẽ là một cái huân chương choi. Tầm này thì lượng sát thương được tạo ra tới từ Marit cũng như là Han là quá nhiều. Đấy sẽ là pha quay bắt của Ansa với bé Chọc. Bé Chọc ở trong trận đấu này chưa thể hiện được gì. Anh ta đang có cây đây là 0-2-0 và mới chỉ có được một cái giáp thống khổ và những cái mảnh nhỏ của cái giáp Gaia. Thì tầm này bé Chọc chưa đỡ được nhiều đam. Trong khi đó với Sanji chúng ta có thể kiểm nghiệm được cái khả năng chống chịu của anh ta trong thời gian vừa qua. Quá yếu từ Sanji. Đây sẽ là pha tấn công của Ansa ở khu vực đường giữa. Bé Chọc lao ra đấm được Berdelby. Berdelby mất nhiều máu quá, nhưng long trời đất của Han là quá hết, tung được 3 người. Giáp đen thần kỳ tung ra tới từ DS làm choáng được các thành viên bên phía Ansa. Và như vậy tạm thời bên phía đội tuyển Heavy sẽ giữ được cái trụ đường giữa, nhưng lao vào đó là Sanji không đổi được mạng của Berdelby. Sanji có chút sát thương nhưng thì không có chống chịu. Và bây giờ anh ta vẫn đang là, nếu như tính về trang bị thì anh ta đang là không giáp vật lý. Và nếu như đối phương chỉ cần cầm Ngọc Xuyên giáp thôi thì tôi nghĩ là đúng là giáp vật lý của anh ta là không thật đấy. Trận này Berdelby cũng như là Quang Hải đều đã có những món trang bị xuyên giáp rồi. Thương xuyên phá. Toàn thương xuyên phá rồi. Rồi thêm cả một kiếm Muramasa. Tầm này thì đúng là Sanji rất khó để có thể là được chơi game. Anh ta bây giờ nhiệm vụ có lẽ là dùng chiêu cuối để soi tầm nhìn của Berdelby trong những pha giao tranh 5 năm mà thôi. Và qua đó thì bên phía Heavy đang thực sự bế tắc. Họ đang chưa tìm được những cái phương án để có thể là tổ chức những pha tấn công giao tranh 50 năm song phẳng với cả bên phía đối phương. Trong khi đó với Ansa, họ cứ lần lượt bóc đi những cái trụ, bóc đi những cái mục tiêu lớn như thế này. Thì thật sự đây là một thế trận quá khó dành cho Heavy. Tôi nghĩ rằng thà thay cái mặt nạ Berit thì anh ta lên cái giáp phản nó còn có ích hơn. Khi mà C hay là Berdelby gây sát thương vật lý là cực kỳ mạnh, Quang Hải cũng vậy. Thay vì đó thì nó lại là một cái mặt nạ Berit đầu tiên. Bây giờ thì chuẩn bị có cái choi, nhưng giáp vật lý thì chả có gì cả. Thế này thì nếu như mà làm bia cho C với lại cả Quang Hải chơi thì đúng là không chịu được mấy nhịp đâu. Tầm này Madrid cũng đang rất khỏe rồi. Anh ta có những pha dồn đam là quá chất lượng khiến cho Sanji cũng không được chơi game nhiều. Và đó sẽ là một cái trụ sức cấp đầu tiên dành cho Ansa trong bàn thi đấu này. Một tiếng làm choáng tốt tới từ TDS nhưng không có sát thương bồi vào. TDS bấm quả của băng xương lao thẳng vào đốt Quang Hải. Quang Hải mua quá đây với con bài Yàn. Quang Hải bị nằm xuống mất rồi sau cú lao vào của Sanji. Bé Trọng đang muốn bóc đầu, không có tốc biến tới từ bé Trọng, anh ta không lao vào. Bé Trọng đang bị giữ chân lại đây. Si bắn quá đau vào người của bé Trọng. Bé Trọng đang cố gắng để chạy về, anh ta tốc biến để lùi đi. Tốc biến lên đó là Si khiến cho chết mất nhiều máu quá rồi. Sanji lao ra, lính vào, Sanji lính vào tùng. Có lính vào tới từ bên phía Ansa nhưng mà họ thấp máu quá và như vậy thì họ sẽ phải lùi về. Như vậy là tơn nét thành công đến từ bên phía Heavy trong pha thi đấu này. Mặc dù mất đi trụ đường giữa nhưng Heavy còn thời gian và còn cơ hội. Nhưng lượng tiền thì không. Lượng tiền thì đã 7.000 tiền dành cho bên phía One Star rồi. Một ván đấu tương đối chắc chắn đến từ One Star. Còn Han thì quá lực. Trong trận đấu này thì có lẽ lúc này Han sẽ là một người chơi cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong lối chơi đến từ bên phía One Star. Khi mà anh ta đủ trâu để có thể không bị hạ gục ở trong bất kỳ một tình huống giao tranh nào. Và hơn thế nữa thì những sự khó chịu anh ta gây ra sẽ là liên tục với khả năng phun hồi chiều. Đã có một đường link siêu cấp dành cho Ansa khi mà đây là thời điểm trước phút thứ 15. Và nếu như có thêm con tà thần xê ra bóng tối này nữa thì bên phía đội tuyển Ansa sẽ rất dễ chơi. Và đây là pha lao vào tới từ Sanji, anh ta bật chiêu cuối tìm thấy Berdelby nhưng được. Sau cùng thì cũng chỉ là đẩy lùi đối phương thôi, không cho bên phía Ansa ăn cho mình con tà thần xê ra vừa qua. Có lẽ là thành công tới từ Heavy và Heavy sẽ có thêm một phút để chờ đợi cái chiêu cuối của Sanji hồi cũng như là Berdelby xuất hiện. Nhưng đây là Berdelby xoáy huyết kích và Berdelby gây ra quá nhiều khó khăn. Và đây có lẽ là pha thi đấu cuối cùng của trận đấu này chăng, khi mà Ansa quá khó để cản trở sẽ là quét đi gần như là toàn bộ các thành viên của đối phương. Triệt có lẽ là đứng nhà thôi, không làm gì được đâu. Không có phép màu nào dành cho Heavy ở trong ngày thi đấu hôm nay. Có lẽ hai điểm hộ số họ sẽ phải hài lòng với điều đó mà thôi, khi mà Ansa đã đánh rất tập trung ở trong bàn đấu thứ 5 này. Tỷ số được ấn định là 3-2 dành cho các thành viên của bên phía Ansa. Họ vẫn sẽ giữ được vị trí top 1 của mình sau khi ngày hôm nay kết thúc. Đùa không vui và Ansa đã căng. Đùa không vui một chút nào cả, khi mà Heavy đã kiếm đến 2 trận thắng trước Ansa. Chưa có đội tuyển nào làm được điều đó. Và Ansa không để cho một sự bất ngờ nào nữa có thể xảy ra. Sài Gòn Phantom vẫn là cái tên duy nhất ở trong Liên Quân Mobile Việt Nam AOG có thể hạ gục được Ansa cho đến thời điểm này.
Và Heavy là đội tuyển, cũng là đội tuyển đầu tiên lấy được hai ván thắng của One Star, nhưng đó cũng là chấm hết. One Star có được cho mình một chiến thắng cuối cùng, và họ cũng cho thấy được rằng là những gì mà trải qua nó vẫn là một chút nào đó chệch choạc thôi, chứ nó chưa phải là một ảnh hưởng quá lâu dài đối với bên phía của One Star. Heavy không thể tạo được một bất ngờ lớn hơn nữa. Dẫu sao thì chúng ta cũng phải dành một lời khen dành cho đội tuyển Heavy ở trong ngày thi đấu hôm nay. Họ đã thi đấu rất tốt ở trong ván đấu thứ 3 và thứ 4 để đưa trận đấu chúng ta tới ván thứ 5 chung kết. Tuy nhiên cái đẳng cấp của One Star vẫn là hơn nhiều so với cả bên phía Heavy, và khi mà họ đánh tập trung hơn, họ có những cái sự lựa chọn ăn ý hơn có thể khiến cho đối phương gặp phải nhiều sự khó khăn, thì One Star vẫn là đội tuyển giành được chiến thắng chung cuộc. Và qua đó thì One Star vẫn đang giữ được một cái bàn chiến thắng rất tốt tại mùa giải năm nay. Trận đấu này thì thực sự con mắt cũng là một cái lấn cấn lớn đối với cá nhân tôi, bởi vì thực sự là rõ ràng là One Star mời bên phía của đội tuyển Heavy lấy mắt rồi. Họ không thèm cấm mắt và họ lại cấm Sennel, thay vào đó thì họ cấm thêm được cả con Quizic, đã đủ để họ hài lòng rồi. Rõ ràng là One Star chuẩn bị cho việc Heavy sẽ có mắt ở trong trận thiếu này, và đúng là mắt của Heavy thì vẫn thế, không hiệu quả. Thật ra thì Heavy đánh rất nhiều trận mắc rồi, nhưng chưa có trận nào tôi thấy thực sự hiệu quả cả. Có lẽ là nếu như vẫn còn Kunai thì cái chiến thuật mắc của bên phía đội tuyển Heavy sẽ phần nào đó được dễ chơi hơn. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì bé Trọc cần phải là một người chơi gánh team có nhiều đồ hiệu quả, thì anh ta không thể chơi có bài mắc được. Và ở trong ván thi đấu vừa qua, mắc nằm trong tay của Sanji với cái lối lên đồ là mặt nạ Berit, thì anh ta cũng không thể hiện được quá là nhiều. Anh ta cũng đã có một vài những tình huống đổi mạng với đối phương, hay là những pha soi map được vị trí của Kane, nhưng rồi cuối cùng thì đội quả chưa phải là quá cao. Tôi nghĩ rằng ở trong ván đấu này, thay vì mắc, nếu như mà bên phía Heavy đầu tư hơn vào con Lindis thì nó sẽ là hợp lý hơn. Không, họ bị lừa rồi anh Quân đấy. Họ bị lừa rồi, họ đã lấy 2 AT ngay trong phase 1. 3-0-11 và MVP thứ 3, triple MVP dành cho Madrid ở trong ngày thi đấu hôm nay. Một con Tulen của sự phẫn nộ. Và đúng là Madrid trận này thì thực sự luôn là đánh con Tulen này là hợp lý, khả năng gánh cao hơn rất nhiều so với Rask. Và độ mạo hiểm cũng thấp hơn rất nhiều. Có thêm một người đồng đội như là Lumbua của Han để hỗ trợ, thì thật sự là Tulen của Madrid chỉ việc bắn thôi. Như vậy là Madrid ở trong ngày hôm nay đã giành được thêm 3 điểm MVP để giữ cho cái cuộc đua MVP của anh ta so với cả những người chơi đường giữa khác như là NTGG hay là Fizz. Thì Madrid đang vượt lên. Một ngày thi đấu tốt tới từ Madrid và One Star. Đây là lịch thi đấu của Heavy ở trong quãng thời gian sắp tới. Họ chỉ còn phải gặp Saigon Phantom là một trận đấu khó khăn thôi. Còn đâu sau đấy thì họ cũng sẽ đối đầu với cả ING Media hay là Black Shirt. Và có lẽ trận đấu quyết định ở trong giai đoạn 1 này sẽ là cuộc đối đầu giữa Heavy và Black Shirt vào ngày 14 tháng 4. Nhưng trước hết thì Heavy cần phải kiếm cái lợi thế cho mình đã. Một chiến thắng thật đậm trước ING Media sẽ là một quyết định rất nhiều rồi, chứ chưa cần nói đến trận đấu cuối cùng đối đầu với Black Shadows. Còn đây là lịch thi đấu đến từ bên phía của One Star. Sau trận thắng trước Heavy thì One Star có cơ hội để trả lại cho Heavy những gì mà họ đã gây ra. Tức là làm thế nào đánh cho Black Shadows còn đau hơn Heavy là những gì mà Heavy đang mong đợi với One Star. Thôi điểm thì anh cũng lấy rồi bây giờ. anh cố gắng anh lấy đốt điểm của Black Shadows hộ bọn em. Đấy kiểu vậy. Thì nói chung là One Star hoàn toàn có thể hy vọng vào việc là Black Shadows sẽ thua nặng trước One Star, để qua đó thì điểm hiệu số của Heavy cũng sẽ là tốt lên. Tức là One Star cũng sẽ đóng góp một phần vào việc quyết định xem là đội tuyển nào đứng thứ 6 đấy, tại giai đoạn 1 đấy. Heavy cũng sẽ mong chờ là One Star chiến thắng được trước Black Shadows Sport với tỷ số đậm, có thể là 3-0 hoặc 3-1. Thì đó sẽ là một cái lợi thế rất lớn dành cho các thành viên của bên phía đội tuyển Heavy trong cuộc đua cạnh tranh vị trí top 6 tại giai đoạn 1 này. Ván đấu vừa qua thì chỉ có một mình mắc trong tay của Sanji có mạng thôi. Còn đâu là các thành viên còn lại đều không có mạng. Một ngày thi đấu phải nói rằng là nỗ lực từ Heavy, nhưng họ vẫn cần phải cải thiện thêm nhiều thứ. Họ thua cái pha giao tranh đầu trận nặng quá. Và quan trọng hơn là nói thật luôn là tôi không ưng cái lối lên trang bị này của Sanji. Đến bây giờ anh ta vẫn coi như không có giáp. Bởi vì nên nhớ là cái thương xuyên phá kết hợp với Ngọc của Kane và của Stewart là coi như là Sanji coi như không có giáp mà. Trận này coi như Sanji không có một tí giáp nào luôn. Nhẽ ra thì nếu như anh ta muốn liều ấy thì vẫn phải có cái giáp phản trước cái đã. Rồi sau đó là huân chương trọi, rồi sau đó mới nói chuyện đến mặt nạ Berit. Chứ đến bây giờ đánh đến phút thi đấu thứ 14 rồi, coi như người không cần một mảnh giáp nào như thế này thì quá đáng quá. Rõ ràng là Sanji đã có một cái lối lên đồ hơi mạo hiểm và khiến cho bản thân anh ta con bài mắc không thể hiện được quá nhiều ở trong ván thi đấu vừa qua. Tuy nhiên là bên phía đội tuyển Heavy cũng có lẽ là hài lòng ở trong ngày hôm nay khi mà họ có được 2 điểm hiệu số trước các thành viên của bên phía One Star rồi. Còn với One Star, họ vẫn đang thể hiện được sức mạnh của mình tại mùa giải năm nay, nơi mà họ chỉ thua đúng Saigon Phantom 2 trận thôi. Còn đâu tất cả những trận đấu còn lại họ đều có được những điểm số trọn vẹn.
Nói thế chứ tôi nghĩ là Heavy cũng hơi tiếc đấy. Hơi tiếc. Ừ, hơi tiếc. Nghĩa là ngày hôm nay về xong là bao nhiêu kênh truyền thông gọi là đưa tin về địa chấn của họ trước One Star, nhưng cuối cùng thì họ lại không làm được điều đó. Và một người yếu thì cũng có vài người buồn. Sài Gòn Phát Tô và FPT Flash trước trận chiến ngày hôm nay, nếu mà nhận được thêm tin là One Star thất thủ nữa thì có khi là vui lắm. Vui hơn, cố gắng hơn đúng không? Cố gắng hơn, nhưng mà One Star vẫn độc tôn. One Star vẫn sẽ độc tôn thêm ít nhất là một vài vòng đấu nữa. Và khả năng cao là hết giai đoạn 1 này thì họ vẫn sẽ độc tôn, bởi lịch thi đấu của họ cũng không có gì quá nặng nề cả. Nặng nhất chỉ là trận đấu với GG Live mà thôi. Còn với bên phía của đội tuyển Heavy, như đã nói, lịch thi đấu của họ nặng nhất sẽ là đối đầu với Sài Gòn Phát Tô. Tuy nhiên thì họ có hai cơ hội để tự quyết số phận của mình. Đầu tiên đó là cuộc chiến với INC Media. Nếu như trận đấu này họ thắng đậm mà lại nhận được tin vui đến từ OneStar nữa, thì trận đấu cuối cùng của họ, họ chỉ cần phải duy trì một cái điểm hiệu số so với Black Salad là đủ. Chúng ta cùng nhau nhìn lại về mặt điểm hiệu số. Lúc này thì Black Salad đang đứng trên Heavy, cân bằng luôn, khi mà cả hai đội tuyển đều đang có 12 điểm hiệu số trừ và 3 điểm ở trên số trận thắng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy được rằng là lịch thi đấu của Black Salad khó khăn hơn rất nhiều. Và với lịch thi đấu khó khăn như vậy thì Black Stardust vẫn được đánh giá cái cửa để có thể đứng ở vị trí thứ 6 là thấp hơn so với chính Heavy. Trong khi đó thì chúng ta có thể nhìn thấy được ở bên phía top trên thì One Star vẫn đang tách top với một điểm hiệu số quá khác biệt, 21 điểm hiệu số. Dù ngày hôm nay họ chỉ lấy được thêm một điểm hiệu số thôi, nhưng nó chả quan trọng nữa rồi. Bây giờ thì kể cả One Star chỉ thắng 3-2 trong tất cả những trận đấu còn lại thôi, và thua một trận đi chăng nữa thì tôi nghĩ rằng họ vẫn sẽ đứng trên những đội tuyển khác nhờ vào hiệu số cách biệt này. Với trận thắng vừa qua thì OneStar Esports sẽ chắc chắn giữ được cái vị trí top đầu, mặc dù là trận đấu cuối cùng giữa Sài Gòn Phát Tôm và FPT Flash có kết quả như thế nào đi chăng nữa. Kể cả FPT Flash thắng hay là Sài Gòn Phát Tôm thắng thì họ cũng sẽ chỉ bằng điểm so với cả OneStar thôi, và vẫn còn kém rất nhiều những điểm hiệu số. Một vị trí an toàn dành cho các thành viên của bên phía OneStar Esports khi mà ngày hôm nay họ có được chiến thắng trước Heavy. Còn với cuộc chiến của Heavy sẽ là căng thẳng đấy, khi mà bây giờ mọi thứ đang là cân bằng từ điểm số cho tới hiệu số đều bằng với BDS. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tới với màn phỏng vấn để xem là các thành viên của bên phía OneStar chia sẻ gì sau chiến thắng độc nhất vừa qua trước Heavy. Xin mời. Xin chào và mọi người ơi, chúng ta đã quay trở lại với phần phỏng vấn sau trận đấu. Và các fan của OneStar đâu rồi ạ? Chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho chiến thắng ngày hôm nay đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Bus LV. Xin mời Bus mình có thể gửi lời chào đến mọi người ạ. Xin chào tất cả mọi người, mình là Bus LV. Vâng ạ, đầu tiên thì chúng ta dĩ nhiên là sẽ cùng chúc mừng cho chiến thắng này. Và phải nói là với chiến thắng này thì một lần nữa OneStar đã thể hiện sức mạnh đội tuyển top 1 bảng xếp hạng ở thời điểm hiện tại đúng không mọi người? Và hiện tại thì OneStar đang còn 3 trận mà chúng ta chưa thi đấu nữa ở trong giai đoạn 1. Thì không biết cá nhân bạn thì bạn có nghĩ là đội tuyển của mình sẽ nắm vững được vị trí top 1 này hay không ạ? Theo mình thấy thì hiện tại đội của mình có cái hiệu số khá là tốt rồi, nên là 3 trận đấu còn lại bọn mình chỉ cần thắng thôi là chắc chắn là top 1. Chỉ cần thắng. Chỉ cần. Wow, vậy thì không biết là theo Bus LV thì top 2, top 3 của chúng ta sẽ là những đội tuyển nào? Bạn có dự đoán được không ạ? Theo mình nghĩ thì top 2 vẫn là đội tuyển. Top 2, top 3, top 4 thì cũng là những cái gương mặt quen thuộc thôi, nhưng mùa trước thôi chắc là SGB này, GG Live với Templat. Vâng ạ, ba đội tuyển cũng đang rất là sáng giá trên bảng xếp hạng đúng không mọi người? Thì không biết là trong 3 ván tiếp theo mà khi mà mình chưa đấu này nè, thì cá nhân bạn nghĩ là mình sẽ đạt được bao nhiêu cái MVP nữa đây ạ? Tại từ đầu mùa đến giờ mình mới có một cái thôi, là giờ đến cuối mùa chẳng không khác hơn được đâu. Thôi giật đi, bây giờ phải cố gắng đúng không ạ? Vâng, và có lẽ là các fan của BDLB sẽ rất là mong chờ điều này đúng không mọi người? Mặc dù là mình thấy là mình đã có chiến thắng chung cuộc cũng rất là sáng giá, nhưng mà trước đó thì OneStar cũng có để cho Heavy gỡ được 2 ván sau khi mà có được ván đấu bản lề từ rất là sớm. Theo bạn thì không biết là đâu là sai lầm khiến cho OneStar của chúng ta để mất 2 ván đấu đó ạ? Mình nghĩ là một phần do về lối vận hành trận đấu của mình không có được đặt ra đúng như ban đầu theo cái chất tướng, với lại cũng một phần vì nay bút thi đấu hơi lạnh. Vâng. Cóng. Nói chung là ở studio của Arena lúc nào cũng là hơi cóng một xíu đúng không ạ? Lần trước Madrid cũng có chia sẻ như thế, nên là tuyển thủ chúng tôi hơi cứng tay một xíu. Nhưng mà sau đó thì không biết là mình làm ấm người bằng cách nào, mình có những điều chỉnh cũng như là trao đổi gì để mà mình thắng rất là tuyệt vời với tỷ số 3-2 như ngày hôm nay ạ? Mình có trao đổi với trọng tài tăng một độ. Tăng một độ.
một độ, nhưng mà nóng hơn rất là nhiều khi mà mình đã thắng rất là nhanh sau hai ván sau đó, đúng không ạ? À, vâng ạ. Và ngày hôm nay thì dĩ nhiên là một xíu nữa thôi, nãy giờ chắc là các fan cũng đang rất là mong đợi, đó chính là trận đấu tâm điểm rất quen thuộc và rất được mong đợi ngày hôm nay giữa SGB và FPT Flash. Thì không biết là cá nhân bạn thì bạn cho rằng là đội tuyển nào mình sẽ giành được chiến thắng và với tỷ số như thế nào Bách ha? Con team mình thì sẽ hy vọng là tỷ số với trận đấu là 3-2, nhưng mà độ đảm cũng được, nhưng mà lý trí thì chắc là SGB thắng 3-0. Sao mà con team với lý trí nó có phần chênh lệch nhiều nhiều vậy? Thì tại vì hai cái đấy nó thường nghịch với nhau, thì nghịch với nhau nên là... Vâng ạ, vậy thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi xem là con tim hay là lý trí của Bết là chính xác hơn đây, đúng không ạ? Xin được cảm ơn Bết và chúng tôi cũng xin được cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi. Xin được cảm ơn nhà tài trợ Mì Ăn Liền Hảo Hảo, Mì Ly Handy Hảo Hảo đã đồng hành liên tiếp 5 lần cùng với đấu trường danh vọng Liên Quân Mobile và Hảo Hảo, Buồn Hảo Vị, Chiến Hảo Game. Cũng như là cảm ơn nhà tài trợ nước uống sữa trái cây TH True Chui Miu, nhãn hàng thương hiệu đồ uống tốt cho sức khỏe đến từ tập đoàn TH đã đồng hành cùng với đấu trường danh vọng mùa xuân 2024. TH Chu Chui Miu, năng lượng tự nhiên, chiến game cực chất. Cũng như là cảm ơn Bết LB đã đồng hành cùng với phần phỏng vấn này. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những chiến thắng rực rỡ tiếp theo của OneStar, đúng không mọi người? Còn bây giờ thì không để mọi người đợi lâu nữa, chúng ta sẽ giải lao ít phút và quay trở lại trong trận đấu tâm điểm tuần.